Phương Tĩnh toàn thân đẫm máu đứng phía trước tại Loan Hồng Hy, tay cầm một cái khiên, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi cho rằng Thượng Thương Cổ Thành cung cấp tiện lợi cho ngươi, ngươi có thể không cố kỵ gì mà khiêu chiến sao? Ngươi sai. Nơi này đơn giản chỉ là một mảnh chiến trường, bên ngoài mới là thế giới chân thực. Ngươi chỉ đang đắm chìm trong mộng ảo này. Ngươi luân phiên khiêu chiến hoàng đạo, không chỉ là đang tự tìm đường chết, cũng là đang mời chào tai họa cho xí thiên giới. Khương Phàm nhìn chằm chằm Phương Tĩnh một lát, lại nói một câu. Các ngươi còn có đầu kỳ lân sao? Miệng Phương Tĩnh đầy máu tươi, nghiêm nghị hô to. Ngươi không đi ra khỏi Thượng Thương Cổ Thành này nổi. Phương Tĩnh ta không cần bảo tàng, không còn thám hiểm, tiếp theo chỉ có một việc, chính là đuổi bắt ngươi. Tốt nhất nên gọi nhiều người chút, tại Thượng Thương Cổ Thành này, ta đánh đâu thắng đó. Khương Phàm phách lối cười một tiếng, trước khi các trưởng lão giết tới thì hắn đã bay lên không rời khỏi. Vừa rồi là ai đang khiêu chiến chúng ta, sống đủ rồi sao? Đầu lâu tổ kỳ lân đâu, ai cướp đi rồi? Hồng Hy làm sao vậy, còn sống không? Các trưởng lão mang theo thân thể be bét máu thịt chạy tới, tức giận gào thét, đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Miệng Phương Tĩnh đầy máu tươi, khí tức lộn xộn. Liên hợp hoàng tộc khác, lùng bắt Khương Phàm. Khương Phàm, vừa rồi là tên điên Khương Phàm kia. Các trưởng lão tức giận đến mức không kiềm chế được, Tần Ngao Thương còn chưa có cứu trở về, vậy mà lại bị đánh cướp. Tên hỗn đản đáng chết đó để mắt tới Chu Thiên Thần Điện bọn hắn sao? Hoàng đạo Thương Huyền đã lúc nào từng chịu đựng khiêu khích như vậy? Khương Phàm trấn áp đầu tổ kỳ lân trong thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Đầu lôi kỳ lân đã tới tay, nhưng cho ai sử dụng đây? Kỳ lân hoang lôi danh xưng là một trong tam đại hoang lôi, là tổ tông vạn lôi thiên hạ. Cơ duyên đặc biệt hoàn toàn có thể tạo nên một cường giả lôi đạo. Cường giả lôi đạo, bất luận là chiến đấu đơn độc hay tác chiến với quy mô lớn, đều cực kỳ cường hãn. Nhưng, trong các huynh đệ bằng hữu kiếp này của hắn, còn giống như không có võ giả lôi đạo rất mạnh. Du cảnh chiến, nhưng hắn là lục phẩm linh văn, không biết có thể hàng phục năng lượng tổ kỳ lân hay không. Ầm ầm, cây rừng lay động, Ngô Bá Khoan, Ngô Kình Thương các tộc nhân tử phủ đang điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn hùng tráng uy mãnh, toàn thân cuồn cuộn tử khí, giống như là dã thú đang phóng tới giống như, nhưng đều không ngoại lệ, toàn thân đều đẫm máu, tức giận lại chật vật. Đừng lại hy vọng xa vời đại quang mang thần điện, nhanh xông đến cửa thành Tây Bộ. Chỉ cần rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, chúng ta có thể bảo trụ đầu lâu tổ kỳ lân. Ngô Bá Khoan khàn giọng la lên, tử khí sôi trào, cất bước phóng tới. Răng rắc, ầm ầm, cứng cáp đại thụ bị đụng nát, núi cao chặn đường bị cưỡng ép xuyên thủng. Bọn hắn cứ phóng thẳng tới, bất kỳ cái gì ngăn cản cũng đổ đều bị trực tiếp phá hủy. Vẫn còn rất xa, đại tỷ sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngô Kình Thương theo sát phía sau, mang theo Ngô Thanh Giao máu thịt be bét, gương mặt dữ tợn, khóe miệng rỉ máu. Ba vị tộc lão tử phủ liên tiếp quay đầu, trong ánh mắt đung đưa sự tức giận cùng cảnh giác. Ngô Bá Khoan dậm chân phóng lên, tử khí vần quanh, ngưng tụ hai cánh, lao thẳng đến không trung, đang muốn nhìn cửa thành hướng Tây Bộ, xác định khoảng cách, bất chợt có một mảnh lưu quang huyết sắc xẹt qua giữa không trung, rơi xuống trên núi cao trước mặt. Ngô Bá Khoan, bây giờ từ bỏ còn kịp. Khoái Kiệt tay trái cầm kiếm, tay phải nâng đao, khóa chặt Ngô Bá Khoan. Bất luận là thân thể điêu luyện hay là đao kiếm, đều bò đầy huyết văn, tà ác quỷ dị. Nếu như tộc đệ Ngô Thiên Khải của ta ở đây, tuyệt đối không tới phiên các ngươi làm càn. Các ngươi muốn đầu lâu kỳ lân, đến đây, giết ta đi. Nếu như Ngô Bá Khoan ta nói một câu cầu xin tha thứ, ta theo họ ngươi. Ngô Bá Khoan gầm thét như sấm, thả người nhảy xuống núi cao, va vào trong rừng rậm, tiếp tục phóng tới phía trước. Đại ca, nhanh dùng đầu lâu kỳ lân. Ngô Kình Thương đuổi sát theo. Kình Thương, theo sát ta. Ba vị tộc lão, chuẩn bị liều mạng. Ngô Bá Khoan giữ tợn gầm thét, toàn thân trong nháy mắt sôi trào tử khí, giống như là hồng thủy mất khống chế, quét sạch dãy núi rừng rậm, cuồn cuộn không dứt, sôi trào mãnh liệt. Giống. Tổ đầu lâu kỳ lân bị khai ra hết, tiếng gào thét trầm muộn lập tức vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, trùng kích tử khí, chấn động rừng rậm. Một viên thú nguyên xanh tươi ướt át chìm nổi ở đầu bên trong, tỏa ra từng luồng khí tức hồng hoang, uy lực linh mộc. Lên lên lên,
Ngưu Bá Khoan dẫn dắt máu tươi hỗn độn, điều động tử khí mãnh liệt, bao phủ lấy đầu tổ kỳ lân, chấn động thú nguyên hệ mộc ở bên trong. Hống hống hống. Bên trong đầu lâu kỳ lân liên tiếp phát ra tiếng gào thét ngột ngạt, ánh sáng màu xanh bạo động, linh khí sôi trào, ngưng tụ thành linh mộc kỳ lân khổng lồ. Nguy nga thần tuấn, càng có loại khí tức linh tú phi phàm hơn. Nó tượng trưng cho mộc nguyên lực bên trong ngũ hành, đại biểu là kỳ lân linh mộc, có được khí tức sinh mệnh bành trướng không gì sánh được, cũng có được uy lực hồng hoang đặc biệt phi phàm. Giờ khắc này, nhận lấy huyết mạch hỗn độn của Ngưu Bá Khoan đặc biệt trùng kích, nó nhanh chóng thức tỉnh, khôi phục ý thức ngủ say vạn cổ. Sau đó, một màn rung động xuất hiện. Răng rắc, răng rắc. Số lượng lớn đại thụ cổ lão cứng cáp lắc lư mãnh liệt, mở ra con mắt, đã nứt ra, miệng rộng, vung lên chạc cây, rút ra rễ cây. Một gốc, hai gốc, ba gốc, 10 gốc, 20 gốc. Càng ngày càng nhiều đại thụ che trời, sống dậy, đi qua, bọn chúng cao vài trăm mét, nguy nga to lớn, vô số chạc cây giống như xúc tu đang cuồng kích bầu trời, bọn chúng mở ra miệng rộng, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Mênh mông mộc nguyên lực nhận lấy dẫn dắt, tràn ngập đất trời hội tụ đến nơi này, tràn vào trong thân thể những cự yêu này. Thú nguyên mộc kỳ lân dâng lên tầng tầng sóng xanh, đánh thẳng vào thụ yêu, cũng tiếp tục kích ra tiềm lực của bọn nó. Ngưu Bá Khoan đều kinh ngạc, vốn muốn kích thích lực lượng thú nguyên, để cây rừng xung quanh điên cuồng tăng sinh, cung cấp hỗ trợ cho bọn hắn, chống cự chặn đường khoái kiệt, không nghĩ tới lại dẫn phát ra cục diện khủng bố như vậy. Lần lượt từng bóng người từ đằng xa chạy đến, ngoại trừ Điêu Lãnh Phong và những người của Vạn Đạo Thần Giáo, còn có đội ngũ Cổ Hoa Hoàng Triều, Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ba bên liên hợp, bọn hắn đều đang săn bắn hỗn độn tử phủ, hy vọng có thể lấy được đầu lâu tổ kỳ lân. Chỉ là tình huống phát triển lại có sự ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng ba bên uy hiếp liền có thể để hỗn độn tử phủ thỏa hiệp, không nghĩ tới Ngưu Bá Khoan lại phản kháng, kết quả tạo thành 5 người Ngưu Thiên Đạo tử vong. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Nhưng một màn trước mắt, bọn hắn kích phát năng lượng tổ kỳ lân. Hỗn độn tử phủ quả nhiên đã đạt được thú nguyên mộc hệ. Vạn cổ ngủ say, lại còn có uy thế như vậy, không hổ là hồng hoang tổ kỳ lân. Rừng rậm bên trong thượng thương cổ thành tươi tốt khổng lồ, đủ để thú nguyên mộc hệ phát huy uy lực đến cực hạn. Cường giả ba bên rung động nhìn hình ảnh thụ yêu cuồng vũ. Thân hình khổng lồ mấy trăm mét, sôi trào hào quang màu xanh, mang đến áp lực giống như nghẹt thở. Chúng ta được cứu rồi. Ngô Kình Thương nhìn qua thụ yêu cuồng bạo xung quanh, kích động đến gào thét. Nhất định phải mang đầu tổ kỳ lân đi ra ngoài. Ngưu Bá Khoan mang theo ánh mắt cuồng nhiệt, hắn biết đầu tổ kỳ lân sẽ rất mạnh, không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này. Sau khi dung hợp, sẽ có hiệu quả gì? Thật khó có thể tưởng tượng được. Giết ra ngoài, mang theo thụ yêu giết ra ngoài. Các trưởng lão tử phủ cũng kích động. Đều theo sát ta. Ai cũng không được tụt lại phía sau. Ngưu Bá Khoan lập tức thiêu đốt huyết khí, phóng xuất ra mênh mông tử khí, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, nhanh chóng bành trướng, cao thẳng tới 50 mét. Toàn thân hắn dâng lên tử, màu tím khí, ngưng tụ ra cái đầu cùng hai tay mới, vững vàng nhấc cái đầu lâu khổng lồ của tổ kỳ lân, cất bước phóng tới. Đầu tổ kỳ lân khuấy động thú uy cường đại, cũng dâng lên khí tức sinh mệnh nồng đậm, mang cho Ngưu Bá Khoan áp lực thật lớn. Thụ yêu thì nện bước rễ cây, theo sát phía sau, đuổi theo lực lượng thần bí gọi bọn chúng tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của đám người Điêu Lãnh Phong dần trở nên nghiêm trọng. Cấm chế tại thượng thương cổ thành có thể áp chế hết thảy năng lượng, thực lực những thụ yêu này sẽ không quá mạnh, đều giết cho ta. Huyết khí vần quanh người Khoái Kiệt, âm vang tranh minh, Khoái Kiệt cầm đao quả quyết lao thẳng đến trận thế thụ yêu nhìn rất khổng lồ. Giết! Ngưu Bá Khoan giơ cao đầu lâu kỳ lân, điều động huyết khí mãnh liệt kích thích. Tổ kỳ lân tăng vọt uy thế, mênh mông năng lượng đánh thẳng vào thụ yêu xung quanh. Thụ yêu khổng lồ, cành lá cuồng vũ, khí thế bàng bạc. Nhưng, bọn chúng không có tiếp nhận mệnh lệnh, càng không có giết. Bọn chúng chỉ là ở nơi đó nạp lấy mộc nguyên lực giữa đất trời, hấp thu khí tức linh mộc đến từ tổ kỳ lân. Bởi vì tổ kỳ lân chỉ là bị máu của hỗn độn tỉnh lại năng lượng. Thả ra, kỳ lân linh mộc, bên trong thú nguyên, sau đó ảnh hưởng đến thụ yêu xung quanh. Nó đã chết trong 5 tháng vô tận, không có ý thức của bản thân, cũng không thể nào bị người khác khống chế. Nó chỉ là đang phóng thích năng lượng,
sinh ra ảnh hưởng, chỉ thế thôi. Khoái kiệt giết tới, huyết kiếm cuốn lên kiếm nhận phong bạo, huyết đao huy động đao cương. Linh văn, huyết chú. Huyết khí được thả ra mang theo đáng sợ lực lượng nguyền rủa, có thể hỗn loạn huyết mạch, có thể chặt đứt sinh cơ, càng có thể thối giữa toàn thân, hóa thành nước bẩn. Ầm ầm, hai cây thụ yêu cất bước phía trước bị chém vỡ, hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, văng khắp nơi. Thụ yêu hấp thu, kỳ lân linh mộc đã trở nên cực kỳ cứng cỏi, mặc dù vỡ vụn, nhưng cũng lại làm cho kiếm nhận phong bạo bị vỡ nát. Nhưng, đao cương lại giống như dòng lũ màu máu, ngút trời mà xuống theo sát vỡ nát mảnh vụn, tán loạn kiếm khí, bổ về phía Ngô Bá Khoan. Trong lòng Ngô Bá Khoan vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Hắn đã đoán sai năng lượng của đầu lâu tổ kỳ lân. Giờ khắc này, muốn đảo mệnh đã cũng đã không kịp, bởi vì hắn cuối cùng cũng chỉ là linh hồn cảnh cửu trọng thiên. Tại thời khắc sống còn, Ngô Bá Khoan bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lắc lư, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Kình Thương ở phía sau. Vị trí tộc trưởng, giao cho Thiên Khải. Đại ca, Ngô Kình Thương muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hét lớn. Đại công tử, ba vị tộc lão bay thẳng lên trời, điên cuồng hơn chặn đường. Nhưng, Ngô Bá Khoan bỗng nhiên quay đầu, gương mặt dữ tợn, thất khiếu rướm máu, đột nhiên dẫn nổ chính mình. Mênh mông máu hỗn độn hòa với thịt xương màu tím, toàn bộ đánh về phía đầu lâu hồng hoang tổ kỳ lân, nhuộm đỏ thú nguyên to lớn. Huyết khí đặc biệt, năng lượng mênh mông, tại thời khắc này lại lần nữa kích phát năng lượng tổ kỳ lân càng mạnh. Ầm ầm, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn giống như một dòng lũ lớn, mất khống chế lao nhanh, tuôn ra mấy vạn mét, chấn động thụ yêu, bao phủ lấy dãy núi. Đại địa nổi sóng chập trùng, cây rừng đột ngột nhảy lên. Khoái kiệt đang muốn giết tới sắc mặt đã hơi biến đổi, nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị khí lãng cuồn cuộn va chạm, đối diện đánh bay, liên tiếp đụng nát mười mấy cây đại thụ. Bọn người Ngô Kình Thương đều đứng trên thụ yêu, không có bị quá tác động đến, thế nhưng hình ảnh máu thịt Ngô Bá Khoan văng tung tóe, lại kích thích bọn hắn sụp đổ kêu rên. Hống hống hống, càng nhiều cây rừng bị kích thích, phát sinh dị biến. Dễ già tráng kiện bị rút ra khỏi mặt đất. Thân cây cao ngất vỡ ra mắt miệng, cành cây dày đặc giống như là lôi điện cuồng kích bầu trời. Hình ảnh rung động trải rộng mấy vạn mét, nhìn thấy mà giật mình, thanh thế động trời. Nhưng khoái kiệt tùy tiện đã đánh tan được hai thụ yêu, cùng với việc Ngô Bá Khoan tự bạo, đã khiến cường giả ba bên chấn phấn. Chỉ còn mấy người bọn hắn, tốc chiến tốc thắng. Khoái kiệt nhanh chóng khép lại vết thương, mang theo đao kiếm lao thẳng đến cánh rừng hỗn loạn. Phía trước tất cả cứ việc đều là thụ yêu cực lớn đến kinh dị, bọn chúng cứ việc hỗn loạn bạo động, tràn ngập đất trời tất cả đều là trạc cây cùng dễ già, nhưng gương mặt khoái kiệt vẫn cứ lạnh lẽo cứng rắn, thẳng tiến không lùi. Kiếm khí quét ngang, thế như cuồng phong, những nơi đi qua, cây rừng đều bị phá hủy, đao cương hoành hành, phách chạm ở hai bên, từng cây đại thụ bị chặt đứt ngang, ầm vang ngã xuống đất. Vây quanh, đừng để bọn hắn chạy trốn. Các tộc lão cổ Hoa Hoàng Triều, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhao nhao khởi hành, từ từng phương hướng lao thẳng đến đám thụ yêu hỗn loạn. Ầm ầm, đại địa oanh minh, bụi đất tung bay, thụ yêu không có chỉ huy, đều là đang hỗn loạn phát tiết lấy, phục sinh, bị động chống cự lại các nơi chặn đánh. Số lượng cứ việc khổng lồ, nhưng vây bắt đến từ ba đại cường tộc vẫn khiến bọn chúng nhanh chóng tiến vào bên trong. Công tử, bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Công tử, chạy mau, không được quay đầu lại. Ngài một mực chạy về phía trước. Không cần lo cho chúng ta, nhất định phải mang theo đại tiểu thư chạy đi. Ba vị tộc lão thu đầu tổ kỳ lân lại, kích phát huyết mạch, thân thể phồng lên, nhấc lên tử khí mênh mông, ngưng tụ tử kiếm, hộ tống Ngô Kình Thương phóng tới phía trước. Ba người trao đổi ánh mắt, liên tiếp dựng thẳng đầu ngón tay lên, ước định ai sẽ bạo đầu tiên, ai theo sát phía sau. Đôi mắt Ngô Kình Thương rưng rưng, cũng đã không lo được gì. Cứ mang theo đại tỷ Ngô Thanh Giao phóng tới, tức giận, uất ức, không cam lòng, để hắn cuồng loạn hét lớn. Giết giết giết, đừng để lại người sống. Điêu Lãnh Phong và các cường giả linh hồn cảnh tạm thời ở lại bầu trời, dõi mắt ngắm nhìn chiến trường hỗn loạn. Trước đó ai cũng không muốn đổ sát hỗn độn tử phủ, nhưng sau khi giết lầm bọn người Ngô Thiên Đạo, bọn hắn chỉ có thể đuổi tận giết tuyệt, miễn cho để lại tai họa. Mà, đám người Ngô Bá Khoan này quá bướng bỉnh. Không giết bọn hắn thì đừng nghĩ sẽ đạt được đầu lâu tổ kỳ lân. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi.
Điêu Lãnh Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm, thanh thế tại nơi này đã gây nên chú ý, trước khi có người ở bên ngoài đuổi tới, nhất định phải giải quyết tất cả bọn người tử phủ, cướp được đầu lâu Kỳ Lân. Giết, giết! Trong mắt Tiêu Lạc Lê thì lóe ra sự báo thù, Huyền Nguyệt Hoàng Triều luân lạc tới tình trạng hôm nay, hỗn độn tử phủ cùng Chí Tôn Kim Thành đều là hung thủ. Có thể tận mắt thấy tử phủ đám thiên tài chết trước mắt mình, thật sự là hả hận. Nhưng, bọn hắn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rầm rầm rầm, mây mù sụp đổ, liên tiếp 5 tiếng oanh minh, vang vọng trời cao. Khương Phàm sôi trào liệt diễm, tiểu quang mang thánh thuật được phóng thích, kéo lấy tiếng dẫn bạo đinh tai nhức óc, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong, Tiêu Lạc Lê ngưng tụ con ngươi, trong tầm mắt nhanh chóng phản chiếu ra thân ảnh mang đầy liệt diễm. Khương Phàm, đầu bọn hắn ông, chăm miệng một lời. Chạy! Ở các nơi trên bầu trời, các cường giả linh hồn cảnh của vạn đạo thần giáo, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều nhao nhao nhìn về phía bầu trời, sắc mặt đại biến, toàn thân ớn lạnh. Khương Phàm, làm sao hắn lại đến đây? Ầm ầm, chiến xa hoa lệ dâng lên cường quang sáng chói, ngưng tụ pháp trận. Đây là bảo khí thần giáo, có được tốc độ cùng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng, Khương Phàm tới quá nhanh, Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê mới vừa đi đến, còn không có đóng bế cửa xe. Không để cho pháp trận được hoàn chỉnh, hắn đã cuồng bạo đụng đến trước. Một tiếng bạo hưởng, rung động khung trời, pháp trận sụp đổ, cường quang tán loạn, chiến xa bỗng nhiên rơi xuống. Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê chân trước mới vừa đi đến, chân sau đã bị văng ra ngoài. Khương Phàm vỗ cánh bay lên, lại nhanh chóng lao xuống, móng vuốt như đao, sượt qua người Điêu Lãnh Phong. Phốc phốc, trên mặt Điêu Lãnh Phong còn duy trì sự kinh dị, ánh mắt lo lắng. Ngoài miệng còn muốn phát ra mới một tiếng gào thét, thế nhưng... Sao ta lại đang lăn lộn? Cái thân thể không đầu đang trào máu kia là ai? Khương Phàm kéo đầu Điêu Lãnh Phong xuống, mãnh liệt nhấc lên, lao thẳng đến Tiêu Lạc Lê. A! À, Tiêu Lạc Lê hoảng sợ thét lên, sôi trào lên năng lượng lôi hỏa điên cuồng chạy trốn. Nhưng, Khương Phàm đã nhanh chóng lướt qua, xoay chuyển người bay lên, một chân đạp ở Tiêu Lạc Lê phía sau lưng. Răng rắc giòn vang, xương cổ vỡ vụn, trùng kích mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực, máu tươi theo đó mà phun ra ngoài. Cơ thể Tiêu Lạc Lê bay lên, lập tức mất khống chế. Khương Phàm đưa một tay bóp lấy cổ của nàng, bay lên không 800 mét. Phốc phốc, xương sau cổ vỡ vụn, huyết nhục xé mở. Tiếng kêu thảm của Tiêu Lạc Lê dừng lại, thân thể không đầu rơi xuống rừng rậm. A, à, bọn người Điêu Lãnh Nguyệt, nhị hoàng tử. Tiêu Lăng Nguyệt đang muốn chạy trốn nơi xa kinh hãi thét lên. Giết! Hắn giết Điêu Lãnh Phong! Hắn giết Tiêu Lạc Lê! Cứ giết lưu loát như vậy! Khương Phàm lao xuống, bắt lấy cái đầu Điêu Lãnh Phong đang rơi, hắn giết lên một tiếng thanh chấn trời cao. Các người đây là đang làm gì? Không phải là đuổi bắt ta sao? Lão tử chờ các người 10 ngày, vậy mà các người lại lãng phí thời gian tại chỗ này. Xem thường Khương Phàm ta sao? Trong cánh rừng hỗn loạn, bọn người khoái kiệt đang muốn hình thành vòng vây liên tiếp dừng lại, xuyên qua chạc cây nhìn về phía không trung. Khương Phàm, trong tay hắn đang xách cái gì? Ngô Kình Thương đều dừng lại, thở hổn hển nhìn lên không trung. Là Khương Phàm. Khương Phàm đến rồi. Ba vị tộc lão của hỗn độn tử phủ hưng phấn kêu to, nhưng kêu xong lại liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn và Khương Phàm hẳn nên tính là kẻ địch, sao lại còn kích động? Không làm việc đàng hoàng, các ngươi quên mình là tới làm gì, lão tử làm cho các ngươi ấn tượng sâu sắc. Khương Phàm vứt bỏ đầu của Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê, liệt diễm, sôi trào thao thao bất tuyệt, hóa thành biển lửa nóng hổi, cuốn lên trời cao. Thương thương thương, 300 sợi hỏa vũ, lấp lóe cường quang, liệt diễm vần quanh, giống như là chu tước dương cánh, tràn ngập đất trời bạo kích tới, đánh về phía các cường giả linh hồn cảnh ở không trung. Không. Không không không, tộc lão các cường tộc trong rừng rậm gào thét thê lương, không lo được phải vây quanh bọn người Ngô Kình Thương nữa, bọn hắn liên tiếp bay lên không, điên cuồng giết tới. A a a, đám người Điêu Lãnh Nguyệt thôi động vũ khí, điên cuồng chạy trốn. Bầu trời loạn thành một đoàn. Trong rừng rậm, khoái kiệt không để ý đến bầu trời, ánh mắt tàn nhẫn vẫn khóa chặt Ngô Kình Thương đang ở trước mặt mình. Giao đầu lâu tổ Kỳ Lân ra. Nằm mơ. Ngô Kình Thương dữ tợn,
quay đầu phóng tới. Công tử, đi mau. Một vị tộc lão tử phủ nhấc lên tử khí, thế như thủy triều, trùng kích mãnh liệt về phía trước. Khoái Kiệt đang muốn giết qua, lại mẫn cảm đã nhận ra huyết mạch vị tộc lão này đang ba động, không chần chờ chút nào, hắn ngưng tụ huyết dực, bay thẳng lên trời. Ầm ầm, tộc lão tử phủ ngang nhiên dẫn nổ mình. Vốn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, thực lực cường đại, thời khắc này điên cuồng phóng thích đã dung chuyển cấm chế, phóng xuất ra năng lượng cuồng chiều cực kỳ khủng bố. Giống như biển hồ màu tím đang sụp đổ, thao thao bất tuyệt, tuôn ra mấy vạn mét, Khoái Kiệt bị đụng bay. Hai vị tộc lão bảo vệ Ngu Kình Thương ở hai bên, mượn nhờ bạo tạc, lập tức chạy trốn. Công tử, đi mau, đừng quay đầu. Sau khi Khương Phàm phóng thích hỏa vũ, hắn nhanh chóng bay lên không rút lui. Khương Phàm, có bản lĩnh thì dừng lại. Các tộc lão bay lên không tức giận không kiềm chế được, đạp không phóng tới, đuổi bắt Khương Phàm. Giết hắn. Tiêu Lăng Nguyệt sống sót sau tai nạn, kinh hồn khó định, lo lắng xông vào cánh rừng, tìm được thi thể Tiêu Lạc Lê. Cái cổ bị bẻ gãy, bị thiêu hủy, thi thể tách rời. Thảm trạng thê lương để nàng bi phẫn muốn chết. Hắn giết Điêu Lãnh Phong, hắn giết Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Nguyệt nhảy lên không thét lên, sụp đổ đến không thể kiểm soát. Điêu Lãnh Phong sao có thể chết? Đó là hy vọng phe phái Điêu gia bọn họ cơ mà. Sắc mặt các trưởng lão vạn đạo thần giáo tái nhợt, điên cuồng đuổi bắt. Tim bọn hắn đập rộn lên, vừa tức giận nhưng lại càng kinh hoàng hơn. Ai cũng không nghĩ tới Khương Phàm biến mất gần 10 ngày sẽ xuất hiện ở lúc này. Bọn hắn đã thiếu trách nhiệm. Bọn hắn thật sự đã làm thiếu trách nhiệm rồi. Bọn hắn ít nhất phải để lại một hai trưởng lão bồi tiếp mới đúng. Khoái Kiệt đứng lên, toàn thân đẫm máu, nhìn Ngu Kình Thương đã biến mất, lông mày vặn thành u cục. Còn kém một chút, đã sắp tới tay. Tiếp tục đuổi sao? Không thể. Điêu Lãnh Phong chết rồi, hắn nhất định phải báo thù, cho dù là làm dáng một chút, nếu không, sau khi trở lại thần giáo, Điêu gia khẳng định sẽ trách hắn. Khương Phàm, ta còn chưa có đi tìm ngươi, chính ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Khoái Kiệt cầm đao kiếm trong tay, ngưng tụ huyết dực phóng tới không trung. Đầu tiên là Cửu Thiên Thần Giáo, sau đó là Chu Thiên Thần Điện. Bây giờ lại có vạn đạo thần giáo, huyền nguyệt hoàng triều, cổ hoa hoàng triều. Mảnh khu vực này nhanh chóng bạo động, bị Khương Phàm hấp dẫn lực chú ý. Khương Phàm liên tiếp thi triển tiểu quang mang thánh thuật, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Vẻ mặt của hắn có chút nghiêm trọng, không phải bởi vì bị đuổi bắt, mà tại thời điểm vừa mới săn giết Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê, rõ ràng cảm nhận được một loại không gian ba động yếu ớt. Tuy nhiên lại cách xa hắn mấy trăm mét. Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Phàm nghĩ đến một loại khả năng, Đông Hoàng Như Ảnh đang bí mật quan sát hắn. Đại tỷ này nhìn trộm đến nghiện rồi. Khương Phàm nhíu mày, suy nghĩ cách giáo huấn nàng. Lần này nhất định phải bắt lấy, còn phải hung hăng giáo huấn. Dù sao cũng luôn bị nàng nhìn chằm chằm, nói không chừng lúc nào đó liền bị phát hiện chút bí mật. Làm sao bây giờ? Nàng trốn ở trong hư không, lại rất cẩn thận, muốn đẩy ra ngoài. Giống như rất không thể. Chẳng lẽ lại phải dùng cấm nguyên châu? Không được. Chỉ còn lại một viên, phải dùng tại thời khắc mấu chốt để giữ mệnh. Khương Phàm chạy hết tốc lực ra ngoài mấy chục dặm, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, lập tức lao xuống, thẳng đến rừng cây rậm rạp phía trước. Đông Hoàng Như Ảnh trốn ở trong hư không, theo sát phía sau. Nàng duy trì khoảng cách thích hợp, cẩn thận quan sát Khương Phàm. Mặc dù hơn một ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng biểu hiện của Khương Phàm đã để nàng khó có thể hiểu được. Hắn khiêu chiến Cửu Thiên Thần Giáo, bắt sống Lan Đạo. Hắn tấn công Chu Thiên Thần Điện, mưu toàn bắt Loan Hồng Hy đi. Hắn còn tàn sát Điêu Lãnh Phong cùng Tiêu Lạc Lê. Bộ dáng điên loạn phách lối kia, không chỉ muốn cướp đoạt đầu kỳ lân thần bí kia, càng giống như đang gây hấn. Hắn muốn chọc giận tất cả hoàng tộc hoàng đạo, kích thích bọn hắn đuổi bắt. Vì sao? Tại trong ấn tượng của nàng, mặc dù Khương Phàm cường thế bá đạo, thoạt nhìn như là điên cuồng, kỳ thật đều là có mục đích đặc biệt. Lần này thì sao, hắn có mục đích gì? Khương Phàm vào tới trong rừng cây, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn hai bên một chút, sau khi xác định không có người đuổi tới, hắn liền tiến tới tảng đá trước mặt, lại cảnh giác mở miệng ở hai bên. Hắn đang làm gì? Đông Hoàng Như Ảnh khống chế không gian ba động, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới. Khương Phàm co người lại,
cúi đầu, hai tay nâng ở ngực, giống như đang tra nhìn bảo bối gì đó. Đông Hoàng Như Ảnh hơi chần chờ, lại đi đến phía trước. Trong tay Khương Phàm là hạt giống vĩnh sinh thần thụ, tỏa ra ánh sáng mê người. Đông Hoàng Như Ảnh ẩn nấp ở trong hư không, tiến đến phía trước nhìn hạt giống, nhìn lại ánh mắt cuồng nhiệt của Khương Phàm. Kỳ quái, đây là cái gì? Đúng, có người nói Khương Phàm cướp được hạt giống vĩnh sinh thần thụ từ trong tay Thái Cổ Thần Miếu. Khương Phàm thu hồi hạt giống, đứng dậy, nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó. Đột nhiên bắt lấy áo, soạt một tiếng, thô lỗ xé mở, lộ ra thân thể điêu luyện trần trụi. A! À, Đông Hoàng Như Ảnh vốn đang đứng ở trước mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng xấu hổ kinh hô. Tìm được! Ánh mắt Khương Phàm rung động, lập tức đánh xuyên không gian, rời khỏi trong hư không. M thanh giòn vang truyền đến từ trong bóng đêm. Khương Phàm bóp lấy cổ tay Đông Hoàng Như Ảnh, cuồng lực cuồn cuộn, mạnh hơn mấy triệu cực cảnh, nàng bỗng nhiên bị rút ra khỏi hư không. Lực lượng quá mạnh, suýt chút nữa đã kéo rách toàn bộ cánh tay Đông Hoàng Như Ảnh xuống. Răng rắc, xương bả vai chật khớp. Đông Hoàng Như Ảnh sợ hãi kêu lên rồi ngã xuống đất, một nửa thân thể đều giống như bị nát. Toàn thân Khương Phàm dâng lên tinh quang, toàn bộ nhào tới phía Đông Hoàng Như Ảnh, hai tay bóp lấy hai cổ tay nàng. Hai chân đạp ở mắt cá chân nàng, tinh quang giống như xiềng xích, kéo chặt lấy hai người, vây ở trên mặt đất. Như Ảnh cô nương, thật là khéo, vậy mà lại gặp ở nơi này. Khương Phàm cơ hồ mặt dán mặt cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hơi thở trong miệng phun đến trên mặt nàng, nàng kinh hoàng, hơi thở cũng chạm đến trên mặt Khương Phàm. Đông Hoàng Như Ảnh nhanh chóng định thần, nhưng xương bả vai đã chật khớp, xương cốt cơ thể đã vỡ ra, đau đớn để sắc mặt nàng tái nhợt. Loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được, ngươi trở nên vô sỉ. Không cần chút thủ đoạn cực đoan, có thể bắt được cô. A, à, thân thể, thật mềm, cảm giác này. Cút ngay. Đông Hoàng Như Ảnh kịch liệt giãy giụa. Đừng loạn xoay, thận trọng một chút, lên phản ứng thì cô phụ trách đó. Vô sỉ. Không gian xung quanh Đông Hoàng Như Ảnh chấn động, mãnh liệt đuổi đi tinh quang, che mất bọn hắn, cưỡng ép dung nhập vào hư không. Đến hư không. Chính là đến chiến trường của Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Phàm như, mèo ba chân, vừa mới lĩnh ngộ năng lượng tinh không, đối với đại sư không gian như Đông Hoàng Như Ảnh mà nói liền như là trò đùa. Hư không bạo động. Đông Hoàng Như Ảnh giống như cửu thiên thần nữ, nghiêm túc lạnh nhạt, điều động năng lượng thâm không vô tận cuồng bạo đánh thẳng vào Khương Phàm. Khương Phàm bị đánh, liên tiếp nhấc lên, không hề có lực hoàn thủ. Rầm rầm. Sâu trong hư không tuôn ra mấy chục sợi xiềng xích, xuất hiện trong chốc lát, liền cuốn lấy hai tay hai chân còn có đầu Khương Phàm, âm thanh trầm đục, toàn thân Khương Phàm bị kéo căng. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ Khương Phàm, hắc ám sau lưng lại bạo động, giống như là cự thú hoang cổ trong hư vô đang thức tỉnh. Rõ ràng không tồn tại, nhưng lại giống như đang ẩn núp ở nơi đó, tràn ngập khí tức tuyệt vọng làm cho người ta hồi hộp, khóa chặt Khương Phàm. Khóe miệng Khương Phàm chảy máu. Lại ôm lấy đường cong. Thì ra Như Ảnh cô nương cũng sẽ tức giận. Đông Hoàng Như Ảnh hơi rung nhẹ đầu ngón tay, hắc ám sau lưng vô hình bạo động, phảng phất hư không cự thú đang gầm thét, lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Đến đây, đừng kiềm chế, buông tay tới làm. Khương Phàm phồng cánh tay lên, tinh huyết kim hoàng thiêu đốt đến sôi trào, năng lượng mênh mông phun trào tại tứ chi. Rầm rầm, xiềng xích hư không vỡ vụn vỡ nát. Khương Phàm được giải thoát, từ toàn thân dâng lên mênh mông ánh sao, thắp sáng hư không, ngưng tụ thành một mảnh tinh hà đẹp đẽ, bao quanh Khương Phàm lao nhanh. Keng, tàn đao ra khỏi vỏ, tử khí dâng lên. Khương Phàm giơ tàn đao lên, chỉ Đông Hoàng Như Ảnh phía xa. Tinh hà ù ù lao nhanh, rời khỏi thân thể, quấn lên tàn đao, mê quang hoa mỹ, chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu ra cho tàn đao mấy phần mỹ cảm. Lập tức, tàn đao phun trào tử khí. Tế thiên thức vận sức chờ phát động, tinh hà càng ngày càng sáng tỏ, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Một loại uy thế hủy diệt cường thịnh đang lan tràn tại hư không. Đông Hoàng Như Ảnh thanh lãnh cao ngạo, tóc dài tung bay, như một tiên tử xinh đẹp. Tại sao ngươi lại muốn giết người của Hoàng Đạo? Loại vấn đề phức tạp này không cần cô đến xoắn suýt, để cho phó giáo chủ của các cô đến bàn bạc. Giữa chúng ta vẫn là nên bàn bạc chút chuyện đơn giản. Ví dụ như ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm ta, là có ý nghĩ gì với ta rồi? Khóe miệng Khương Phàm hiện ra nụ cười,
ngôn ngữ ngả ngớn, nhưng ánh mắt rất lạnh, tập trung vào Đông Hoàng Như Ảnh, toàn bộ tinh thần cũng cảnh giác hắc ám thâm không. Ngươi đang cố ý hấp dẫn sự chú ý, ngươi đang thay ai hấp dẫn chú ý, ngươi đi đến vực sâu, không có chút do dự gì liền nhảy xuống. Ngươi cùng một nữ tử đi đến, lại một mình đi ra, nhưng ngươi không có bi thương. Nàng ở lại bên trong, ngươi đang hấp dẫn chú ý cho vực sâu. Đông Hoàng Như Ảnh dần dần vuốt rõ ràng mục đích của Khương Phàm, đôi mắt thâm thúy có chút động lại. Bí mật của vực sâu có liên quan cùng ngươi. Khương Phàm nhìn chăm chú Đông Hoàng Như Ảnh, nữ tử này xác thực không đơn giản. Đông Hoàng Như Ảnh từ từ tản năng lượng hắc ám ở sau lưng ra. Ngươi không đi Cửu Tiêu Thiên, là ngươi không đi được. Ngươi xin mời phó giáo chủ tiến đến gặp mặt nói chuyện, là muốn tìm kiếm trợ giúp. Nghị công tử, ta nói đúng không? Như Ảnh cô nương, cô có nghĩ tới cô thân là nữ nhi hay không? Cô nhìn mọi thứ quá lộ, ánh mắt sẽ rất cao, tương lai ai còn xứng đáng với cô? Cô còn lấy chồng thế nào? Ngươi đang né tránh vấn đề của ta, xem ra ta đã đoán đúng. Trong vực sâu có cái gì? Như Ảnh cô nương, đồ trong vực sâu, cô không thể chạm vào. Ta khuyên các ngươi vẫn là không nên lãng phí thời gian ở nơi đó, đến nơi khác đi dạo, nói không chừng có thể đụng tới cơ duyên thật sự thích hợp với bản thân. Đồ trong vực sâu ngươi cũng không giữ được, nếu không sẽ không mời phó giáo chủ tới đàm phán. Ngươi, cần chúng ta trợ giúp. Như Ảnh cô nương xác thực thông minh, ta là cần các ngươi trợ giúp, nhưng đồ trong này coi như giáo chủ của các ngươi tới cũng không dám đụng, những kẻ làm đệ tử các ngươi đây cũng đừng có phí tâm. Khương Phàm tản tinh thần trên tàn đao ra. Còn nữa, đừng lại theo dõi ta, đừng lại nhìn trộm ta, nếu không. Ha ha, thân phận của ta so với cô tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, nếu như lúc ta cùng thần giáo đàm phán đến một câu thông ra, ta nghĩ giáo chủ các cô sẽ đích thân cô đưa đến trên tay của ta, không phải do cô. Đông Hoàng Như Ảnh ngóng nhìn Khương Phàm. Sốt cuộc ngươi là ai? Cô đi hỏi thần giáo chưa? Có ý gì? Cô thực sự tiếp xúc qua đại trưởng lão, phó giáo chủ, cùng cao tầng thần giáo càng đi lên không? Không có. Nếu như cô thử tiếp xúc, cô sẽ phát hiện bọn hắn đang kiêng kỵ ta. Bọn hắn cũng đều biết thân phận của ta, chỉ là bọn hắn còn không có quyết định dùng thái độ gì để đối mặt với ta. Khương Phàm nói xong, hai tay dâng lên tinh quang, xen lẫn thành xiềng xích, xô ra hư không, hắn cưỡng ép kéo ra ngoài. Đông Hoàng Như Ảnh đứng tại hư không hắc ám giá lạnh, đôi mắt sáng lắc lư, đôi mày liễu hơi nhíu lên. Phó giáo chủ cũng đều biết thân phận Khương Phàm. Thân phận gì lại có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ? Khương Phàm, rốt cuộc ngươi là ai? Khương Phàm xô ra hư không, sau đó ngưng tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, cố ý xuất hiện, hấp dẫn các phương đuổi bắt. Cùng lúc đó, các thánh linh chờ đợi bên ngoài Thượng Thương Cổ Thành lần nữa liên hợp lại. Bởi vì ngoại trừ Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, bí mật về Vĩnh Hằng Thần Thụ đã bị ở bên ngoài phát hiện, còn liên tiếp xuất hiện ba tòa địa cung thần bí. Phát hiện bảo bối gây nên oanh động to lớn. Trước đó, các thánh linh ở phía ngoài mặc dù đều có chờ mong đối với Thượng Thương Cổ Thành, nhưng từ xưa đến nay nơi này đã bị thăm dò qua vô số lần, có thể phát hiện một hai cái liền đã là may mắn. Không nghĩ tới chính là, liên tiếp xuất hiện năm tòa. Chuyện này có nghĩa, lần này, Thượng Thương Cổ Thành thức tỉnh đã cao hơn mong muốn, cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều địa cung xuất hiện. Sau khi bọn hắn liên tục thảo luận thì đã nghĩ đến một cách. Tập kết cao giai niết bàn cảnh, bán thánh, cùng thánh linh, kéo dài tấn công mạnh vào Thượng Thương Cổ Thành, thông qua bên ngoài mạnh mẽ trùng kích, khiến cho bên trong chấn động, kích thích địa cung đang yên lặng sâu trong mặt đất. Hai ngày sau, oanh kích mãnh liệt đang kéo dài, Thượng Thương Cổ Thành ở hướng Tây Bắc xuất hiện sụp đổ phạm vi lớn. Bụi mù ngập trời, bay thẳng tới mấy vạn mét bầu trời, trong phạm vi mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Bụi mù cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, đâm đến khung trời, bình chướng đều ù ù lay động. Trong sương mù đang phun trào mơ hồ có thể nhìn thấy được bóng người thần bí. Thần bí, uy nghiêm, hai đôi mắt sâu xa như biển, quan sát Thượng Thương Cổ Thành. Số lượng lớn cường giả chen chúc tới, nhưng bụi mù dâng trào cực kỳ mãnh liệt, nương theo ánh sáng thần bí. Tùy tiện liền có thể để những kẻ xông vào vỡ nát. Giống như thời gian đọng lại uy thế vô tận, rốt cuộc cũng có thể phóng xuất ra. Cho đến nửa ngày sau, năng lượng mới bắt đầu dần dần yếu bớt. Càng ngày càng yếu, chờ một chút nữa hẳn là có thể tiến vào.
trong bụi mù bày biện ra chính là bóng người, chẳng lẽ là mộ của một vị tiên tổ nào đó. Có thể mai táng một mình như thế, khẳng định là nhân vật tầng cao nhất của Thượng Thương cổ thành. Nhân vật tầng cao nhất thời đại kia, có thể là thần linh. Nhanh nhanh nhanh, ta không thể chờ đợi thêm được nữa, rốt cuộc phía dưới có cái gì đây? Đây là tòa địa cung thứ 6 chỗ, bí mật mà Thượng Thương cổ thành mai táng chẳng lẽ muốn xuất hiện toàn bộ sao? Phía dưới thật đúng là có thể là thần linh, đừng quên vạn năm trước nơi này còn ra hiện qua mộ đế quân nữa đấy. Đám người bạo động, tiếng nghị luận náo nhiệt truyền khắp nơi. Nơi này tựa như vòng xoáy vô hình, hấp dẫn càng ngày càng nhiều cường giả. Ngay cả các thế lực đang truy bắt Khương Phàm như Chu Thiên Thần Điện đều chạy tới. Bụi mù đang bắt đầu giảm bớt, chú ý nhìn thứ trên tay người kia. Đại quang mang thần điện, Bùi Thiên Lam chỉ về bầu trời phía xa, kích thích hai con ngươi sáng tỏ, cực lực muốn nhìn thấu bụi mù. U Dương Thiên Nhiên đi đến phía trước, cẩn thận phân biệt. Một ngọn núi, đó nhất định là một thần vật phi phàm. Chí Tôn Kim Thành, bọn người Hứa Thừa N, Hứa Như Lai chạy đến nơi này trước nhất, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú thứ phía sau bóng người, nơi đó có một chuôi lợi kiếm cao ngất trời, ánh sáng quấn quanh như lôi đình chói mắt, đánh thẳng vào cấm chế trên không trung của cổ thành. Ngay cả bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được tuyệt vọng cùng ngạt thở, phảng phất ánh sáng nơi đó có thể phá hủy bọn hắn rất dễ dàng, thần hồn câu diệt, cắt đứt luân hồi. Lại có một tòa địa cung xuất hiện, vị tổ tông này sẽ là ai? Tạ Ninh biến mất thật lâu lại xuất hiện, bị năm vị cường giả thần miếu vây quanh. Khương Phàm hẳn là sẽ tới. Chu Thiên Thần Điện, Phương Tịnh vẫn nhìn khắp nơi, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Cướp lại bảo bối trước. Loan Hồng Hy ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mặc dù rất muốn giết Khương Phàm, nhưng gặp cơ duyên mới vẫn phải tranh thủ trước. Cùng các tộc cướp bảo bối, còn không bằng giết Khương Phàm, bảo bối trên người hắn càng nhiều. Bây giờ Phương Tịnh đều không muốn bất cứ cái gì nữa cả, nàng chỉ muốn xử tử tên hỗn đản Khương Phàm kia ngay thôi. Sư phụ, chú ý ngọn núi kia, thanh kiếm kia, ngài quen biết không? Khương Phàm đã tới, hắn đang đứng trong rừng rậm, ngắm nhìn bụi mù cùng mê quang ngập trời. Thượng Thương cổ thành mai táng đã quá lâu, tại thời đại kia của ta, nơi này chưa từng xuất hiện bảo tàng, ta cũng không có chú ý qua. Nhưng thời gian bảo tồn vũ khí thường thường lâu dài hơn so với thi cốt, nếu như nhận hoàn cảnh đặc thù duy trì, rất có thể sẽ còn có uy thế năm đó. Ngươi chờ một lúc nữa hẳn tiến vào, tuyệt đối không nên tùy tiện mạo hiểm để tránh bị thương. Khương Phàm ngắm nhìn phương hướng tây bộ, các cường tộc phía ngoài đang liên thủ tấn công mạnh, nhìn tư thế kia là muốn bắt lấy cơ hội Thượng Thương cổ thành thức tỉnh, kinh động toàn bộ bảo tàng đang yên lặng kia ra. Lúc này, nhánh cây cứng cáp bên cạnh mọc ra một gốc chi nha mới, kiều nộn nhỏ yếu, xanh biếc ướt át, sau khi có chút lay động lại liền trưởng thành, không một tiếng động, cũng rất nhanh đã dài đến dài nửa thước. Cành lá tung bay, lặng lẽ bao viên, sau đó từ bên trong mọc ra một cái tiểu hồ lô. Hồ lô treo ngược đến phía Khương Phàm. Khương Phàm rất cảnh giác, lưu ý lấy bóng người mấy trăm mét xung quanh, cũng lưu ý lấy cường tộc đang lần lượt đến trên không trung. Nhưng không có chú ý tới đại thụ bên cạnh có vấn đề. Hồ lô sinh trưởng, nhanh chóng biến lớn. Sau đó, ba, tiếng trầm đục rất nhỏ, hồ lô mở miệng. Lỗ tai Khương Phàm khẽ động, không chần chờ chút nào liền lập tức bạo tạc, bay lên không trăm mét. Ầm ầm tiếng vang. Hồ lô phun ra cường quang mãnh liệt, hình thành vòng xoáy thật lớn, phạm vi không gian từ mấy trăm mét đến hơn ngàn mét đều bị cưỡng ép giam cầm. Ngay sau đó, đại địa lay động, cây rừng đột ngột nhảy lên, trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều bị kéo lấy, cuốn vào hồ lô. Là Lan Nguyệt. Khương Phàm rút tàn đao, ra khỏi vỏ, tử khí bạo tạc, giống như một con sông lớn đang lao nhanh, cuồng dã bổ về phía hồ lô. Khương Phàm, xem ngươi chạy chỗ nào. Trong hồ lô truyền ra một tiếng quát, thôn nạp thủy triều đột nhiên nghịch chuyển, dâng trào ra phía ngoài, sấm chiều mãnh liệt như giống như oanh kích Khương Phàm. Một thân ảnh xinh đẹp lao ra, trong tay cầm hư thiên kính, phản chiếu ra toàn bộ cảnh tượng trước mặt, bao gồm cả Khương Phàm đang cầm đao. Ông! Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị hư thiên kính chiếu rọi, theo ý niệm lan nặc khống chế, cưỡng ép hất ra đao cương, chém về phía cây rừng bên cạnh, sau đó ném đi tàn đao, hai tay bóp lấy cổ mình. Răng rắc, lực lượng tăng vọt, bóp cái cổ giòn vang. Bắt được ngươi rồi! Mặt lan nặc trầm như nước.
toàn lực khống chế hư thiên kính, khống chế Khương Phàm. Cùng lúc đó, từng bóng người lần lượt từ đằng xa xông lại, chính là bọn người Lan Nguyệt, Lan Dận. Khương Phàm, nhìn xem ngươi chạy chỗ nào. Lan Dận cầm đao, ép đến phần gáy Khương Phàm, uy thế nặng nề tràn vào cơ thể. Đừng giãy giụa, nếu không lấy mạng của ngươi. Lan Quyết điều khiển diệt hồn châm, đưa tới chỗ mi tâm Khương Phàm. Hồn châm tinh tế, sắc bén thấu xương, hồn khí tà ác để cho người ta dùng mình. Nơi này vô cùng hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng chỉ là đánh nhau, rất nhỏ, cũng không có bao nhiêu lo ngại, sau đó bọn họ vẫn sẽ tiếp tục chú ý bụi mù mê quang dâng lên trong hố sâu. Khương Phàm không thể động đậy, chỉ có hai tay không bị khống chế đang tăng lớn lực lượng, bóp đến mức ý thức hắn cũng bắt đầu hôn mê. Hừ hừ, đấu với chúng ta, người còn kém một chút. Lan Nguyệt kiêu ngạo giơ cái đầu nhỏ lên, đây là biện pháp tốt mà nàng nghĩ ra được. Rời khỏi nơi này trước. Lan Nặc khống chế Khương Phàm nhanh chóng rời khỏi, đi tới bên ngoài mấy chục dặm. Hắn rất nguy hiểm, phó trưởng lão, dùng chấn hồn bia. Lan Nặc phân phó một nam tử trung niên bên cạnh. Phó trưởng lão tế ra bia đá nặng nề, ép đến trên đầu Khương Phàm, cuồn cuộn hắc khí giống như thác nước bao phủ lấy Khương Phàm. Năng lượng vô hình đè cơ thể Khương Phàm lại, cũng đè linh hồn bên trong lại. Khương Phàm đau đớn không chịu nổi. Từ huyết nhục đến xương cốt lại đến linh hồn đều cảm thấy ngạt thở, ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Sau khi Lan Nặc xác định an toàn, mới thả lỏng trong lòng, hơi giảm bớt lực khống chế hư thiên kính, cho Khương Phàm một chút xíu tự do. Giao Lan đạo ra, nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi. Tin tưởng ta, trên thế giới này, không chỉ có mỗi ngươi sẽ quyết tâm. Sắc mặt Khương Phàm âm trầm, không nhúc nhích nhìn Lan Nặc. Giao ra. Các trưởng lão thần giáo giận dữ quát tháo, có người nâng đao liền muốn chém xuống một cái cánh tay của Khương Phàm. Lan Nặc đưa tay ngăn lại, nàng đi đến trước mặt Khương Phàm, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, nói. Đừng tưởng rằng có khế ước nhân chủng liền có thể đùa bỡn ta. Ta có thể biến ngươi thành phế nhân, phong ấn trong quan tài, chỉ để lại một hơi, ngươi liền uy hiếp không được ta. Bây giờ, ngươi thuộc về ta, tốt nhất là nên làm theo lời ta bảo. Lan Nguyệt quát, tỷ tỷ, chớ nói nhảm với hắn. Khương Phàm, giao Lan đạo ca ca ra, còn có những cái đầu lâu tổ kỳ lân kia, hạt giống vĩnh sinh thần thụ trong tay ngươi, giao ra toàn bộ. Khương Phàm vẫn trầm mặt, thờ ơ. Chúng ta không thể giết ngươi, nhưng chúng ta có thể tra tấn ngươi. Ta ngược lại là muốn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. Lan giận nắm trường sinh đao, đâm vào phần gáy, chậm rãi di chuyển xuống dưới, mở ra da thịt. Thẳng tới xương cổ. Két, 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 đao sắc bén nhọn theo thứ tự xẹt qua từ giữa khớp xương của xương cột sống, thanh âm thanh thúy quanh quẩn rừng rậm. Máu từ vết thương chảy mãi không thôi. Sắc mặt Khương Phàm tái nhợt, đau đớn từ xương sống truyền đến để hắn cơ hồ đều ngạt thở, nhưng vẫn cắn răng, thở ơ. Giao ra. Phó trưởng lão gầm thét, chấn hồn bia bỗng nhiên chìm xuống, uy thế nặng nề tăng vọt mấy trăm, linh hồn trong cơ thể Khương Phàm kêu rên. Mạch máu tăng vọt, vết thương phía sau lưng chảy máu như nước phun tung tóe. Khương Phàm truyền ra tiếng than nhẹ đau đớn, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra trên trán. Đừng nhìn ta, là chính ngươi tự tìm. Giao Lan đạo ra. Lan Nặc đón lấy ánh mắt Khương Phàm, điều khiển hư không kính, giam cấm Khương Phàm, nhưng cũng để cho hắn hơi hoạt động tự do, có thể điều động năng lượng phóng thích Lan đạo. Khương Phàm, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Giao ra đây cho ta. Lan Dận vung trường sinh đao lên, bổ vào trên vai Khương Phàm, bổ ra huyết nhục, thẳng tới cẳng tay, sau đó thuận cánh tay bắt đầu lăng trì. Một vị trưởng lão không chịu nổi, một tay bóp lấy thanh đồng tiểu tháp trên cổ Khương Phàm, cưỡng ép kéo xuống tới. Đồ trong này, chấn vỡ nó. Các trưởng lão khác vây tới. Chờ một chút, cưỡng ép chấn vỡ có khả năng làm bị thương Lan đạo ở bên trong. Phó trưởng lão vội vàng ngăn lại, cũng là bởi vì sợ ngộ thương Lan đạo mới ép buộc Khương Phàm. Lan Nặc nói, ngươi đã rơi xuống chúng ta trên tay, cũng trốn không thoát. Không muốn để cho tình cảnh của mình quá khó nhìn, liền làm theo lời chúng ta nói. Khương Phàm khẽ nhúc nhích môi, rốt cuộc cũng phát ra chút thanh âm. Ta, nhớ, thù, từ từ nhớ kỹ đi, đời này ngươi không có cơ hội báo. Lan Nặc ra hiệu với Lan Dận. Hắn không sợ đau, sợ chính là bị phế.
Lan Dận mang theo trường sinh đao, vây quanh trước mặt Khương Phàm, lưỡi đao đưa tới đan điền. Ta đếm tới ba, thật sự nếu không thả người, ta sẽ phá nát khí hải của ngươi. Một, ta, giao. Khương Phàm gian nan lên tiếng. Lan Dận cười lạnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu, ngay cả hai đều không có đếm ra tới. Lan Nặc nói. Đưa thanh đồng tiểu tháp cho hắn. Một vị trưởng lão nhét thanh đồng tiểu tháp vào trên tay Khương Phàm. Đừng có đùa mánh khóe, nếu không sẽ phế bỏ ngươi. Bọn người Lan Nguyệt lần lượt lui đến nơi xa, các trưởng lão khác đều sẵn sàng trận địa đón quân địch. Mặc dù cảm giác Khương Phàm không thể nào lại phản kháng được nữa, nhưng vẫn cẩn thận một chút, dù sao tên điên này cũng quá hung tàn. Lan Nặc cắn nát ngón tay, dùng máu tươi kích phát hư thiên kính đưa ra uy lực càng mạnh, một mực giam cấm xung quanh. Phó trưởng lão cũng khống chế chấn hồn bia, chấn áp nhục linh hồn Khương Phàm huyết. Khương Phàm tiếp nhận hư thiên kính mãnh liệt khống chế, gian nan hoạt động thân thể, nhấc thanh đồng tiểu tháp lên. Thanh đồng tiểu tháp lấp lóe ánh sáng, một bóng người từ bên trong đi ra. Chính là Lan Đạo. Các trưởng lão thần giáo vội vàng bước tới trước, Lan Đạo cứu. Lan Đạo máu me khắp người, hấp hối. Thế nào? Phó trưởng lão lo lắng hỏi. Lan Đạo là mệnh căn tử của Lan gia, không thể chết ở đây được, càng không thể để lại tai họa ngầm. Sau khi các trưởng lão lặp đi lặp lại kiểm tra, liền thở phào. Vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lan Nặc nhìn chằm chằm Khương Phàm. Bây giờ giao đầu Lâu Kỳ Lân ra. Lan Dận nói. Đưa từng cái ra, từ từ, đừng làm phản kháng vô dụng. Khương Phàm nâng thanh đồng tiểu tháp, lấy đầu Lâu Hoang Lôi Kỳ Lân bên trong ra hết. Ầm ầm, lôi chiều bạo động, khí tức hồng hoang cuồn cuộn, cưỡng ép chấn động không gian xung quanh, cái loại uy thế giống như hủy thiên diệt địa kia đã đánh thẳng vào tất cả mọi người. Lan Nặc lập tức di chuyển giam cấm Khương Phàm về nơi xa, tránh khỏi ảnh hưởng của Kỳ Lân, phó trưởng lão cũng dùng toàn lực kích thích chấn hồn bia, chấn áp huyết nhục thần hồn Khương Phàm. Mấy vị trưởng lão khác thì trước tiên liền phóng tới tổ Kỳ Lân, muốn lấy nó đi. Nhưng, ngay một khắc này, trên khuôn mặt bình tĩnh của Khương Phàm lại câu lên đường cong tàn nhẫn, trước đó bị Lan Dận vạch phá thân thể mà vẩy xuống máu tươi đột nhiên nở rộ ánh sáng đã hình thành đồ trận phức tạp huyền diệu, trong chớp mắt trải rộng ra hơn 10 dặm. Hắn một mực thờ ơ, là bởi vì đang thử nghiệm câu thông minh mông đại địa. Hắn tùy ý để máu tươi chảy xuôi, chính là đang huyết tế Sơn Hà. Giờ khắc này, đầu lâu tổ Kỳ Lân dung chuyển không gian, chấn động hư thiên kính, chính là cơ hội. Không tốt, tránh ra. Lan Nặc từ đầu đến cuối đều đang cảnh giác, sau một tiếng quát chói tai, nàng đạp không bay lên trời, đồng thời thôi động hư thiên kính, trong khống chế Lan Dận cầm đao bổ về phía cái cổ Khương Phàm, càng trong khống chế Khương Phàm, chủ động dương cổ lên, nghênh đón trường sinh đao. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, rừng rậm bị chôn vùi, năng lượng tai nạn hùng hậu dẫn bạo hơn 10 dặm núi rừng. Khí lãng ngập trời, cuồng dã bá liệt. Các trưởng lão thần giáo, bọn người Lan Nguyệt Lan Quyết, toàn bộ đều bị mai táng. Trên bầu trời, Lan Dận nâng trường sinh đao nặng nề, bổ vào trên cổ Khương Phàm, phát ra tiếng tranh minh thanh thúy. Không gãy. Xương cốt toàn thân Khương Phàm đều chảy xuôi dịch kim loại của bát hoang chiến trụ. Thời điểm bị giam cầm sở dĩ từ đầu tới cuối vẫn duy trì bình tĩnh, chính là đang lợi dụng cơ hội, hơi hoạt động, kích thích dịch kim loại đọng lại tại xương cốt cả người. Lực lượng của trường sinh đao mạnh mẽ oanh kích xương cổ, Khương Phàm bị đánh bay ra. Lan Nặc thôi động hư thiên kính khống chế Khương Phàm, muốn hắn kéo về, nhưng dưới tràng cảnh này, cùng khí tức tai nạn phóng lên tận trời, lại kinh động đến nàng. A, à, các trưởng lão thần giáo bị nuốt hết, đang vùng vẫy dẫy chết trong địa tầng cuồn cuộn. Bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi trước nay chưa có, cảm giác bị mai táng rõ ràng thẩm thấu vào đến linh hồn. Thân thể lại càng đang suy yếu, khô quắt, linh lực càng đang tiêu hao. Bọn hắn hét lớn, liều mạng kích thích năng lượng, giãy giụa muốn lao lên lại mặt đất. Cảnh giới thực của bọn hắn rất cao, miễn cưỡng có thể gánh vác được, nhưng bọn người Lan Nguyệt bị hãm sâu bên trong lại chỉ là linh hồn cảnh, rất nhanh đã lâm vào hôn mê trong tuyệt vọng, thân thể khô quắt, linh hồn yên lặng. Trên bầu trời, toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, cưỡng ép bắt đầu dùng tiểu niết bàn thuật, khôi phục thực lực. Đồng thời kích thích tinh huyết kim hoàng, kích phát mắt phải. Ông! Một tia huyết quang bắn ra, bao quanh hình ảnh Chu Tước,
khuấy động minh mông thần uy, cưỡng ép dung chuyển không gian hư thiên kính giam cầm. Lan Nặc vừa mới phân thần, khống chế cũng yếu bớt, bị huyết quang xuyên thủng không gian, đánh về phía hư thiên kính. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lan Nặc hoàn hồn, cực lực khống chế hư thiên kính, nhưng huyết quang quá mạnh, phần thần uy phi phàm kia đã đảo loạn giam cầm. Một tiếng bạo hưởng, huyết quang oanh kích hư thiên kính, huyết sắc vô tận tràn ngập trong đó. Khương Phàm triệt để thoát khốn, mang theo liệt diễm ngập trời, đánh về phía Lan Giận. Sắc mặt Lan Giận đại biến, nhưng không đợi thoát thân liền bị liệt diễm bao phủ. Liệt diễm gào thét, ngưng tụ thành trăm ngàn sợi hỏa vũ, vô tình đâm xuyên. Phốc phốc phốc, Lan Giận bị đánh đến be bét máu thịt, thủng trăm ngàn lỗ, theo liệt diễm trùng kích, đánh tới địa tầng cuồn cuộn. Năm vị thần giáo tránh ra. Khương Phàm thì dẫn dắt liệt diễm từ trên trời giáng xuống, thế như dòng lũ, cuồng bạo va chạm. Năm vị trưởng lão kêu thảm trở lại địa tầng. Khương Phàm xông tới, bắt lấy bọn người Lan Nguyệt, Lan Đạo sắp chết ở bên trong địa tầng. Khương Phàm. Lan Nặc lo lắng la lên, nhưng địa tầng đã khôi phục bình tĩnh. Mấy chục dặm sơn lâm toàn bộ đều biến thành đất khô cằn, hoang vu tĩnh mịch. Các trưởng lão không có leo ra, bọn người Lan Nguyệt càng không có đi ra, Lan Giận té xuống cũng đã biến mất, đầu tổ kỳ lân còn chưa có cầm tới tay cũng chìm xuống, không còn một tiếng thở nào nữa. Khương Phàm, người đi ra cho ta. Vẻ mặt Lan Nặc cực kỳ nghiêm trọng, lo lắng hô to. Vừa rồi đó là võ pháp gì? Rõ ràng đã cầm giữ Khương Phàm, làm thế nào Khương Phàm làm được? Chuyện này không nên xảy ra. Phế tích hoang vu, tĩnh mịch im ắng. Khương Phàm chưa từng xuất hiện. Khương Phàm, đi ra cho ta. Ta nghĩ là không cần thiết phải để ta nói thêm cho ngươi tỉnh, ngươi hẳn phải biết ngươi không thể trêu vào Cửu Thiên Thần Giáo. Lan Nặc sẵn sàng trận địa, tay trái dâng lên huyết thủy, phản chiếu vùng đất trời này, tùy thời dẫn bạo, tay phải khống chế hư thiên kính, bành trướng ánh sáng liếc nhìn xung quanh. Khương Phàm vẫn không có xuất hiện. Khương Phàm, cút ra đây. Cửu Thiên Thần Giáo còn phái phe phái Đông Hoàng tới, bọn hắn tinh thông võ pháp không gian, muốn bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Hơi thở của Lan Nặc lộn xộn, bắt đầu gấp. Nàng cùng Khương Phàm gặp mặt không nhiều, nhưng cũng rất rõ ràng tính cách của hắn. Bọn hắn vừa mới chọc giận Khương Phàm, bây giờ chuyện gì Khương Phàm cũng đều làm ra được. Khương Phàm, nói chuyện, ngươi muốn cái gì, ta cùng ngươi bàn bạc, ta cùng ngươi làm giao dịch. Đi ra, nói chuyện đi. Ngươi dám làm tổn thương bọn hắn, ta cùng ngươi không chết không thôi. Giọng Lan Nặc quanh quẩn trong phế tích trống trải, nhưng thủy chung vẫn không có bóng người nào xuất hiện. Rất nhiều cường giả nghe đến đó động tĩnh, đều nhanh chóng gom lại nơi này. Xảy ra chuyện gì rồi? Phạm vi phế tích lớn như vậy, là ai làm? Người tiến vào không phải đều bị đè ép cảnh giới sao? Nữ hài nhi kia là ai? Nàng đang kêu tên ai? Ta nghe lầm sao, hình như là Khương Phàm. Khương Phàm tới, rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo đều đang lùng bắt hắn. Thật là nghiêu bức, những cường giả Chu Thiên Thần Điện kia đang cách đó không xa, hắn cũng dám ở chỗ này cùng người khác chém giết. Mọi người khiếp sợ trước đất khô cằn đầy đất, cũng có người nhanh chóng rời khỏi, đi thông báo tin tức Khương Phàm tới cho những hoàng tộc kia để lĩnh thưởng. Sau đó không lâu, số lượng lớn cường giả tụ tập đến nơi đây. Lan Nặc cô nương, chỉ còn lại có một mình ngươi. Đại quang mang thần điện, U Dương Thiên Nhiên kinh ngạc nhìn lên nữ tử đang lo lắng trên bầu trời. Khương Phàm ở ngay chỗ này. Lan Nặc không cùng bọn hắn nói nhảm, nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm Khương Phàm. Đây là Khương Phàm làm, hắn phục kích Cửu Thiên Thần Giáo. Rất nhiều tử đệ cường tộc nhếch miệng hít một hơi, rốt cuộc tên điên kia đang nghĩ cái gì, chọc hết người này đến người khác. Chẳng lẽ là vò đã mẻ không sợ rơi, không cần thiết. Cảm giác sớm muộn cũng phải chết, trước khi chết liền làm một trận cuồng hoan. Khương Phàm tới. Khoái Kiệt đưa ánh mắt âm trầm đảo qua dãy núi, ra hiệu với các trưởng lão, tìm kiếm. Chú ý an toàn, không nên tản ra quá xa. Điêu Lãnh Nguyệt cao giọng nhắc nhở. Các phương liên hợp, cẩn thận lùng bắt, số lượng lớn tán tu đều đang kích thích với giải thưởng giá cao liền nhanh chóng phân tán ra ngoài. Nhưng, bọn hắn vừa mới bắt đầu tìm kiếm, Khương Phàm đã xuất hiện. Phía trước bụi mù đang dâng trào, ngửa đầu quan sát hình ảnh như ẩn như hiện với khoảng cách gần.
đám người đang lùng bắt nhận được tin tức, lập tức vây lại. Thật sự là Khương Phàm. Hắn cứ như vậy mà xuất hiện. Phách lối thật, chẳng lẽ không sợ bị vây giết? Chết tiệt, ta thật sự quá phục, nhìn người ta tự tin này, khí khái này. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua ai miệt thị hoàng tộc hoàng đạo như thế. Gia hỏa này không phải giả vờ, mà là từ trong lòng liền mang theo sự không phục. Đám người bạo động, tiếng nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Khương Phàm, giao người ra. Lan Nặc vò tới phía trước nhất, cao giọng quát tháo. Chỉ là tiếng nói còn không có rơi xuống, cổ áo Khương Phàm đã lấp lóe cường quang, một cái đầu lăn đi ra, mang theo máu tươi rơi trên mặt đất. Bành bành hai tiếng, lăn ở trong bụi cỏ. Cái đầu trừng mắt hai con mắt, chết không nhắm mắt. Phó trưởng lão. Sắc mặt Lan Nặc hơi biến đổi, lần nữa quát lớn đến chói tai. Khương Phàm ngươi giết phó. Thanh âm vừa mới bắt đầu, cổ áo Khương Phàm lại lấp lóe ánh sáng, một cái đầu khác lại lăn đi ra. Cũng là trưởng lão thần giáo, gương mặt dữ tợn, hai mắt trợn tròn, tình trạng cái chết trông cực kỳ thê thảm. Khương Phàm. Lan Nặc ớn lạnh toàn thân, ánh mắt lắc lư. Khương Phàm cổ áo lấp lóe tia sáng, lại là một cái đầu. Bờ môi Lan Nặc đóng mở, muốn tới miệng quát tháo nhưng đành cưỡng ép ngừng lại. T. Quần hùng bạo động, số lượng lớn cường giả lui lại hai bước, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đây chính là trưởng lão Cửu Thiên Thần giáo sao? Nói giết liền giết. Một kẻ lại tiếp theo một kẻ. Ngay cả Phương Tĩnh của Chu Thiên Thần Điện đang muốn mắng mỏ cũng đều ngậm miệng lại, sợ Khương Phàm sẽ giết Tần Ngao Thương. Khương Phàm ngửa đầu, quan sát đến bóng người mông lung, không nhìn đến các cường giả trong rừng rậm. Loan Hồng Hy, Khoái Kiệt, Điêu Lãnh Nguyệt, mặt mũi đều tràn đầy sát ý, càng uất ức khó xử. Kẻ thù rõ ràng ở ngay phía trước, vậy mà bọn hắn lại e ngại. Quần hùng ghé mắt sang, hai mặt nhìn nhau, có cảm giác quái dị. Tên điên này lại có thể trấn áp các thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo. Thật đúng là chưa từng nghe thấy qua. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, tên điên này hoàn toàn không sợ hãi, bây giờ ai trêu chọc hắn, hắn liền sẽ nhắm ngay kẻ đó. Lan Nặc liên tục trần chờ, sau đó đi qua phía Khương Phàm. Đi trước mấy bước rất cẩn thận, sợ tòa tháp trong cổ áo Khương Phàm lại điều ra thêm mấy cái đầu. Sau khi xác định Khương Phàm không tiếp tục ra tay nữa, nàng mới đi cách Khương Phàm 10 bước, cố nén lửa giận, hạ thấp tư thái. Chúng ta, nói chuyện. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, mới thu hồi ánh mắt đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lườm Lan Nặc một chút. Nhắm hư thiên kính ngay Khoái Kiệt, khống chế hắn giết Điêu Lãnh Nguyệt bên cạnh hắn. Lan Nặc tức giận. Ta là muốn làm giao dịch với ngươi, đừng vọng tưởng điều khiển ta. Khương Phàm lạnh nhạt. Muốn người, một mạng đổi một mạng. Lan Nặc thấy được sát ý trong ánh mắt lạnh lẽo của Khương Phàm. Ta muốn xác định bọn hắn đều còn sống trước. Thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm lấp lóe ánh sáng, lấy ra một cái cánh tay, đưa tới Lan Nặc. Nhìn tươi mới không, vừa kéo xuống tới. Khương Phàm, ngươi! Lan Nặc tức giận đến tím mặt. Kết quả thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Phàm lại rơi ra một cái đầu nữa. Sắc mặt Lan Nặc trắng bệch, cưỡng bức im lặng. Dãy núi bạo động, vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh. Quá độc ác. Lần đầu tiên nhìn thấy người hung ác như thế. Không có uy hiếp, không nói nhảm, trực tiếp dùng đầu người bàn chuyện. Đầu ngón tay Khương Phàm xẹt qua thanh đồng tiểu tháp, phân về một viên linh châu, bỏ vào trong miệng. Ngươi có hư thiên kính, ta có cấm nguyên châu. Lan Nặc, ta muốn bắt ngươi, dễ như trở bàn tay, sở dĩ ngươi còn đứng ở nơi này, không phải ngươi mạnh bao nhiêu. Mà là ta không có ra tay. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thứ ta muốn trước đó đã nói với ngươi, là chính ngươi từ chối. Ngươi bây giờ muốn nói gì? Đã muộn rồi. Ngươi muốn làm gì, mới có thể thả bọn hắn? Nghe không hiểu, một mạng đổi một mạng. Ngươi xung quanh, tùy tiện chọn, ngươi giết một kẻ, ta cho ngươi một người. Không dám, vậy liền hao tổn đi. Tuy nhiên, ta đây vẫn sẽ mang thù. Bọn hắn vừa mới chiêu đãi ta thế nào, bên trong thanh đồng tiểu tháp của ta sẽ phản hồi gấp trăm lần. Khương Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một chút, tiếp tục nhìn qua giữa không trung. Hô hấp Lan Nặc lộn xộn. Ta không biết sốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào, đắc tội hoàng tộc hoàng đạo như vậy, ngươi không sợ bọn họ trả thù. Ngươi không sợ, người thân của ngươi.
lại nói nhảm với ta một câu, ta tặng đầu Lan Nguyệt cho ngươi. Cút đi, muốn người, để mạng lại mà đổi. Khương Phàm không tiếp tục để ý nàng. Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền không quen nữa. Lan Nặc vùng vẫy trong lòng một trận, nhìn về đám người vạn đạo thần giáo kia. Nàng bị Khương Phàm uy hiếp, cẩn thận nàng. Khoái Kiệt lập tức cảnh giác. Bọn hắn hoàn toàn không biết gì về nữ tử này cả, nhưng có thể cùng Lan Đạo bình khởi bình tọa, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, bụi mù dâng trào trong không trung càng ngày càng yếu, ánh sáng bên trong cũng đã hoàn toàn biến mất. Khương Phàm đứng ở phía trước nhất, hắn là kẻ đầu tiên xông về hố sâu. Địa cung muốn mở ra. Vạn người bạo động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn bên dưới hố sâu vẫn rất mãnh liệt, nhưng nhận bảo tàng kích thích, nên cũng không có người lùi bước, đều chống lên võ pháp, khống chế vũ khí, tranh nhau chen lấn xông về phía trước, sợ rơi vào phía sau. Hố sâu mai táng vô cùng sâu, lao xuống trọn vẹn hơn 5.000 mét, mới nhìn thấy được địa cung mà mình mong đợi. Tầng đất xung quanh địa cung đều bị vỡ nát, xuất hiện lỗ đen tĩnh mịch, tựa như là đang lơ lửng bên trong thâm không vô tận. Nó bao la hùng vĩ, kỳ quang lượn lờ, uy thế nặng nề càng kinh khủng giống như là thủy triều lao nhanh, kích động, thâm không. Mọi người ngước nhìn cung điện, tựa như ngước nhìn nhân hoàng chấp chưởng dân chúng. Phần uy thế kia thấm vào đến linh hồn của mỗi người, để tất cả vào tới người nơi này đều không tự chủ được mà im lặng, thấp thỏm lo âu, nhịn không được mà phải quỳ ở nơi đó. Tại đỉnh cung điện có treo một tấm biển khổng lồ, Thái Võ Nhân Hoàng Điện. Thái Võ Nhân Hoàng, một trong ngũ đại nhân hoàng của Thượng Thương Cổ Thành. Tạ Ninh cưỡi chiến xa màu vàng óng, vào tới phía trước nhất, ánh mắt cuồng nhiệt, thần tình kích động. Trước khi tới hắn đã nghiên cứu qua tư liệu về Thượng Thương Cổ Thành, biết rất nhiều bí mật không muốn bị người khác biết. Thái Võ Nhân Hoàng là gì, ngũ đại nhân hoàng là gì, Tạ Ninh mau nói rõ ràng. U Dương Thiên Nhiên cũng nhịn không được mà hỏi thăm, bàn về truyền thừa cùng nội tình, ở đây chỉ sợ không có người nào có thể so sánh với Thái Cổ Thần Miếu. Tạ Ninh kích động nhìn qua cung điện uy nghiêm. Tương truyền thời điểm Thượng Thương Cổ Thành mai táng, trong thành tổng cộng có 5 vị lãnh tụ nhân tộc, gọi chung là Ngũ Hoàng. Ngũ Hoàng đều phối hữu nhân hoàng kiếm chuyên môn, cũng có hồng hoang thần binh tượng trưng cho thân phận. Nếu như ta nhớ không lầm, nhân hoàng kiếm của Thái Võ Nhân Hoàng là thiên phạt kiếm, có thể gây nên thiên phạt hủy diệt, sát thần diệt ma, hủy thiên táng địa. Hồng hoang thần binh thì là Thái Tổ Sơn, dùng Tổ Sơn nguyên thủy tại thời khắc đất trời sơ khai sinh ra tế luyện siêu cấp thần binh, danh xưng có thể vỡ nát đại lục, dung chuyển càn khôn. Tạ Ninh càng nói càng kích động, càng nói càng cao vút. Bầu không khí nhanh chóng an tĩnh, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cung điện hùng vĩ. Gây nên thiên phạt. Dùng Tổ Sơn nguyên thủy luyện chế vũ khí. Đan Hoàng nói. Thái Tổ Sơn, cái này ngược lại đã từng nghe nói qua. Sau khi hỗn độn phân hóa, thiên địa sơ khai, thế giới bắt đầu diễn biến núi sông rừng rậm, những năm tháng ấy dài đằng đẵng, nghe nói đã kéo dài mấy triệu ngàn vạn năm. Kẻ thống trị thế giới lúc đó, có thể nói chính là những linh khí sơn hà kia. Mà ban đầu thành hình núi cao, lắng động khí tức huyền hoàng, tiên thiên cũng nhiều nhất. Cũng diễn biến ra càng nhiều dãy núi, tài nguyên, khoáng sản. Bọn chúng danh xưng là Tổ Sơn Nguyên Thủy, Đại Tổ Quần Sơn, Thần Tổ Đại Địa. Khương Phàm, nếu có cơ hội, bắt lấy Thái Tổ Sơn. Mặc kệ ngươi là dùng cho mình, hay là giao cho Dạ An Nhiên, đều có thể phát huy ra uy lực phi phàm. Ta sẽ cố gắng hết sức. Khương Phàm ngậm lấy cấm nguyên châu trong miệng. Một viên cuối cùng, thật có chút không nỡ. Nhưng bảo tàng bên trong chỉ nghe thôi cũng đã làm cho người ta kích động, có thể liều vẫn phải liều. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài một trận, tất cả mọi người đột nhiên đều bay lên không như phát điên, tranh nhau chen lấn xông vào Nhân Hoàng Điện. Lôi chiều cuồng kích, cuồng phong như đao, liệt diễm cuồn cuộn. Trọng trùy như núi, nhấc lên ba động khủng bố kim luân gào thét, sán lạn như mặt trời, côn sắt tranh minh, kích thích kim loại như sóng cả. Nhiều loại năng lượng. Nhiều loại vũ khí, tràn ngập đất trời che mất Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện oanh minh kịch liệt, trong chốc lát đã dâng lên uy thế kinh khủng, trùng kích hắc ám, diệt vong tất cả các đòn tấn công. Biển người dừng lại một chút, lại không hẹn mà cùng nhấc lên vòng tấn công thứ hai. Dưới sự dụ hoặc của bảo tàng, tất cả mọi người tăng vọt nhiệt tình, không quan tâm phóng thích ra võ pháp.
Nhân hoàng điện sôi trào cường quang, chiếu sáng màn đêm, chống cự lại vạn người vây bắt. Nó đang thức tỉnh, uy thế càng ngày càng mạnh, nhưng trải qua năm tháng dài dằng dặc, cung điện mai táng đến bây giờ cũng đã không còn uy lực như năm đó nữa. Dưới các đòn tấn công mạnh luân phiên kéo dài đến 5 tiếng, ánh sáng hừng hực đã đạt tới cực hạn, rốt cuộc cũng bắt đầu yếu bớt. Thêm một ít sức mạnh nữa, toàn lực ứng phó. Không cần giữ lại, dùng sức đánh. Vạn người xô trào, cuồng hô loạn rít gào. Tuy nhiên, khi mắt thấy nhân hoàng điện đã sắp mở ra, rất nhiều người mặt ngoài kêu tấn công, nhưng kỳ thật đã bắt đầu yên lặng giữ lại sức lực. Cho dù như thế, nhưng khi vạn người liên thủ năng lượng vẫn vô cùng cường đại. Lại qua hai canh giờ, nhân hoàng điện oanh minh kịch liệt, xuất hiện vết nứt, cửa điện nhận chủ công ở phía trước thì ầm vang mở ra. Khương Phàm, Khoái Kiệt, Bùi Thiên Lam vẫn sức chờ phát động, dùng tốc độ cao nhất hành động, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua biển người, xông về đại điện. Bọn hắn có võ pháp đặc thù, thực lực cường đại, chính là nhóm đầu tiên bước vào đại điện. Đại điện rộng rãi, so với bên ngoài nhìn còn to lớn hơn. Hai tòa tượng đá hình người khổng lồ đứng vững hai bên, cầm kiếm bạo kích, chém về phía kẻ xông vào. Sắc mặt bọn người Khương Phàm hơi biến đổi, mạo hiểm tránh khỏi, rất nhiều người ở phía sau lo lắng xông về phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị cự kiếm chém vỡ. Trong đại điện, một con đường kéo dài đến ngay phía trước, nơi đó có một bộ hài cốt ngồi ngay thẳng, kỳ quang lượn lờ, uy thế thịnh long, mơ hồ bày biện ra hình dáng đã từng có. Đó chính là Thái Võ Nhân Hoàng. Tay trái của hắn nâng Thái Tổ Sơn, tay phải nắm chặt Thiên Phạt Kiếm. Mặt ngoài hài cốt còn chảy xuôi dịch kim loại màu vàng óng, khi thì chảy xuôi, khi thì ngưng tụ. Đó là áo giáp bảo vệ. Ngoại trừ ba loại vũ khí thần binh này, xung quanh Thái Võ Nhân Hoàng còn lơ lửng năm miếng ngọc bài, phía trên khắc hoa văn phức tạp, chảy xuôi tia sáng quỷ bí, để cho người ta lóa mắt mê thần. Tại lối đi hai bên chỗ Nhân Hoàng ngồi, lại đứng đấy số lượng lớn hài cốt. Khả năng bọn hắn đều đã từng là mãnh tướng ngồi xuống bên cạnh Nhân Hoàng, bây giờ chỉ còn là hài cốt, không còn sức sống. Bọn người Khương Phàm, Khoái Kiệt thoáng cảnh giác, liên tiếp lướt qua từ trên cao, tránh khỏi những hài cốt này, xông về Nhân Hoàng. Siêu, Bùi Thiên Lam, U Dương Thiên Nhiên, là có tốc độ nhanh nhất, từ trong kinh mạch bọn hắn bộc phát cường quang, đơn giản giống như là một cột sáng, vượt qua tất cả mọi người, đã tới phía trước Nhân Hoàng trước nhất. Tạ Ninh khống chế chiến xa màu vàng óng, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiến xa lao nhanh, ép qua trời cao. Loan Hồng Hy kích thích lôi chiều mênh mông, cuồng kích vài trăm mét đại điện, trong nháy mắt, hắn vượt qua lôi chiều, theo sát giết đến phía trước Nhân Hoàng. Khoái Kiệt không cam lòng ở sau người khác, ý thức khống chế huyết kiếm, nổ bắn ra trời cao, huyết khí sôi trào gào thét, hóa thành kiếm nhận phong bạo, đánh thẳng vào Loan Hồng Hy và tất cả mọi người, cưỡng ép kiềm chế. Lan Nặc thôi động hư không kính, phun ra tia sáng kỳ diệu, cái bóng hiện ra tất cả hình ảnh phía trước, nhưng chính là tập trung vào Thái Võ Nhân Hoàng, muốn khống chế hắn khởi xướng phản kích. Phương Tĩnh, Điêu Lãnh Nguyệt theo sát ở phía sau, khóa chặt những linh phù, hài cốt Nhân Hoàng kia. Nhưng, lúc điện quang hỏa thạch đang khẩn trương, Khương Phàm lại lấy lăng thiên thuật giết tới phía trước, quả quyết cắn nát cấm nguyên châu. Một loại mê quang cấm kỵ nở rộ, quét sạch cung điện, bao phủ tất cả mọi người. Khương Phàm tế lên xiềng xích bên trong thanh đồng tiểu tháp, gào thét lên cuốn lấy Thái Tổ Sơn. Ông! Thái Tổ Sơn nhìn như đẹp đẽ tiểu xảo, nhưng thật sự lại giống như nặng đến hàng trăm triệu vạn tấn, xiềng xích kéo căng lại không thể vung lên tới. Hài cốt Nhân Hoàng lại động, dùng sức nắm chặt Thái Tổ Sơn, trong chớp mắt đã kích thích lên khí thức nặng nề vô địch hùng hậu, cưỡng bức làm vỡ nát thời gian giam cầm. Phá! Một viên cuối cùng của ta! Cứ bị phá như vậy. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, lại không có thời gian đau đớn, hắn nắm chặt tàn đao, huyết khí sôi trào, hung hăng chém về phía cổ tay di cốt Nhân Hoàng. Cùng lúc đó, thời gian giam cầm bị ép, bọn người Bùi Thiên Lam tiếp tục nhào tới, vừa vặn giống như hoảng hốt một chút mà thôi. So với Thái Tổ Sơn nặng nề, ánh mắt của bọn hắn càng khóa chặt bên trên Nhân Hoàng kiếm. Vũ khí có thể dẫn phát thiên kiếp, sát thần diệt ma. Không thể nghi ngờ chính là thứ bọn hắn khát vọng nhất. Ầm ầm, trong chớp mắt, va chạm hỗn loạn bộc phát phía trước di cốt Nhân Hoàng. Thiên kiêu các tộc ra tay bá đạo, chém giết hỗn loạn, tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm. Nhưng, hỗn loạn vừa mới bắt đầu,
Di cốt nhân hoàng lại nhận hư thiên kính khống chế, sách kiếm giơ tay, chém về phía các thiên kiêu trước mặt. Trá thi! Đám người Bùi Thiên Lam dùng mình, quả quyết rút lui. Mới vừa tới mạnh bao nhiêu, bây giờ rút lui liền có bấy nhiêu nhanh. Lan Nặc dẫn xuất máu tươi, kích thích hư thiên kính, muốn khống chế nhân hoàng đến nơi đây. Thế nhưng, năng lượng di cốt nhân hoàng nháy mắt đã bạo động, tránh thoát khỏi hư thiên kính giam cầm, một lần nữa ngồi xuống lại. Hắn ngay cả thời gian đều có thể phá toái, huống chi là hư thiên kính. Đó là vũ khí gì? Lan Nặc đang thao túng di cốt. Bọn người Bùi Thiên Lam kịp phản ứng, ngay sau đó bổ nhào đi qua, nhưng không tiếp tục cứng rắn đoạt nhân hoàng kiếm, mà là giống như Khương Phàm, tấn công mạnh di cốt nhân hoàng. Bộ di cốt này rõ ràng còn có dư uy, chỉ có phá hủy trước, mới có thể cầm tới bảo bối. Khương Phàm huy động nhiệt huyết, tiếp tục mãnh liệt chộp chỗ cổ tay, nhưng di cốt nhân hoàng vô cùng cứng rắn, làm thế nào cũng đều không chém nổi, ngược lại còn tiếp tục huy động hoàng uy, trùng kích thần hồn huyết khí trong cơ thể Khương Phàm. Khương Phàm, đầu lâu kỳ lân của ta đâu? Loan Hồng Hy thừa dịp loạn ra tay, dẫn thiên lôi ngưng tụ thành chiến đao, cơ hồ trong chớp mắt đã liền xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Hai cánh phía sau lưng Khương Phàm mãnh liệt tụ lại về phía trước, bảo vệ toàn thân. Một tiếng bạo hưởng, hỏa vũ tung bay, liệt diễm nhấc lên. Khương Phàm chống đỡ lôi đao, lại bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Phương Tĩnh tay trái khiên, tay phải vung lên một thanh thiết hoàn màu sắc rực rỡ, quăng về phía những sợi xiềng xích của thanh đồng tiểu tháp đang quấn quanh Thái Tổ Sơn. Đây là một trong những trọng bảo chấn điện của Chu Thiên Thần Điện, dùng huyền thiết năm màu, hoàng huyết đất, luyện các loại khoáng thạch hiếm thấy từ thiên khải chiến trường thành, có uy thế phá hủy không có gì sánh kịp. Ầm ầm, những sợi xiềng xích của thanh đồng tiểu tháp lắc lư kịch liệt, thậm chí ảnh hưởng đến thiết lao trong tháp, chấn động ý thức Khương Phàm. Nhưng, thanh đồng tiểu tháp cuối cùng cũng không phải là phàm phẩm, xiềng xích cũng đầy đủ cứng cỏi, cưỡng bức chống đỡ. A, Phương Tĩnh kinh ngạc, đây chính là phiên thiên trác, có uy lực nghiêng trời lệch đất. Lại tới chịu chết. Khương Phàm gào thét, nhấc lên chú tước yêu hỏa cuồng liệt, ngưng tụ thành 3.000 sợi hỏa vũ, nhanh chóng tiêu xạ, sắc bén nóng nảy, đánh về phía Phương Tĩnh, Loan Hồng Hy. Thái Tổ Sơn là của chúng ta. Phương Tĩnh quát lớn, nâng mạnh cái khiên lên, ầm ầm tiếng vang, phát tán cường quang vạn trượng, cắt đứt không gian, hình thành mạch nước ngầm không gian, chuyển rời hơn phân nửa hỏa vũ đến thâm không. Giết ta, ngươi muốn điên cuồng đến tận trời. Loan Hồng Hy lên cơn giận dữ, thế công cực kỳ bá liệt. Hắn không để ý tiêu hao mà cứ liên tục phóng thích lôi chiều toàn thân, nhấc lên ngàn vạn lôi điện cuồng kích, chấn vỡ nát các sợi hỏa vũ còn lại. Khương Phàm giết tới gần, một chân đạp về cái khiên, bắn ra bác thiên thuật, lực trùng kích không có gì sánh kịp chấn động cái khiên, đánh thẳng vào Phương Tĩnh. Sắc mặt Phương Tĩnh trắng bệch, phun máu bay ngược. Trong chớp mắt, hai tay Khương Phàm chém giết, cuồng dã đánh về phía bên trái. Loan Hồng Hy mang theo tốc độ như điện, vừa lúc xuất hiện ở nơi đó. Ầm ầm, lôi hỏa bạo kích, cuồng bạo đến cực điểm. Hai người đều bị cường thế đánh tung bay. Răng rắc, Loan Hồng Hy không đợi ổn định, liền sôi trào lôi chiều cuồn cuộn, hình thành hàng trăm tàn ảnh, nương tựa theo ưu thế của ngũ đại khí hải, cùng tốc độ che giấu, để cho người ta khó phân biệt thật giả, trong nháy mắt liền trải rộng ra xung quanh, đồng thời lao thẳng đến Khương Phàm, hình thành uy lực tiêu diệt bao vây. Khương Phàm dâng lên liệt diễm ở sau lưng, ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ, tám mặt trời gào thét mà ra, khổng lồ mà nóng bỏng, hoành kích tám phương, ngạnh kháng các thân ảnh bao phủ tới. Chẳng quan tâm ngươi xuất hiện từ chỗ nào, ta đều vọt mạnh đến tám phương hướng được. Lôi chiều sụp đổ, thân ảnh tán loạn, Loan Hồng Hy bị vô tình đánh bay. Đúng vào lúc này, đám người Bùi Thiên Lam tiếp tục tấn công mạnh, vậy mà lại làm cho ý thức di cốt nhân hoàng lưu lại đã tỉnh lại, đột nhiên giơ cao thiên phạt kiếm trong tay. Một loại khí tức để cho người ta hồi hộp trong nháy mắt tràn ngập cung điện, không chỉ có đám người Bùi Thiên Lam phát giác nguy cơ, ngay đám người tràn vào đều ớn lạnh toàn thân. Đồng loạt nhìn đến nhân hoàng ở phía xa. Nhân hoàng đứng dậy, cầm thiên phạt kiếm trong tay, nâng lên không trung. Một mảnh ánh sáng kỳ diệu từ dưới đáy chuôi kiếm kéo thẳng đến trên mũi kiếm, nhìn như chậm chạp, nhưng lại rất tấn mãnh, phảng phất hiện lên uy lực thông thiên, lại như tế thiên mà đi, chỗ mũi kiếm nháy mắt đã bộc phát ra cường quan chói mắt. Tránh khỏi! Sắc mặt bọn người Bùi Thiên Lam đại biến,
điên cuồng chạy trốn, vọt tới chỗ cột đá tránh né. Khương Phàm, ở lại nơi này đi. Loan Hồng Hy lấy máu tươi dẫn phát thiên lôi, phóng xuất ra chiều dâng không có tận cùng, bao phủ Khương Phàm, ngăn cản hắn chạy trốn, sau đó bắt lấy Phương Tĩnh, nhanh chóng rút lui. Mũi kiếm thiên phạt kiếm bộc phát cường quang sắc bén chói mắt, thẳng tới đỉnh đại điện. Cho đến lúc này, mọi người mới chú ý tới, tầng cao nhất lại khắc đầy phù trận thần bí, như đang diễn biến ra khung trời mênh mông, lại như là con đường câu thông vô thượng. Ông, đỉnh chóp dại điện tăng vọt ánh sáng, rọi khắp nơi trong đại điện, cứ như hài cốt linh hồn của tất cả mọi người đều muốn chiếu đi ra. Từng luồng kiếp quang thiên phạt từ trên trời giáng xuống, không có thanh thế kịch liệt cỡ nào, không có năng lượng cường đại cỡ nào, nhưng kiếp quang đi tới, vạn vật đều diệt tuyệt. Những người không ó kịp thời tránh né, trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, triệt để tiêu vong. Ngay cả bọn người Bùi Thiên Lam đang tránh né đến nơi cột đá hẻo lánh đều ớn lạnh toàn thân, cảm giác như muốn bị ông trời thu lấy tính mệnh. Khương Phàm không thể kịp thời chạy trốn, nhưng hắn đã quả quyết giơ lên thanh đồng tiểu tháp, kích phát đến mấy chục trượng, trốn đến nó phía dưới, chống cự lại kiếp quang trừng trị. Thanh đồng tiểu tháp bị kích thích, lần nữa tăng vọt, một loại uy thế bá đạo giống vậy, đón kiếp quang đánh về phía mái vòm, dẫn phát trận bạo tạc thảm liệt. Tế thiên thức. Khương Phàm thừa dịp phía trước chỉ còn lại có mỗi hắn, liền lập tức triệu ra tàn đao, khởi động tế thiên thức. Tàn đao oanh minh, dâng lên tử khí. Huyết khí hồn khí trong cơ thể Khương Phàm bành trướng cuồn cuộn, rót vào tàn đao. Huyết tế tàn đao, đao tế uy lực của trời. Tế thiên thức tăng vọt uy thế, phảng phất chiến hồn cường thế ngủ say đang trở về, uy lực và năng lượng bá đạo khuấy động cung điện. Tế thiên dựa thế, mượn chính là thế của trời. Giờ khắc này, toàn bộ trong cung điện đều là nhân hoàng kiếm đưa tới thiên thế. Kiếp quang còn không có tán loạn, khung trời trên đỉnh điện còn đang bạo động, đều nhận dẫn dắt mãnh liệt, hội tụ tới tàn đao. Đao cương thông thiên, thẳng tới đỉnh điện, bao quanh uy lực thiên phạt vô tận. Tàn đao run rẩy kịch liệt, chấn động đến hai tay Khương Phàm đều vỡ nát, máu thịt be bét, uy thế cường đại để hắn đều cảm thấy hồi hộp. Chém! Khương Phàm hét lớn, đao cương gào thét. Kéo lấy thiên uy minh mông ẩm vang chém về phía cổ tay Thái Võ Nhân Hoàng. Bùi Thiên Lam và các thiên kiêu còn chưa tỉnh hồn các nghe được thanh âm, nhao nhao từ cột đá phía sau đi ra. Tên điên kia sao lại còn chưa chết? Ngay cả thiên phạt đều có thể chống đỡ. Nói đùa cái gì vậy? Ông trời cũng có thời điểm bị mù mắt sao? Hắn không biết uy thế của di cốt nhân hoàng sao, lại còn đi lên chặt. Đây không phải tinh túy đi tìm đường chết sao? Nhưng, keng, răng rắc, cổ tay nhân hoàng theo đó mà đứt, tia sáng ảm đạm, Thái Tổ Sơn ầm vang hạ xuống. Ngọa tào, sắc mặt đám người đại biến, trong mắt đều trừng đến căng tròn. Ta hiểu được, Thái Võ Nhân Hoàng chỉ còn là di cốt, phóng thích thiên phạt tiêu hao quá lớn, bây giờ chính là thời điểm mệt mỏi. U Dương thiên nhiên ngộ ra, toàn thân nở rộ lên thánh quang sáng chói, bằng tốc độ nhanh nhất xông về Thái Võ Nhân Hoàng. Thiên nhiên, đoạt nhân hoàng kiếm. Bùi Thiên Lam theo sát phía sau, không xem qua đánh dấu không phải đoạt bảo bối khác, mà là chặn đánh quấy nhiễu. Rầm rầm rầm. Bọn người Loan Hồng Hy liên tiếp hành động, năng lượng cuồn cuộn, võ pháp cuồng kích, gần như điên cuồng xông giết về phía trước. Nhân hoàng kiếm. Thiên phạt kiếm. Bọn hắn là tình thế bắt buộc. Lui. Bùi Thiên Lam vào tới phía trước, bỗng nhiên quay người, giơ một tay lên trời. Một mảnh thánh quang chói mắt nở rộ trong nháy mắt. Thánh quang chiếu thấu cung điện, có được uy thế kinh khủng, giống như có hàng trăm triệu vạn cương châm, những chỗ ánh sáng đến, vạn vật đều bị chiếu thấu. Bọn người Loan Hồng Hy kêu thê lương thảm thiết, chật vật tháo chạy. Giết! Khoái Kiệt khoác huyết y, ngạnh kháng thánh quang giết tới gần. Ta bảo ngươi, lui! Ở bên ngoài, thực lực của Bùi Thiên Lam chính là niết bàn cảnh tam trọng thiên, hắn nắm tay bạo kích. Thánh quang cuồn cuộn, tốc độ ánh sáng xuất kích, cơ hồ trong chớp mắt liền oanh trên người Khoái Kiệt. Loan Hồng Hy, đuổi theo ta. Phương Tĩnh cầm cái khiên trong tay, ngạnh kháng thánh quang, cắm đầu vọt mạnh. Ta ở đây, ai dám qua? Bùi Thiên Lam hiện ra thực lực siêu tuyệt, mấy tia lóe ra ở sau lưng bọn hắn, thánh kiếm chấn kích, cuốn lên lưỡi kiếm thảm liệt. Loan Hồng Hy kinh hồn, ôm lấy Phương Tĩnh, toàn thân nhấc lên lôi chiều, ngạnh kháng kiếm nhận phong bạo. Đang trong hỗn loạn ngắn ngủi như thế,
U Dương Thiên Nhiên thành công vọt tới phía trước, hai tay giơ lên thánh kiếm, thiêu đốt huyết khí, kích phát thánh quang chí cường. Giờ khắc này, nàng cũng dùng toàn lực đánh ra, bởi vì biết nhất định phải một kích công thành. Keng! Cổ tay khác của Thái Võ Nhân Hoàng rung động kịch liệt, theo đó mà đứt. Bùi sư huynh, tới tay! U Dương Thiên Nhiên vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất cuốn Nhân Hoàng kiếm đi. Tốt! Bùi Thiên Lam quả quyết rút lui về sau, chào hỏi các trưởng lão khác mau chóng tới bảo vệ. Khương Phàm nơi đó sau khi liên tục kéo lấy, cuối cùng cũng đã thu Thái Tổ Sơn nặng nề vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, tiếp theo lại gào thét đối với quần hùng vây tới. Lão tử một núi đánh chết các ngươi, cút! Sắc mặt mọi người cứng đờ, da đầu tê dần, quay đầu xông về phía U Dương Thiên Nhiên nơi đó. Ngay cả Tạ Ninh khống chế chiến xa đều vô cùng, tự nhiên, di chuyển phương hướng. Tên điên này đã đủ đáng sợ, nếu quả như thật sự vung ra Thái Tổ Sơn, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn cũng không muốn mình cứ thế tiến lên, đảo mắt biến thành một bãi thịt nát. Đám người Bùi Thiên Lam lập tức biến thành mục tiêu công kích, số lượng lớn cường giả từ bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Khương Phàm chưa từng đi tham gia náo nhiệt mà bay lên không chộp tới Ngọc Phù trước mặt. Thứ này lơ lửng ở xung quanh Nhân Hoàng, khẳng định cũng có bí mật lớn. Bọn người khoái kiệt tự biết rất khó cướp lại Nhân Hoàng kiếm, quả quyết di chuyển mục tiêu, nhào về phía Thái Võ Nhân Hoàng. Di cốt Nhân Hoàng đang khôi phục năng lượng trước đó, cứ như vậy mà bị vô tình đánh nát, di cốt đổ xuống, chiến giáp cũng lọt vào phá giải. Càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào đại điện, chen đến cùng một chỗ, điên cuồng chém giết. Bọn hắn đều giết đến đỏ cả mắt, mặc kệ đối mặt chính là ai, cho dù là cường giả hoàng tộc cũng vẫn đánh như thường. Khương Phàm thừa dịp loạn cướp được hai miếng ngọc bài, cũng bắt lấy một cái cẳng tay cùng một cái quyền sáo. Bất luận là kẻ nào muốn vây quanh người của hắn, đều bị Thái Tổ Sơn uy hiếp. Thời điểm Khương Phàm đang tập trung vào đầu lâu Nhân Hoàng, thứ đang làm các phương điên cuồng, thời điểm Thái Võ Điện đang hỗn loạn chật ních, một chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Một kẻ tán tu cướp được ngọc bài, vì để tránh cho bị người cướp đi, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Ngọc Phù vạch phá yết hầu, máu tươi nhuộm đỏ Ngọc Phù, một nguồn năng lượng phi phàm đột nhiên từ trong cơ thể của hắn kích phát ra đến. Ở sâu trong làn da sen lẫn thành đường vân màu vàng phức tạp. Sau đó, khí tức tán tu nhanh chóng sinh trưởng tốt, toàn thân vần quanh liệt diễm ầm ầm tiếng vang, tăng vọt uy thế mấy lần. Hắn làm sao thế? Các cường giả xung quanh đang muốn cướp đoạt nhanh chóng lui lại, kinh ngạc nhìn tán tu kia. Tán tu cũng kinh ngạc nhìn toàn thân, một vòng cường quang tại đáy mắt bắn ra. Thực lực mạnh lên rồi. Không phải. Khôi phục cảnh giới. Hắn không dám tin, sau lặp đi lặp lại cảm nhận liền hít vào từng ngụm khí lạnh, thật không hề bị đến áp chế, một lần nữa về tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Số lượng lớn ánh nhìn về nơi này, cảm nhận được hắn khí thế cường thịnh, mặt đều lộ kinh sợ. Cảnh giới còn có thể khôi phục. Áp chế của thượng thương cổ thành mất hiệu lực. Tại sao chúng ta không có? Ngay cả bọn người Lan Nặc cũng ngừng chém giết lại, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua tán tu kia, khí thế quá mạnh. Ép tới vạn người trong cả tòa cung điện trên đều không thở nổi. Hắn ăn ngọc phù có thể giải trừ áp chế. Có người kinh hô, phát hiện vấn đề. Chiến trường hỗn loạn liên miên dừng lại, mấy ngàn đôi mắt phát sáng đồng loạt nhìn sang. Ngọc phù có thể giải trừ áp chế. Ai giải thích cho ta tình huống này là như thế nào? Tạ Ninh khống chế chiến xa, đi đến phía trước, nhíu mày nhìn, sau khi cẩn thận tự hỏi một câu trong cung điện rộng rãi sáng sủa. Thời điểm chúng ta đi qua tường cổ thành, đều nhận qua ánh sáng quỷ dị tiếp tục chiếu xạ, tương đương với cấm chế của thượng thương cổ thành in dấu xuống ấn ký ở trên người cùng trên linh hồn của chúng ta, bày ra nguyền rủa. Nhưng ấn ký này có thể chỉ dẫn cấm chế của thượng thương cổ thành, tiếp tục áp chế thực lực của chúng ta. Mà đây cũng là quy củ tại thời đại viễn cổ xa xôi của thượng thương cổ thành, tất cả tân khách đến từ bên ngoài đều phải tiếp nhận tẩy lễ, áp chế cảnh giới, bảo đảm vô hại. Nhưng có một số quý khách sau khi xác định là thân phận bằng hữu sẽ bị thanh lý mất, ấn ký, cái này cần phương pháp đặc thù. Tạ Ninh nói xong, ánh mắt mọi người đều nhanh chóng nóng lên. Các tộc lão hoàng tộc đều chen đến phía trước, nhìn chằm chằm tán tu kia tựa như đang tập trung vào con mồi. Ngọc Phù có thể thanh lý ấn ký. Dung hợp Ngọc Phù, bọn hắn liền có thể khôi phục thực lực. Từ khi tiến vào thượng thương cổ thành,
bọn hắn mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu toàn bộ đều bị ép đến niết bàn cảnh nhất trọng thiên, thực lực không phát huy ra được 1/10, uất ức chật vật, mặc cho người khác chém giết. Không nghĩ tới, lại có cơ hội giải trừ cấm chế. Nếu như có được ngọc phù, chẳng lẽ có thể tận tình thi triển võ pháp rồi? Không, có thể giao cho thánh linh phía ngoài. Nếu như một thánh linh tiến đến, đủ để quét ngang thượng thương cổ thành. Ta nhớ được có 5 cái. Ánh mắt nóng như lửa của Tạ Ninh lập tức vẫn ngắm nhìn xung quanh. Ngoại trừ người này dung hợp, 4 cái khác đâu? Ngọc phù, bảo bối tốt. Một thanh âm thanh lãnh ở phía xa vang lên, hấp dẫn số lượng lớn ánh mắt. Là Chí Tôn Kim Thành. Phật Đà Hứa Như Lai nắm lấy ngọc phù trong tay, chậm rãi giơ lên. Bởi vì cảnh giới của hắn vẫn chưa tới niết bàn cảnh, cho nên không cùng người khác đi tranh đoạt di cốt nhân hoàng, mà là tập trung vào ngọc phù. Không nghĩ tới, lùi lại một bước mà cầu mà ngược lại lại đạt được chân bảo. Công tử, cho ta. Một trưởng lão Chí Tôn Kim Thành mang theo ánh mắt cuồng nhiệt, hắn là niết bàn cảnh lục trọng thiên, nếu như có được ngọc phù, đủ để quét ngang cái cung điện này, cướp được tất cả bảo bối. Không nên gấp gáp, đưa ra ngoài, xin mời thành chủ xử lý. Hứa Thừa N lui về, cũng kích động. Các phương nhìn thấy Chí Tôn Kim Thành đạt được, thầm nghĩ thật tiếc nuối, cũng không dám mạo phạm, lập tức tìm kiếm ngọc phù khác. Công tử, cho ngài. Một vị trưởng lão thần giáo đi tới trước mặt Khoái Kiệt. Làm cho gọn gàng vào. Đáy mắt Khoái Kiệt lập tức hiện lên cường quang, một tay nắm chặt ngọc phù. Ai? Biển người thở dài, ở đây sao? Hai cái khác đang ở trên tay người nào? Đám người lo lắng tìm kiếm, kết quả không còn có người đáp lại. Hai cái ngọc phù khác đang ở trên tay người nào, đứng ra, ta ra giá cao. Điêu Lãnh Nguyệt đột nhiên hô to. Nếu như ngươi là người bình thường, ngươi không gánh nổi ngọc phù, không bằng dùng để bán cái giá cao. Phương Tĩnh cũng hô to. Nhưng, vẫn không có người nào ra mặt. Uy uy uy, các ngươi quên ta rồi. Tán Tu trước đó có chút giận, bây giờ hắn chính là người mạnh nhất, thực lực ngũ trọng thiên cường đại, đủ để nghiền ép toàn trường. Hoàng tộc hoàng đạo gì, thiên kiêu nhân kiệt gì, ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Loại cảm giác này, để hắn có sự lâng lâng hoảng hốt. Âu Dương Thiên Nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn chủ nhân. Tán Tu vừa muốn phiêu lên, khẽ chau mày. Chủ nhân, ngươi thật giống như không có làm rõ ràng tình huống, bây giờ ta mới là mạnh nhất. Bùi Thiên Lam lạnh lùng nói, các ngươi tự hỏi lòng xem, có thể làm được như Khương Phàm không? Không cố kỵ gì giết người, không cố kỵ gì khiêu khích, không cố kỵ gì mà phóng túng mình. Nếu như không thể, tốt nhất ngươi nên tìm kẻ để dựa vào, mượn cơ hội này, gia nhập thế lực cấp hoàng đạo. Tán Tu há mồm, lại nói không ra được lời nào. Đúng vậy, nếu hắn thật sự giết một vị thiên kiêu nào đó, coi như có thể còn sống đi ra ngoài, cũng sẽ bị xé nát. Ngươi khôi phục thực lực, tại thượng thương cổ thành có thể xưng cường giả, nhưng rời khỏi nơi này thì sao? Ngươi tự hỏi mình một chút, có thể mang bảo bối cướp được ở nơi này đi ra ngoài không? Ngươi có thể gánh chịu được hậu quả tổn thương cường giả của hoàng tộc hoàng đạo không? Nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức đầu nhập một chủ tử, gia nhập hoàng đạo nào đó, thu hoạch được thân phận tôn quý. Bùi Thiên Lam nói một phen, triệt để kéo Tán Tu về hiện thực. Loan Hồng Hy lập tức nói. Ngươi là nơi nào người? Ngươi muốn lựa chọn phương nào? Ta là. Tán Tu liên tục trần chờ, cắn răng nói. Ta muốn hai mảnh nhân hoàng cốt, ta muốn thân phận trưởng lão nội bộ. Ai đồng ý ta bán mạng cho người đó. Bùi Thiên Lam nói. Đi theo ta, từ nay về sau ngươi chính là thị vệ thiếp thân của Bùi Thiên Lam ta. Ngươi có thể lấy thân phận Tán Tu tu luyện tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên. Ta có thể dùng tài nguyên của Đại Quang Mang Thần Điện bồi dưỡng ngươi đến niết bàn đỉnh phong. Soạt, biển người bạo động, rất nhiều Tán Tu đỏ ngầu cả mắt. Thị vệ thiếp thân của Bùi Thiên Lam, dụ hoặc về niết bàn đỉnh phong, điều kiện này quá mê người. Loan Hồng Hy cũng chủ động tranh thủ. Ta chỗ này có 3 mảnh nhân hoàng cốt, đều thuộc về ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta bắt được Khương Phàm, lại cứu được Tần Ngao Thương trở về, ngươi không chỉ là trưởng lão của Chu Thiên Thần Điện. Mà còn là đại công thần, ngay cả điện chủ cũng đều sẽ tiếp kiến ngươi. Niết bàn đỉnh phong, có di cốt nhân hoàng, có Chu Thiên Thần Điện bồi dưỡng, ngươi hoàn toàn có thể đến bán thánh.
hoàng tộc hoàng đạo các phương đều liên tiếp mở ra điều kiện phong phú, tranh nhau lôi kéo. Thái võ nhân hoàng điện cơ hồ trở thành phòng đấu giá. Bọn hắn đều vô cùng cao ngạo, bình thường nhìn thấy tán tu cũng sẽ không nhìn chúng lên, nhưng giờ khắc này lại đều buông xuống tư thái, dùng hết sức tranh thủ. Tán tu ngược lại là sảng khoái, không để cho bọn hắn đợi lâu, rất quả quyết đã quy thuận đến Chu Thiên Thần Điện nơi đó. Không chỉ là bởi vì mở ra điều kiện tốt, chủ yếu là bởi vì hắn đang ở trung vực Nam Bộ, thuở nhỏ đều nhìn lên Chu Thiên Thần Điện. Có thể gia nhập đến trong đó, quả thực là ước mơ tha thiết. Ngươi đã lựa chọn sáng suốt. Loan Hồng Hy dùng sức vỗ vỗ bả vai tán tu. Ngươi tên là gì? Tán tu ưỡn ngực. Hạ Hầu Đạt. Loan Hồng Hy cố ý cất cao giọng. Bây giờ ngươi chính là trưởng lão của Chu Thiên Thần Điện, sau lưng ngươi chính là Chu Thiên Thần Điện, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần sợ ai nữa. Hạ Hầu Đạt hô to. Nhất định không phụ công tử vun trồng. Vô số người rung động lại hâm mộ, vận mệnh đúng là vận mệnh, cũng bởi vì một khối ngọc phù, từ người bình thường đột nhiên liền trở thành người trên người. Khương Phàm, đều giao đồ ra. Hài cốt toàn thân Hạ Hầu Đạt bắt đầu vặn vẹo, liệt hỏa sôi trào, hóa thân thành hỏa xà tráng kiệt, dài đến hơn 30 mét, toàn thân bao trùm lân phiến tinh mịn cứng cỏi, trên đầu lại còn có một cái sừng nhọn. Hắn cũng không phải tán tu bình thường, hắn đã từng là công tử của một đại tộc, tuy nhiên đã bị thảm sát diệt tộc, chỉ còn lại có một mình hắn. Nhưng, Khương Phàm đâu? Lúc này mọi người mới phát hiện, không biết lúc nào Khương Phàm đã chạy mất rồi. Tên hỗn đản xảo quyệt. Loan Hồng Hy nhảy đến trên thân Hạ Hầu Đạt, tiếp cận bọn người Bùi Thiên Lam ở trước mặt. Đừng quản Khương Phàm, đoạt lại nhân hoàng kiếm trước cho ta. Giống. Hạ Hầu Đạt đong đưa thân hình khổng lồ, phát ra tiếng rít chói tai, liệt diễm toàn thân bạo động, giống như là sóng lớn, tiến lên bao phủ phía trước. Thực lực niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, nghiền ép tất cả mọi người ở toàn trường. Bao gồm những thiên phẩm linh văn, cùng các trưởng lão cường tộc kia. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết lập tức tràn ngập trong cung điện, vô số người bị bao phủ ở bên trong yêu hỏa kinh khủng, bị tươi sống đốt thành cho bụi. Xiết ra ngoài, bọn người Bùi Thiên Lam không chần chờ chút nào, lập tức huy động cánh thánh, toàn lực chạy trốn. Cản bọn họ lại, một kẻ cũng đều đừng thả chạy. Bọn người Phương Tĩnh nhanh chóng chạy tới chỗ cửa điện. Đám người Bùi Thiên Lam bằng vào tốc độ cực hạn, sau khi mạnh mẽ đâm tới trong điện một phen, đột nhiên di chuyển phương hướng, phóng tới mái vòm. Mở. U Dương Thiên Nhiên thôi động toàn bộ thực lực, cưỡng ép khống chế Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm oanh minh kịch liệt, thật sự đã thức tỉnh, lại trong chớp mắt kéo hơn phân nửa huyết nhục linh hồn của U Dương Thiên Nhiên ra, bộc phát ra uy lực và năng lượng kinh người, cường quang mãnh liệt. Dội thẳng đến mái vòm. Pháp trận phức tạp trên mái vòm lần nữa được khởi động, khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập đất trời, bao phủ cung điện hỗn loạn. Đám người quá sợ hãi, ngay cả Hạ Hầu Đạt cũng đều lao xuống, cuốn lấy bọn người Phương Tĩnh tránh né. Mái vòm oanh minh, kiếp quang thiên phạt lần nữa giáng lâm. Mặc dù không có khủng bố như Thái Võ Nhân Hoàng khởi động, nhưng vẫn tuôn ra hơn 10 lần kiếp quang, miểu sát số lượng lớn cường giả. U Dương Thiên Nhiên hôn mê tại chỗ, Nhân Hoàng Kiếm tuột tay rơi xuống. Bùi Thiên Lam tiếp được nàng, cũng bắt lấy Nhân Hoàng Kiếm, chỉ bọn người Loan Hồng Hy ở phía xa. Còn muốn thử một chút, bức chết chúng ta, người có thể gánh chịu nổi cái giá. Loan Hồng Hy tức giận, nhưng không có lại cứng rắn ngạnh kháng. Dù sao nơi này cũng là cung điện của Thái Võ Nhân Hoàng Kiếm có thể phát huy ra uy lực quá mạnh. Các ngươi có thể rời khỏi. Nhưng đừng lại đoạt thêm bất kỳ vật gì. Loan Hồng Hy cưỡi hỏa xà khổng lồ, toàn thân phát ra lôi chiều chói mắt, mang cho toàn trường uy hiếp cường đại. Chúng ta đi. Bùi Thiên Lam không có kiên trì, hắn nắm chặt Nhân Hoàng Kiếm, cảnh giác đám người, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cút! Phương Tĩnh cũng nhảy đến trên lưng hỏa xà, quát tháo tất cả mọi người. Biển người bạo động, muốn liên hợp lại phản kháng. Nhưng nhìn hỏa xà hung tàn dữ tợn, cảm nhận được khí tức cường đại, vẫn đều nhịn được. Ngay cả bọn người Lan Nặc cũng đều bất đắc dĩ rời khỏi. Cũng bao gồm người của Huyền Nguyệt, Cổ Hoa. Cuối cùng chỉ còn lại có Vạn Đạo Thần Giáo tay cầm Ngọc Thạch, và Chí Tôn Kim Thành. Mặc dù bọn hắn không có dung hợp Ngọc Phù, nhưng tùy thời có thể lấy, cho nên Loan Hồng Hy chưa từng có xua đuổi. Chia đều.
Khoái Kiệt chủ động đề nghị. Ta đồng ý. Hứa Như Lai đồng ý. Bọn hắn bây giờ cũng không nguyện ý vận dụng ngọc phù, cho nên thoáng yếu thế. Ta muốn cái đầu kia, muốn phần xương sống kia, muốn áo giáp, muốn mũ giáp. Loan Hồng Hy cao ngạo chọn bảo bối quan trọng nhất. Khoái Kiệt lập tức quát tháo. Đừng quá làm càn, người có thể muốn đầu lâu, nhưng xương sống phải thuộc về vạn đạo thần giáo chúng ta. Người có thể muốn mũ giáp, nhưng áo giáp nhất định phải thuộc về chúng ta. Vậy liền thử một chút. Loan Hồng Hy ra lệnh một tiếng, hỏa xà phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, thân thể cao lớn mãnh liệt đè về phía trước. Đầu lâu cùng xương sống, ngươi chỉ có thể chọn một. Khoái Kiệt một bước cũng không nhường. Đừng không biết tốt xấu, nếu không ta làm cho các ngươi liền dùng ngọc phù ngay bây giờ. Ngươi dám không, chúng ta nơi này có niết bàn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, nếu quả thật dùng, các ngươi còn có cơ hội đàm phán. Sau khi rằng có một phen kịch liệt, Loan Hồng Hy đạt được đầu của Thái Võ Nhân Hoàng, Khoái Kiệt đạt được xương sống, mũ giáp cùng áo giáp thì thuộc về Chí Tôn Kim Thành. Những mảnh hài cốt cùng áo giáp còn sót lại khác, trong quá trình phân phối có khuynh hướng thuộc về Chu Thiên Thần Điện, thứ hai là Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành cầm một số nhỏ. Tất cả đều vui vẻ. Tìm Khương Phàm cho ta. Loan Hồng Hy vừa lòng thỏa ý, khống chế hỏa xà rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Chỉ cần bắt lấy Khương Phàm liền có thể cướp được tất cả bảo bối trong tay Khương Phàm. Ví dụ như Thái Tổ Sơn, ví dụ như Đầu Lâu Kỳ Lân, ví dụ như Di Cốt Tiên Tổ Trấn Thủ Mộ Kỳ Lân, lại ví dụ như hạt giống Vĩnh Sinh Thần Thụ. Tên hỗn đản kia đơn giản chính là một cái bảo khố di động. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng hành động, trước khi Vạn Đạo Thần Giáo mời đến những cường giả khác, phải bắt lấy Khương Phàm, sau đó di chuyển bảo tàng ra ngoài. Khương Phàm đã sớm rời khỏi Thái Võ Nhân Hoàng Điện, nhanh chóng phóng tới chỗ sâu trong rừng. Ngọc Phù vừa ra, tình thế liền nghịch biến. Nhất là rơi xuống trên tay tử địch. Nếu như bây giờ lại bị vây lại, thật sự là không có chỗ có thể trốn. Tuy nhiên trong tay hắn còn có hai tấm Ngọc Phù, một tấm cho Kiều Vô Hối, một tấm có thể cho Kiều Hinh. Kiều Vô Hối tiếp tục tọa trấn vực sâu, Kiều Hinh cùng hắn đi ra gây náo. Nhưng Khương Phàm chạy tới trước liền từ từ ngừng lại. Năm tấm ngọc bài, một tấm đã bị dùng, hai tấm đang ở trên tay hắn. Còn có hai tấm kia đã bị Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành lấy được. Bọn hắn cầm tới ngọc bài sẽ dùng lập tức, hay là sẽ đưa đến giao cho Thánh Linh ở bên ngoài. Nếu có hy vọng, bọn hắn khẳng định là đưa đến bên ngoài. Thánh Linh. Khương Phàm càng nhăn mày càng chặt, nếu như có hai Thánh Linh vào đây, đủ để quét ngang Thượng Thương Cổ Thành. Càng có thể tiếp cận vực sâu. Đến lúc đó, coi như Kiều Vô Hối gánh vác, cũng nhất định sẽ bại lộ tình huống trong vực sâu. Không được. Khương Phàm quả quyết quay người đuổi bắt. Nhất định phải cưỡng ép cản bọn họ lại trước khi Vạn Đạo Thần Giáo hoặc là Chí Tôn Kim Thành rời khỏi. Khương Phàm chau mày, như thế này quá mạo hiểm, một khi ép bắt, bọn hắn khẳng định sẽ giao ngọc phù cho cường giả niết bàn cảnh nào đó, đến lúc đó mình liền gặp nguy hiểm. Nhưng chỉ cần không đưa Thánh Linh vào đến, hắn nhắc lên nguy hiểm lại lớn hơn nữa đều đáng giá. Mục tiêu hàng đầu, Vạn Đạo Thần Giáo. Thời điểm Khương Phàm trở lại gần Thái Võ Nhân Hoàng Điện, biển người đang chen chúc rời khỏi, tụ tập ở nơi đó không cam lòng nghị luận. Đại Quang Mang Thánh Điện lo lắng bị Vạn Đạo Thần Giáo đuổi bắt, mang theo Nhân Hoàng kiếm nhanh chóng rời khỏi. Ngọc Phù vừa ra, cục diện tại Thượng Thương Cổ Thành liền muốn thay đổi. Bây giờ cao nhất đều là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, mọi người đứng tại vấn đề giống nhau, xuất hiện đồ tốt đều có thể tranh một chuyến, nếu như Chí Tôn Kim Thành cùng Vạn Đạo Thần Giáo mời Thánh Linh tiến đến, chúng ta còn chơi thế nào? Nếu quả thật có Thánh Linh tiến đến, tuyệt đối có thể lật tung Thượng Thương Cổ Thành, bảo bối toàn thuộc về bọn hắn. Chúng ta đều có thể trở thành con mồi, cướp được bảo bối liền đưa đi trước toàn bộ. Uy, có hứng thú liên hợp lại hay không? Làm cho Vạn Đạo Thần Giáo dùng ngọc phù ở chỗ này. Ngươi điên rồi, đây chính là hoàng tộc cùng hoàng đạo. Không nhìn thấy Khương Phàm đều xám xịt chạy trốn sao? Chớ hổ nháo, thật sự đuổi đến tức giận. Bọn hắn giao ngọc phù cho lão gia hỏa niết bàn cảnh ngũ trọng thiên lục trọng thiên. Một chiêu cực mạnh, chúng ta đều được treo. Khương Phàm sau khi hiểu rõ xuống tình huống liền lặng yên rút đi, quấn ra một đường cong, ngăn cản Đại Quang Mang Thần Điện đang thoát khỏi. Khương Phàm, ngươi là lạc đường sao? Bọn người Bùi Thiên Lam lập tức đề phòng, đối đãi với tên điên này,
bọn hắn cũng không dám có chủ quan. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Khương Phàm từ trên cây nhảy xuống. Chúng ta đi đâu, không liên quan gì tới ngươi. Ngược lại là ngươi, chọn sai đối thủ. Bùi Thiên Lam lặng lẽ ra hiệu với các trưởng lão. Chớ khẩn trương, ta không phải đến đoạt Nhân Hoàng Kiếm. Ngươi là đến đưa Thái Tổ Sơn. Ha ha, Bùi công tử vẫn rất hài hước. Ta là tới hỗ trợ, chỉ cần trả một chút thù lao là được rồi. Chúng ta không có phiền phức, không cần hỗ trợ. Nếu như đám người Khoái Kiệt đi ra, thánh linh của Vạn Đạo Thần Giáo sẽ muốn tiến đến. Đến lúc đó, bảo tàng trong thượng thương cổ thành này còn có ai có thể giành được qua bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đạt được Ngọc Phù, nhưng muốn bỏ thánh nhân vào đến, phải nhìn xem người của hoàng tộc hoàng đạo khác có nguyện ý hay không. Bùi Thiên Lam không phải rất lo lắng, bây giờ cường tộc các phương đều tề tụ Tây Bộ, tất cả thánh linh đều gom lại cùng một chỗ. Bọn hắn không thể nào cho phép có thánh linh không nhận áp chế xông vào thượng thương cổ thành. Nếu như bọn hắn có thể đuổi đến trước khi tin tức truyền ra mà rời khỏi liền có thể mời thánh linh tiến đến trước khi các phương kịp phản ứng. Coi như thật sự có thánh linh tiến đến, nguy hiểm cũng là ngươi. Ta là nguy hiểm, nhưng các ngươi cũng đừng hòng lần nữa đụng đến bảo bối. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến đến tìm kiếm cơ duyên, chuyện thánh linh do bên ngoài phụ trách. Lan Nặc bỗng nhiên gọi Khương Phàm lại, ánh mắt lắc lư, nước mắt trượt xuống, dùng sức kéo căng thân thể mềm mại bên trong áo bào. Làm cái gì cũng đều được. Khương Phàm đứng vững lại. Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước cho ta, ngươi muốn làm cái gì cũng đều được, từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta thanh toán xong. Giọng Lan Nặc có chút phát run. Ánh mắt Khương Phàm quét mấy lần trên thân thể cao gầy thướt tha của Lan Nặc, nhếch miệng lên bôi đường cong, đi tới trước mặt của nàng. Nhìn không ra, Lan Nặc cô nương lại có phách lực như thế. Ngươi đồng ý. Cơ thể mềm mại của Lan Nặc căng cứng, ánh mắt lắc lư, nhất định phải giải trừ khế ước trước khi rời khỏi thượng thương cổ thành. Khương Phàm đưa tay ôm lấy cái cằm Lan Nặc, đụng đến phía trước. Lan Nặc vô ý thức ngửa ra sau, nhưng dưới ánh mắt bén nhọn nhìn gần của Khương Phàm, chịu đựng khuất nhục từ từ tới gần phía trước. Cơ thể nàng căng cứng, hô hấp lộn xộn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nước mắt tràn mi. Thời điểm khóe miệng hai người đụng vào nhau, Khương Phàm đột nhiên nắm vuốt cái cằm đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ của nàng, đẩy qua bên cạnh. Sao ngươi lại xuất hiện loại ý nghĩ này? Ta hẳn không có để lại cho ngươi ấn tượng xấu xa như vậy chứ? Ngươi là muốn thừa dịp ta buông lỏng cảnh giác, lại khống chế ta? Lan Nặc tức giận tránh thoát một bàn tay to lớn. Ta chỉ cần giải trừ khế ước. Khương Phàm cười lạnh. Ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không chịu bàn bạc. Bây giờ, đã muộn rồi. Nữ nô như ngươi, ta chắc chắn phải có được. Ngươi sẽ không sống để mà đi ra khỏi thượng thương cổ thành được, không cần thiết phải lôi kéo ta chôn cùng. Ngươi giải trừ khế ước của ta, thả bọn người Lan Nguyệt, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ta cũng có thể giúp ngươi bắt lấy Khoái Kiệt. Ta nói một lần cuối, muốn cứu người, theo yêu cầu của ta mà làm việc, không muốn cứu, cáo từ. Khương Phàm quay người rời khỏi. Lan Nặc lại lần nữa la lên, nhưng Khương Phàm không tiếp tục dừng lại, nàng chỉ có thể đuổi theo. Ta giúp ngươi giết người, ngươi xác định có thể thả bọn họ. Nhìn biểu hiện của ngươi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta sẽ bắn ra một tiễn, đánh lén Khoái Kiệt, ngươi chuẩn bị hư thiên kính kỹ càng, tại lúc ta tập kích trước tiên liền quăng hắn về phía không trung, nghênh đón mũi tên của ta. Ngươi dùng tên đánh lén. Lan Nặc im lặng. Ngươi cứ việc phối hợp. Ta không có cách nào phối hợp. Ngươi cách rất xa mà thả một mũi tên xong rồi chạy, ta đứng ở phía trước sẽ bị phát hiện. Ngươi muốn đi chặn đánh bọn hắn, hay là muốn bán ta đi? Ngươi sẽ không chạy. Ta có thể chạy được sao? Đó là ngươi vô năng. Ngươi! Sau khi bọn người Khoái Kiệt rời khỏi mộ của Thái Võ Nhân Hoàng, bọn hắn liền nhanh chóng rút lui về hướng Tây. Bọn hắn dùng ba mảnh di cốt Nhân Hoàng, chiêu mộ Huyền Nguyệt Hoàng triều làm bạn, để tránh bị ngăn cản đánh lén. Vì để tránh cho nhận can thiệp, Khoái Kiệt còn âm thầm liên hệ đến ba vị cường giả tán tu am hiểu tốc độ, hứa hẹn với bọn hắn, mời bọn hắn chạy tới cửa thành Tây Bộ, bí mật thông báo Vạn Đạo Thần Giáo. Để Vạn Đạo Thần Giáo sắp xếp người đến đón dẫn, hoặc là thừa dịp các tộc bên ngoài còn không rõ tình huống, điều thánh nhân vào tới. Giữ vững tinh thần. Nghiêm phòng người khác đánh lén. Khoái Kiệt khống chế huyết kiếm, xẹt qua bầu trời, con mắt như ưng hiện ra huyết quang,
liếc nhìn dãy núi, nhìn về phương xa. Các trưởng lão vạn đạo thần giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều phân tán ở xung quanh, hình thành hai tầng vòng vây, bảo vệ Khoái Kiệt. Bọn hắn tập trung toàn bộ tinh thần, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ở bên ngoài hơn 20 dặm, có một ngọn núi cao nguy nga, giống như cự thú đứng thẳng người lên, hùng vĩ hiểm trở, phía trên mọc đầy cây già cứng cáp, tựa như lông tóc tráng kiện. Lan Nặc sớm đã chạy tới nơi này, vạch phá hai tay, dùng sức nắm chặt hư thiên kính, để máu tươi thấm vào mặt kính. Hư thiên kính mang theo máu tươi, nở rộ lên tia sáng rực quỷ dị, cái bóng mông lung hiện lên khung trời cùng dãy núi mênh mông. Máu tươi nuôi nấng càng nhiều, kính tượng càng là rõ ràng, cảnh tượng thiên địa được đặt vào càng rộng lớn hơn. Lan Nặc nhắm mắt lại, ý thức dung nhập hư thiên kính, giống như đặt mình vào trong dòng sông tươi mát. Bên trên là khung trời, bên dưới là dãy núi. Hết thảy mọi thứ ở nơi này, đều do nàng khống chế. Có thể di chuyển dãy núi, quy hoạch con sông, có thể điều khiển không gian, hủy thiên đất trời. Chỉ thị của nàng, tựa như là ý chí của trời. Khi Khoái Kiệt cùng các đội ngũ xuất hiện ở bên trong kính tượng, cũng nhanh chóng rõ ràng, hình ảnh bắt đầu run run. Lấy cảnh giới bây giờ của nàng, còn điều khiển nhiều cường giả ở trên không kia, dù sao cũng đều là bị áp xúc chút cảnh giới. Lan Nặc đau đớn, khống chế kính tượng dần dần xóa đi hình ảnh những người kia, chỉ để lại một mình Khoái Kiệt. Dừng lại, chú ý phía trước. Khoái Kiệt đột nhiên hô to. Hắn là huyết hà linh văn, có thể cướp đoạt huyết khí vạn vật, càng có thể kích phát tiềm lực huyết dịch to lớn của bản thân. Tại lúc bị tinh chuẩn khóa chặt, trong chớp mắt, máu tươi toàn thân vô cùng chấn động, để hắn lập tức giật mình. Phía trước giống như có điểm sáng. Số lượng lớn trưởng lão chú ý tới đỉnh núi bên ngoài 20 dặm, nơi đó giống như có gì đó sáng rực đang lấp lóe. Bọn hắn nhao nhao điều động linh lực, hội tụ ở hai con mắt, muốn thấy rõ ràng tình huống nơi đó. Giờ khắc này, Khương Phàm lại xuất hiện ở trên một núi càng xa, hắn đứng tại đỉnh núi, tóc ngắn tung bay, vẻ mặt kiên nghị, nắm chặt thương sinh cung, cảm ngộ thương sinh tạo hóa. Ong ong ong, quốc vận cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt. Hai loại năng lượng vô hình vô chất, lại giống như thủy triều trùng điệp, rót vào thân thể Khương Phàm, hội tụ đến trên thương sinh cung. Oanh, thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng vạn trượng. Từng luồng gợn sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên thương sinh cung. Đó là cái gì? Khoái Kiệt bọn người liên tiếp ngẩng đầu, nhìn dãy núi xa xôi, một mảnh cường quang hừng hực bộc phát giống như nở rộ. Quả nhiên có mai phục. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt khẩn trương đề phòng, nhưng bất luận là bên ngoài 50 dặm hay là 20 dặm, khoảng cách đều quá xa, không thể nào trực tiếp giết tới, vũ khí càng không khả năng đột nhiên đánh tới. Bọn hắn đều theo bản năng mà quan sát xung quanh. Nơi xa hẳn là phụ trợ, là dẫn dụ, phía dưới mới là chủ công, là uy hiếp chân chính. Nhưng, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động hơn 10 dặm dãy núi. Sát sinh tiễn thoát cung nổ bắn ra. Giữa một hơi thả ra uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phóng thích. Quốc vận mãnh liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Sát sinh tiễn xuyên thủng mười mấy dặm, lao thẳng đến Khoái Kiệt. Ngăn lại. Hai vị trưởng lão phản ứng nhanh nhất, hô to bay lên không, chủ động chặn đường. Một người hóa thân thành huyết luyện cuồng sư, gào thét như sấm, thanh chiều cuồn cuộn, huyết khí dâng lên, ngưng tụ ra vô số vòng xoáy, bên trong giống như có số lượng lớn đầu sư tử đang gào thét, muốn thôn nạp huyết khí giữa đất trời. Một người nhấc lên dòng lũ cuồn cuộn, rót vào bụi đất nồng đậm. Cả hai tay đều mãnh liệt chấn kích, khí hậu giao hòa, hình thành hồng thủy sền sệt, hóa thành bàn tay che trời, chợt vỗ về phía trước. Ầm ầm, sát sinh tiễn mang theo uy thế tuyệt luân, không nhìn đến thanh chiều, trực tiếp xuyên thủng hồng thủy, thẳng đến Khoái Kiệt. Không, hai vị trưởng lão bỗng nhiên biến sắc. Vẻ mặt Khoái Kiệt trở nên nghiêm trọng, nhưng không có bối rối, huyết kiếm huyết đao toàn bộ đều tới tay, chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác mình không động được, giống như bị một loại năng lượng thần bí nào đó giam cầm, cả hai tay đều đột nhiên triển khai. Ầm ầm, sát sinh tiễn trong nháy mắt đã tới, đánh vào ngực Khoái Kiệt, một tiếng vang như sấm, nổ tung tại ngực. Khoái Kiệt run rẩy, phun máu bay ngược. Không có trực tiếp bị oanh sát, bởi vì bên trong hắn đã mặc áo giáp đặc chất.
nhưng uy thế của sát sinh tiễn quá mạnh, đè ép hắn nhanh chóng lui lại, vượt qua dãy núi, vượt qua trời cao, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Các trưởng lão vạn đạo thần giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền ớn lạnh toàn thân, sợ hãi kêu gào đuổi tới. Lan Nặc hãi nhiên quay đầu, nhìn qua phương hướng của Khương Phàm. Ngươi gọi cái này là gọi mũi tên. Tinh nguyên pháo của thần giáo cũng đều không có mạnh như ngươi vậy. Tên điên này lấy ở đâu ra nhiều vũ khí như vậy? Có thể sống đến bây giờ xem ra không phải không lý do. Khương Phàm thu hồi thương sinh cung, ăn vào đan dược, dung nhập núi cao, đuổi bắt khoái kiệt đang đi xa. Chú ý xung quanh, nghiêm phòng đánh lén. Là ai? Là ai làm? Đã chết rồi sao? Khoái kiệt đã chết rồi sao? Trưởng lão vạn đạo thần giáo đạp không phóng tới, cảnh giác xung quanh, sắc mặt cũng tái nhợt. Điêu Lãnh Phong đã chết, nếu như Khoái Kiệt cũng chết, bọn hắn trở về phải bàn giao thế nào? Không chết cũng sẽ bị rút gân lột ra. Vừa rồi lại là năng lượng gì? Tại sao có thể có vũ khí cường đại như vậy? Một kích xuyên thủng bọn hắn ngăn cản, còn đánh Khoái Kiệt bay ra hơn trăm dặm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Là thật sự đánh xa, hay là đã tan chảy? Lưu trưởng lão, còn chờ cái gì, nhanh dùng ngọc phù đi. Điêu Lãnh Nguyệt lớn tiếng quát hỏi. Ngọc phù phải đưa ra khỏi cửa thành, không thể dùng ở chỗ này. Trưởng lão chau mày, ngọc phù không ở trên người Khoái Kiệt, mà là đặt ở trên người có cảnh giới mạnh nhất trong đội ngũ là hắn. Đây là Khoái Kiệt an bài, nếu quả như thật sự gặp được nguy hiểm khó mà chống cự, lập tức kích phát ngọc phù, toàn lực ngăn cản. Nhưng, ngăn cản. Hắn đều không có kịp phản ứng. Ngọc phù quan trọng, hay là Khoái Kiệt quan trọng? Trước tiên phải xác định Khoái Kiệt còn sống hay đã chết. Nếu như bị bắt, ta sẽ lập tức vận dụng ngọc phù, nếu như đã chết. Vừa rồi ngươi liền nên dùng ngọc phù. Nếu như Khoái Kiệt chết rồi, trách nhiệm của ngươi là lớn nhất. Ta không nghĩ tới. Im miệng, ngươi không nghĩ tới, cũng là trách nhiệm của ngươi. Điêu Lãnh Nguyệt cảm thấy bất an mãnh liệt, dám tập kích bọn họ. Lại còn trực tiếp xuống tay với Khoái Kiệt. Hoặc là Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện, hoặc là chính là tên điên Khương Phàm kia tới. Mà nếu đã ra tay liền có thể còn có đòn sau nữa. Hình ảnh Điêu Lãnh Phong chết ở trước mặt nàng đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu, nàng thật sự sợ mình cũng sẽ chết ở chỗ này. Khoái Kiệt bị đánh bay ra hơn 100 dặm, nện vào trong ngọn núi. Trận va chạm kịch liệt đã rung chuyển núi cao. Loạn thạch bị thủng, bụi mù bay lên. Các cường giả xung quanh lập tức kích động, còn tưởng rằng có bảo bối gì xuất hiện. Kết quả móc ra xem xét, lại là một người gần chết không sống. Đây là Khoái Kiệt. Một vị tử đệ đại tộc đột nhiên nhận ra, hắn bị dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Khoái Kiệt, không có lầm chứ, ai dám tập kích nhân vật này. Xem linh văn của hắn. Huyết Hà linh văn, thật sự là hắn. Không phải nói vạn đạo thần giáo đang mang theo ngọc phù rời khỏi sao. Đây là bị người khác chặn đánh rồi. Thật đúng là có người không sợ chết. Rất nhiều người gom lại phía trước, nhưng không có ai dám tới gần. Sau đó không lâu, đội ngũ của vạn đạo thần giáo cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều xuất hiện ở bầu trời phương xa, nhanh chóng tới gần nơi này. Nhanh tản ra, đừng gây chuyện. Đám người đang tụ ở xung quanh Khoái Kiệt lập tức giải tán. Nhưng bọn hắn ra bên ngoài chạy, một mảnh liệt diễm lại gào thét lao tới, xuyên qua bọn hắn, vọt tới phía trước Khoái Kiệt. Khương Phàm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, một tay bóp lấy Khoái Kiệt, kéo lấy muốn trọng tiến vào địa tầng. Khương Phàm, quả nhiên là hắn. Điêu Lãnh Nguyệt đang dùng tốc độ cao nhất chạy tới đã liền thấy được bóng dáng mang theo mặt nạ kia từ xa. Lưu trưởng lão, còn chờ cái gì? Điêu Lãnh Nguyệt nghiêm nghị hô to. Sau khi sắc mặt Lưu trưởng lão thay đổi, hắn cắn răng một cái, dung hợp ngọc phù. Ngọc phù cùng máu tươi dung hợp, bắn ra cường quang, chiếu thấu linh hồn, huyết nhục, xương cốt. Đường vân kỳ diệu lan tràn tại toàn thân, giải trừ tầng tầng phong ấn. A! À, Lưu trưởng lão cảm nhận được năng lượng bành trướng đã lâu, bất luận là huyết khí hay là khí hải, cũng sẽ không tiếp tục bị nhận áp chế nữa, đã khôi phục toàn diện, tấn mãnh sao động. Khắp người hắn sôi trào lên nhiệt huyết, lên tiếng hô to, một tay một kích, khí tức kim loại mênh mông giống như là dòng lũ mãnh liệt lao ra. Thương thương thương, dòng lũ kim loại cuồng dã cuồn cuộn,
hóa thành 100.000 lợi kiếm đen, lít nha lít nhít, chật ních khung trời, khí tức lạnh thấu xương tràn ngập thiên địa, vô số cây rừng đều trải rộng vết cắt. Khương Phàm cảm thấy ớn lạnh, hắn nhanh chóng bắt lấy khoái kiệt nhét vào thanh đồng tiểu tháp, nằm xuống xông vào địa tầng. Trong dãy núi, vô số cường giả bỗng nhiên biến sắc, hãi nhiên nhìn ra không trung xa xa, lại có người tiếp xúc cấm chế. Khương Phàm, người trốn không thoát. Lưu trưởng lão hét lớn như sấm, 100.000 thanh lợi kiếm gào thét bạo kích, phạm vi bao trùm đạt tới 30, 50 dặm, bọn chúng sắc bén cứng rắn, ý lạnh lăn tăn, đâm xuyên qua không gian, tràn ngập đất trời tiêu xạ. Niết bàn cảnh lục trọng thiên cuồng nộ một kích. M thanh tranh minh, vang vọng hoàn vũ. Số lượng lớn núi đá bị đánh xuyên, thủng 100.000 lỗ, vô số cây rừng bị vỡ nát, bụi mù ngập trời. Đám tán tu đang muốn chạy trốn liên miên chết thảm, máu thịt be bét. Toàn bộ huyền thiết kiếm buông xuống tầng đất, cuồng oanh loạn tạc, lao thẳng xuống dưới mặt đất hơn ngàn mét. Thái Tổ Sơn. Khương Phàm đưa ý thức điều khiển thanh đồng tiểu tháp, kéo Thái Tổ Sơn nặng nề đi ra, vắt ngang ở trước mặt. Hai cánh tay hắn mở lớn, từ địa tầng dẫn dắt ra đại địa mẫu khí mênh mông, cường thế va chạm Thái Tổ Sơn. Ầm ầm. Thái Tổ Sơn thức tỉnh, nổ tung khí tức hồng hoang kinh khủng, khuấy động hơn 10 dặm địa tầng, quy mô tiểu xảo đẹp đẽ đột nhiên tăng vọt đến trăm trượng. Thương thương thương. Huyền thiết kiếm bị cường thế chấn mở, ngay chút vết tích cũng đều không có để lại, ngay cả huyền thiết kiếm đang bắn vọt gào thét xung quanh cũng đều bị liên lụy, cưỡng ép lật tung. Thái Tổ Sơn nở rộ ánh sáng, ẩn hiện dãy núi, đại lục chìm nổi, uy thế nặng nề ầm vang ép vỡ địa tầng, không gian sụp ra vết nứt kinh khủng. Khương Phàm mạo hiểm chặn đánh, thành công gánh vác kiếm chiều hủy diệt, nhưng uy thế Thái Tổ Sơn nổ tung trong nháy mắt đã chân hắn vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Nếu như không phải có bát hoang chiến trụ quấn quanh trong hài cốt, thì phần uy thế này đã đủ để chôn vùi hắn. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, bộ dáng đứa nhỏ này liều mạng mặc dù dũng mãnh, nhưng thật sự là làm cho người ta đau lòng. Khương Phàm không lo được suy yếu khó chịu, hắn cưỡng ép điều động tiểu niết bàn thuật, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, kéo lấy Thái Tổ Sơn tiến đụng vào vết nứt đáng sợ, trực tiếp di chuyển từ hư không. A! À, Lưu trưởng lão cảm giác được lợi kiếm mình đánh đi ra giống như đã bị cái gì đó cản trở, cũng đã nhận ra sâu trong địa tầng kịch liệt sụp đổ. Là Thái Tổ Sơn. Lưu trưởng lão lập tức nghĩ đến khả năng, nhưng không tin Khương Phàm có thể thật sự khống chế được Thái Tổ Sơn, uy thế mạnh như vậy, khẳng định Khương Phàm đã bị thương rất nặng. Khương Phàm, người trốn không thoát. Tay áo của Lưu trưởng lão bay loạn, hai mắt ánh sáng bắn ra, dẫn dắt mỏ kim loại trong đại địa, dãy núi, dâng lên khí tức kim loại giống như thủy triều. Trùng điệp, thanh thế kinh người. Một cái vòng xoáy kim loại tấn mãnh thành hình, bao phủ 10.000 mét ở trên không trung. Khí tức sắc bén thấu xương, uy thế nặng nề che đậy dãy núi. Sâu trong vòng xoáy, răng rắc tiếng giòn vang, âm vang tranh minh, cứ như thiên thần rèn sắt, vang vọng đất trời. Một con kim loại cuồng long ầm vang thành hình, dài đến hơn 300 mét, toàn thân trải rộng lân phiến kim loại, lấp lóe ý lạnh, càng cuồn cuộn lấy kim loại sắc bén cứng rắn. Giống, kim loại cuồng long phát ra tiếng gào thét hùng hậu vô cùng chân thực, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người. Nó từ trên trời giáng xuống, đánh tới địa tầng. Đại địa lay động, vết nứt lan tràn, kim loại cuồng long cuồng dã hoành kích ở sâu trong tầng đất, uy thế khủng bố rất có thể sẽ phá hủy hết thảy được mọi thứ. Ngay cả bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ở trên không trung cũng hít vào một ngụm khí lạnh, không hổ là cường giả tiếp cận cao giai niết bàn. Ý thức của Lưu trưởng lão cùng cuồng long tương liên, dò xét tầng đất, khống chế kim loại cuồng long khổng lồ cuồng kích bốn chỗ. Thanh thế kịch liệt, tựa như là hủy diệt động tĩnh, hẳn là sẽ dọa được Khương Phàm đi ra. Nhưng, hắn lại không có phát giác được khí tức Thái Tổ Sơn, chỉ nơi thấy được một cái khu vực hoang vô sụp đổ ở chỗ cực sâu. Chạy! Lưu trưởng lão cau chặt lông mày, ngừng cự long trùng kích lại, định thần cảm nhận tài nguyên khoáng sản sâu trong địa tầng, tìm kiếm tung tích Khương Phàm. Sau khi cảnh giới khôi phục, thực lực không hề có bất kỳ áp chế gì, phạm vi dò xét đã đạt tới gần trăm dặm. Tìm được rồi. Đáy mắt Lưu trưởng lão bùng lên tinh mang, thao túng kim loại cuồng long phá tan địa tầng, phóng lên tận trời, khí tức kim loại cuồn cuộn, khí thế cứng rắn sắc bén tràn ngập trong dãy núi, không thể nghi ngờ là hình ảnh chèn ép nhất vùng đất trời này. Mau đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để hắn lại chạy.
Đám người Điêu Lãnh Nguyệt toàn bộ rơi xuống trên thân cự long, sợ hãi trước khí tức kim loại hủy diệt, cũng lo lắng thúc giục. Khoái Kiệt không thể nào lại có chuyện ngoài ý muốn. Khương Phàm càng không thể lại chạy trốn từ trong tay bọn họ. Hắn trốn không thoát. Lưu trưởng lão huy động thủy triều kim loại, nắm kim loại cuồng long trong tay hoành kích giữa trời cao, dùng tốc độ cao nhất truy kích. Hơn 80 dặm bên ngoài, Khương Phàm cũng phá tan địa tầng, ngưng tụ hai cánh, dương cánh bay đi, dùng tốc độ cao nhất phóng tới nơi xa. Khương Phàm, ta đang tìm ngươi đây. Một con đại xà liệt diễm từ sâu trong ngọn núi dâng lên, tiếng gào thét cuồng liệt chấn động cánh rừng, vang vọng không trung. Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh và các cường giả của Chu Thiên Thần Điện cưỡi trên thân đại xà, phấn chấn hô to. Khương Phàm, nhìn xem ngươi chạy đi đâu. Hạ Hầu Đạt kích động gào thét, liệt diễm sôi trào, thao thao bất tuyệt, nó giống như là đang hoành hành giữa biển lửa, tốc độ liên tục tăng vọt. Lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy. Đám người Loan Hồng Hy kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí, toàn bộ đều khóa chặt Khương Phàm trên bầu trời. Bắt lấy Khương Phàm, hắn là của chúng ta. Điêu Lãnh Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở Lưu trưởng lão. Không ai có thể cướp khỏi tay ta. Lưu trưởng lão tràn đầy tự tin, toàn lực khống chế kim loại cuồng long, mà những nơi nó đi qua, mỏ kim loại đều bị thu sạch đến kích thích, cuộn trào mãnh liệt, hội tụ về kim loại cuồng long, ngưng tụ thành móng vuốt bén nhọn. Dãy núi bạo động, số lượng lớn cường giả xông lên núi cao, nhìn sang mảnh liệt diễm trước mặt, lại nhìn cuồng long ở phía sau. Bầu không khí lập tức nóng lên. Rốt cuộc Khương Phàm cũng sắp thua rồi. Tên điên này phách lối đến bây giờ, cũng coi như là đủ vốn. Khương Phàm quả quyết chuyển hướng, nhưng nơi đó có tiếng hống như sấm, liên tiếp dâng lên tia sáng cường thịnh. Phượng Hoàng hoành không, bàn long gào thét, yêu hổ chiến trời, huyền quy chìm nổi. Bốn con thú ảnh cường hãn phun trào uy lực và năng lượng cường đại, hoắc loạn khung trời, hình thành chiều cường giam cầm. Khương Phàm, thì ra là ngươi. Thiệu Anh Vệ mang theo 7 vị trưởng lão Thiệu gia may mắn còn sống sót, căm tức nhìn Khương Phàm nơi xa. Trước đó không nghĩ tới Khương Phàm lại là niết bàn cảnh, khuynh hướng điều tra lại song linh văn, thổ hỏa, đến mức không tìm ra manh mối, cho đến khi bọn hắn nghe được sự tích về Khương Phàm, mới phản ứng được. Lúc trước, kẻ tập kích bọn họ lại là tên này. Thua! Khương Phàm dừng ở giữa không trung, lại muốn chuyển hướng nhưng đã không có cơ hội. Cường giả ba bên từ ba phương hướng nhanh chóng vây quanh tới, sát khí lạnh thấu xương cùng năng lượng mênh mông, cách rất xa liền có thể cảm nhận được. Từng tiếng gào thét, càng lộ ra hận ý thấu xương. Lấy tình huống của hắn bây giờ, bất luận là đi về phía nào cũng đều là một con đường chết. Khương Phàm đang muốn suy nghĩ phương pháp, đột nhiên phát giác được huyết mạch ba động quen thuộc. Có kim thai. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt. Thấy được thân ảnh hùng tráng đang nhanh chóng tới gần nơi xa. Khương Bá đã thấy qua, không phải hắn. Là lão nhân Khương Quỳ, cũng không phải hắn. Hắn là, Khương Qua. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, ngưng tụ hình dáng chu tước, trong chốc lát đã tiêu xạ ra ngoài, tốc độ đạt tới cực hạn, đón lấy Khương Qua. Khương Qua chỉ chú ý tới động tĩnh của nơi này nên mới chạy tới, không nghĩ tới lại thấy được chủ tử từ trong miệng Diêm Bá. Khương Phàm, người đưa tay chịu trói, ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Điêu Lãnh Nguyệt cao giọng quát tháo, cũng gấp thúc giục Lưu trưởng lão, ngàn vạn lần phải bắt lấy Khương Phàm trước khi Chu Thiên Thần Điện cướp được. Bọn hắn không chỉ có muốn mệnh của Khương Phàm, còn muốn tất cả bảo bối của Khương Phàm. Không có người nào có thể giành được qua ta. Khí tức kim loại toàn thân Lưu trưởng lão cuồng liệt cuồn cuộn, toàn lực nắm kim loại cuồng long cực lớn đến rung động trong tay. Tốc độ vọt mạnh, lao thẳng đến Khương Phàm. Nhanh nhanh nhanh, bắt lấy Khương Phàm trước khi vạn đạo thần giáo bắt được. Loan Hồng Hy hận không thể tự mình tiến lên trước tiên. Hống hống hống. Hạ Hầu Đạt liều mạng, liệt diễm bạo kích ở xung quanh, nhấc lên động lực mênh mông. Đừng có ngừng, trực tiếp giết. Bọn người Thiệu Anh Vệ cũng không có lùi bước, tới trước được trước, giết giải hận, những cái khác lại nói sau. Dãy núi yên tĩnh. Số lượng lớn cường giả ngóng nhìn không trung, nín thở, muốn tận mắt chứng kiến, kết thúc bi thảm của Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm đã đạt tới cực hạn, hắn vọt tới trước mặt Khương Qua. Ta giúp ngươi giải trừ áp chế của Thượng Thương Cổ Thành, ngươi chặn đánh vạn đạo thần giáo cho ta. Đây là giao dịch. Khương Qua vừa mới đuổi tới, vẫn không rõ tình huống,
nhìn kim loại cuồng long khổng lồ, yêu xà liệt diễm sôi trào phía xa, chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn khôi phục cảnh giới. Khương Phàm lấy ra một tấm ngọc phù. Dung hợp nó, ngươi có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Giao dịch hoàn thành, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Là đi hay ở, toàn tùy ngươi quyết định. Khương Qua cùng Khương Phàm nhìn nhau một lát, sau đó hắn tiếp nhận ngọc phù, dậm chân lên trời. Ta chịu đủ loại áp chế này rồi. Giống. Cuồng long gào thét, âm thanh chấn động cả dãy núi. Thân rồng dài hơn 300 mét hoành hành giữa bầu trời, ý lạnh lăn tăn, không thể phá vỡ, toàn thân nhấc lên thủy triều, giống như là có hàng trăm triệu vạn lợi kiếm vần quanh. Khương Qua dung hợp ngọc phù, xua tan áp chế, thực lực nhanh chóng khôi phục, thẳng tới lục trọng thiên. Hắn bay lên không 3.000 mét, cánh tay chấn động, nhấc lên biển lửa ngập trời, cuồng kích kim loại cuồng long. Biển lửa mãnh liệt, tràn ngập cường quan chói mắt, uy lực hủy diệt mạnh đến cực điểm. Thiên cương lôi hỏa, được lôi hải thai nghén, nhận lấy tinh nguyên đất trời, đã có lôi điện bá liệt, lại có cương khí cương mãnh. Là thiên hỏa hủy diệt có uy thế lớn nhất thế gian. Ở đâu ra cuồng đồ, người đã biết người ngươi trêu đến là ai? Lưu trưởng lão giận dữ, đây là tên gia hỏa thiếu thông minh nào, cũng dám tiếp nhận lời mời của Khương Phàm, tập kích vạn đạo thần giáo bọn họ. Giết! Các trưởng lão thần giáo nhao nhao gầm thét. Uy nghi hoàng đạo đâu? Người người đều có thể khiêu chiến hoàng đạo. Tuyệt đối không thể cổ vũ loại tập tục này. Giết! Một kích oanh sát. Ầm ầm. Kim loại cuồng long cứng rắn giá lạnh, móng vuốt tùm, kéo lấy kim loại thủy triều cuồn cuộn, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ ở trước mặt nó. Đất trời lay động, chấn nhiếp các cường giả ở trên dãy núi. Liệt diễm hoành không, liên miên bất tuyệt, giống như đại dương mênh mông, lại như thiên quân vạn mã, hội tụ lôi điện, cương khí, liệt diễm, thể hiện ra uy lực bá đạo đến cực hạn. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Kim loại cuồng long đối diện va chạm vào liệt diễm, trong chớp mắt, thân rồng run rẩy, các khớp xương toàn thân đều phát ra âm vang giòn vang, tốc độ nhanh chóng giảm đi mấy lần. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ở phía trên vội vàng không kịp chuẩn bị, đều nhào tới phía trước. Ầm ầm ầm. Kim loại cuồng long vọt mạnh về phía trước gần 100 mét, bị cưỡng bức chống đỡ, ngược lại là thiên cương lôi hỏa lao nhanh không dứt, uy thế tăng vọt tầng tầng. Kim loại cuồng long bị bao phủ hoàn toàn, nhiệt độ cao vặn vẹo, cương khí tràn ngập lôi uy, trong ánh mắt rung động của vô số người, cuồng long hơn 300 mét ngửa mặt nhấc lên, lập tức mất khống chế. Oa a, hỏa thế thật là bá đạo. Người kia là ai, cũng dám chặn đánh vạn đạo thần giáo. Lại một người nữa được khôi phục cảnh giới. Hắn là làm giao dịch cùng Khương Phàm sao? Quá tàn bạo, ngay cả ngăn trở vạn đạo thần giáo giao dịch cũng dám làm. Dãy núi bạo động, ngay cả các cường giả của Chu Thiên Thần Điện, Thiệu gia đang muốn giết tới đều cưỡng ép dừng ở nửa đường, mặt lộ kinh sợ. Lại tới thêm một người điên. Tên điên mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều, đặc biệt cuồng, đặc biệt nóng nảy. Ngươi là người phương nào? Chán sống sao? Lưu trưởng lão tức giận, muốn khống chế lại kim loại cuồng long, nhưng liệt diễm vẫn lao nhanh không dứt, hỗn loạn bá đạo. Kim loại cự long mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lại bị kéo dài lắc lư kịch liệt, mãnh liệt nhấc lên, thêm cả các khớp xương đều liên tiếp vỡ nát. Màng nhĩ của Loan Hồng Huy oanh minh, nhe răng nhếch miệng. Khương Phàm tùy tiện tìm giúp đỡ đều có thể tìm tới người như thế này. Sao ta lại không tin được như thế chứ? Bọn hắn là biết nhau sao? Phương Tĩnh cau chặt lông mày, nàng bị chấn động đến khí huyết không khoái, sắc mặt tái nhợt. Không thể nào hắn lại trùng hợp liền gặp được một cường giả như vậy, còn trùng hợp nguyện ý nghênh chiến vạn đạo thần giáo. Bọn hắn, khẳng định biết nhau. Khương Phàm đâu? Các trưởng lão của Chu Thiên Thần Điện chỉ lo ngoài ý muốn, đột nhiên phát hiện không thấy Khương Phàm đâu nữa. Tên hỗn đản kia lại điên cuồng lại xảo quyệt. Rất có thể sẽ phục kích những trưởng lão vạn đạo thần giáo, đều giữ vững tinh thần. Loan Hồng Hy lập tức lưu ý bọn người Điêu Lãnh Nguyệt ở xa xa. Hạ Hầu Đạt nhanh chóng bay lên không, muốn đi đường vòng tới gần đám người Điêu Lãnh Nguyệt, chờ đợi sau khi Khương Phàm xuất hiện sẽ toàn lực bắt lấy. Nhất định là không. Phương Tĩnh nhìn quanh các nơi trong cánh rừng, phát hiện đám người chặn đánh Khương Phàm trước đó kia giống như không thấy đâu nữa. Trong rừng rậm cách đó ngoài trăm dặm. Khương Phàm đang dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi, liên tiếp kích ra, bản thân, cảnh giới thẳng tới nhất trọng thiên đỉnh phong,
gắt gao định tại hàng rào nhị trọng thiên, giống như tùy thời có thể xông phá, lại bị cấm chế của thượng thương cổ thành áp chế. Khương Phàm, ta xem ngươi chạy đi đâu. Một vị cường giả Thiệu gia giơ lên một miếng da, mãnh liệt cuốn một cái, lôi hắn vào hư không, ngay sau đó xuất hiện ở bên ngoài vài trăm mét. Cường giả Thiệu gia vung quyển sách bằng da ra hư không. Thử cái này một chút. Cường giả Thiệu gia tế ra một cái hộp đen, tuôn ra độc châm đầy trời, nhanh chóng tiêu xạ, bao phủ Khương Phàm. Khương Phàm cất bước phóng tới, bàn chân mãnh kích mặt đất, ầm ầm tiếng vang, đại địa cuồn cuộn, dâng lên trăm ngàn tảng đá lớn, thổ triều sôi trào, cuồng kích khung trời. Thương thương thương, toàn bộ độc châm đều xuyên thấu tảng đá, bị cưỡng ép hất ra. Khương Phàm sành động trong nháy mắt, thi triển tiểu quang mang thánh thuật, mang theo âm bạo ù ù, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt cường giả Thiệu gia. Gặp lại rồi. Cường giả Thiệu gia kinh ngạc, lại vung lên quyển sách bằng da, bỗng nhiên quấn lấy mình. Kiếp sau gặp, tay Khương Phàm quấn lấy tinh thần, tiến đụng vào hư không, bắt lại quyển sách bằng da kia. Cùng lúc đó, linh lực toàn thân từ bàn tay phát tán, giống như là một con chu tước dương cánh bạo kích. Lệ khí cuồn cuộn, nhiệt độ cao sáng rực. Cường giả Thiệu gia vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật đánh lui, máu thịt be bét. Sau đó, quyển sách bằng da bị Khương Phàm cưỡng ép tách rời ra. Hắn bị lưu vong trong thâm không, tiếng kêu rên tuyệt vọng từ từ xa dần. Siêu siêu siêu, càng nhiều cường giả Thiệu gia đuổi bắt ở phía sau, từng trận âm thanh xé gió gào thét giữa khu rừng, nhưng tốc độ Khương Phàm quá nhanh, bọn hắn đã dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắn. Đều nghe kỹ cho ta, lập tức thi triển bách nạp chiến bộ. Thiệu anh vệ đột nhiên giống to, bay thẳng lên trời. Ý thức hắn chấn động mãnh liệt, toàn thân nổi lên khí lạnh âm lãnh, nhưng tốc độ tại thời khắc này lại tăng vọt mấy lần. Các tộc lão Thiệu gia khác hơi do dự, lại đều cắn răng thi triển bách nạp chiến bộ, cưỡng ép tăng tốc độ lên. Bách nạp chiến bộ là võ pháp đặc biệt mà Thiệu gia bọn hắn lấy được từ mấy trăm năm trước, có thể trong chớp mắt, kích phát tiềm lực huyết dịch, phóng xuất ra tiềm năng to lớn, tăng lên tốc độ di chuyển. Có thể dùng tại thời khắc đặc thù để đào mệnh, hoặc là có thể phát huy tác dụng chặn đánh trong lúc đang đuổi bắt. Nhưng, bộ võ pháp này quá bá đạo, hao tổn huyết dịch vô cùng nghiêm trọng. Vận dụng một lần tương đương với hao tổn mấy năm tuổi thọ. Cho nên không phải bất đắc dĩ, ai cũng không nguyện ý dùng. Giờ khắc này, bọn hắn không lo được. Bọn người Thiệu anh vệ vạch ra đầy trời tàn ảnh, thành công bao vây Khương Phàm. Khương Phàm, người trốn không thoát. Không chần chờ chút nào, bốn vị tộc lão quả quyết tế ra xương thú khống chế tứ tượng tuyệt sát. Năng lượng cuồn cuộn, thú uy cuồn cuộn, nhanh chóng hình thành hình dáng phượng hoàng, bàn long, huyền quy, yêu hổ. Long hổ tranh bá, quy phượng cùng múa. Uy thế vô tận che đậy khung trời, uy lực và năng lượng mãnh liệt giam cầm không gian. Bốn vị tộc lão dùng máu tươi nuôi nấng, toàn lực thôi động, bốn con cự thú nhanh chóng chân thực, khí tức cường đại, giống như là cự thú đẫm máu chân chính dục hỏa mà tới. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, như thiên cổ đang gióng lên, chấn động đến toàn thân Khương Phàm dâng trào khí huyết. Ngay sau đó phun ra năng lượng đầy trời, riêng phần mình diễn biến thành những sợi xiềng xích sắc bén, cuồng kích lĩnh vực, đánh về phía Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm đã có chỗ chuẩn bị, mà chính là chờ đợi giờ khắc này. Ông! Khương Phàm mở ra thần nhãn, tập trung vào di cốt Phượng Hoàng. Tinh huyết kim hoàng toàn thân nóng hổi, thiêu đốt huyết mạch, thôi động thần cốt chỗ xương sống. Một loại thần uy xuyên suốt xương sống trùng kích đến đầu, hội tụ tại mắt phải. Tại lúc xiềng xích thành hình trong chốc lát, huyết quang tịch diệt khóa chặt di cốt Phượng Hoàng, nháy mắt bạo kích, uy thế tuyệt luân, cưỡng ép đánh xuyên đang không gian giam cầm. Lại tới, thật sự coi lão đầu tử ta dễ ức hiếp sao? Vị tộc lão kia dùng toàn lực thôi động di cốt Phượng Hoàng, mặc dù cảnh giới nhận phải áp chế, nhưng giờ phút này hắn đã nổi điên trùng kích, vẫn kích phát ra uy thế cường đại. Di cốt oanh minh, liệt diễm tăng vọt, giống như là Phượng Hoàng chân chính. Hoa lệ tôn quý, Phượng uy vô biên. Huyết quang tới trong nháy mắt, uy lực chu tước, nghiền ép vạn cầm. Oanh! Liệt diễm tán loạn, di cốt run rẩy, hư ảnh Phượng Hoàng phá toái ngay tại chỗ, gào thét nhấc lên, đập vào ngực lão nhân. Oa! Lão nhân há miệng phun máu, ngửa mặt bay ra ngoài. Phượng Hoàng rút ra, tứ tượng tuyệt sát nhanh chóng tan rã.
Khương Phàm không còn bị ngăn cản, hắn huy động hỏa dực, đất trời kinh động, lấy lăng thiên thuật xẹt qua trời cao, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Bản thân, thôi động, cảnh giới tăng vọt, để giờ phút này thực lực đã Khương Phàm nghiền ép đến cùng cấp. Lão nhân cố gắng ổn định, đang muốn phản kích, thế nhưng tốc độ Khương Phàm lại quá nhanh, một chân đạp ở ngực lão nhân. Chu tước đọa thiên thuật bộc phát, một loại uy lực xé rách càn khôn, một loại uy lực bế nghễ vạn cầm, từ bàn chân bộc phát, trong chớp mắt đã chấn vỡ nát ngực lão nhân. Lão nhân chết thảm tại chỗ, máu vẩy đầy cả trời cao. Khương Phàm một phát bắt được di cốt Phượng Hoàng, thu vào thanh đồng tiểu tháp. Không, ba vị tộc lão khác như muốn rách cả mí mắt, bọn họ tức giận gào thét, toàn bộ nhanh chóng điều khiển xương thú, hóa thân thành cự thú, cuồng kích bầu trời. Không còn là tứ thượng tuyệt sát, mà là trực tiếp hóa hình tấn công mạnh. Yêu hổ phóng tới, cứ như có được bạch hổ hùng uy, hoắc loạn bầu trời, chiến ý như thủy triều. Bàn long dâng lên cường quang màu xanh, ngưng tụ hình thái chân long chân chính, theo sát phía sau phóng tới Khương Phàm. Huyền quy không bằng huyền vũ, lại càng thêm nóng nảy, chân nó đạp thủy triều, khí thế nặng nề đè sập đại địa. Mặc dù có cấm chế của thượng thương cổ thành bao phủ, nhưng ở sự cuồng nộ kích thích của chủ nhân, ba mảnh hài cốt cũng bộc phát ra uy thế kinh người. Khương Phàm không lùi không tránh, đối diện chạm vào nhau. Ầm ầm, thanh đồng tiểu tháp run rẩy, cường quang dâng lên, những sợi xiềng xích màu đen bay lên không, cường thế vung Thái Tổ Sơn ra. Thái Tổ Sơn đã thức tỉnh cao tới 100 mét, nở rộ ánh sáng, diễn biến vạn dặm sơn hà, phát ra đại thế mênh mông, chấn động địa tầng núi lớn. Khương Phàm gào thét dữ tợn, hai tay nổi đầy gân xanh, cuồng lực kéo lấy xiềng xích, cưỡng bức vung Thái Tổ Sơn nặng nề đến muốn đè sập không gian lên. Rầm rầm rầm, bàn long, yêu hổ, huyền quy bị va chạm, năng lượng tán loạn, hài cốt bò đầy vết nứt, gào thét lên tung bay ra ngoài. Ba vị tộc lão Thiệu gia đang dùng toàn lực khống chế bọn chúng đều trắng bệch sắc mặt, miệng mũi chảy máu, cũng nhận trọng thương. Đó là thứ gì? Bọn hắn còn không biết tình huống bên trong Thái Võ Nhân Hoàng Điện, đều bị một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện làm cho kinh động. Ầm ầm, Thái Tổ Sơn quá nặng nề, dắt lấy Khương Phàm vào tới mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, mấy chục dặm đại địa đều giống như sóng biển dâng lên gợn sóng, khí tức đại địa hùng hậu mãnh liệt cuồn cuộn, như cảm nhận được tiên tổ giáng lâm, nhao nhao ẩn núp lễ bái. Đều thất thần làm gì? Giết cho ta! Thiệu Anh Vệ gầm thét. Hắn không vận dụng hỏa diễm. Có một tộc lão sắc mặt khó coi. Truyền thừa của Thiệu gia bọn hắn là có ưu thế nhất tại thời điểm đối mặt với võ pháp hỏa diễm, nhưng Khương Phàm rõ ràng đang tận lực áp chế. Đại mộ bí thuật, chôn hắn cho ta. Thiệu Anh Vệ rơi xuống đông bộ, năm người khác ở từng vị trí khác nhau. Bọn hắn phóng xuất ra thái M cực diễm, trùng điệp, trồng chất, cuồn cuộn không dứt ở xung quanh. Một tòa tiếp lấy một tòa mộ bia, ầm vang đứng vững, đen kịt tĩnh mịch, thiêu đốt lên cực diễm chí âm chí hàn, phía trên xen lẫn kim quang, hình thành hai chữ Khương Phàm. 6 tòa mộ bia, 6 phần thái M cực diễm, nhanh chóng hình thành mai táng. Khương Phàm đứng trên Thái Tổ Sơn, kích ra 4 bản thân, thiêu đốt huyết khí, thôi động thực lực, hai tay cầm đao, chỉ xéo khung trời. Ý thức câu thông đại địa mẫu khí, xin chỉ thị pháp chỉ. Khương Phàm, đây chính là cái giá mà ngươi phải bỏ ra. Thiệu Anh Vệ quát lên một tiếng chói tai, thái M cực diễm bạo động toàn diện, 6 tòa mộ bia giống như là 6 tử thần, thiêu đốt lên hai chữ, Khương Phàm, kéo lấy liệt diễm âm hàn đánh tới Khương Phàm. Tại thượng thương cổ thành này, Khương Phàm ta là thợ săn đứng đầu nhất. Các ngươi, tất cả đều là con mồi. Khương Phàm hét lên một tiếng, tàn đao huy động tử khí, ngưng tụ đao cương, tử khí tôn quý càng cường thịnh, đao cương chân thực lại cứng cỏi. Tế thiên thức. Sơn Hà đại táng toàn diện dẫn bạo, không phải đại táng chân chính, chỉ là khí tức tai nạn, hình thành một hình ảnh Sơn Hà sụp đổ, phóng lên tận trời, đầu tiên là va chạm Thái Tổ Sơn. Sau đó là lại tràn vào tàn đao, đao cương. Thái Tổ Sơn nhận kích phát, oanh động kịch liệt, dâng lên uy lực hồng hoang cuồn cuộn, diễn biến khí tức tổ nguyên của đại lục vạn nhạc. Bầu trời cuồn cuộn mây mù, thiên uy tại thượng thương cổ thành lần nữa nhận cảm ứng, giống như kiếp quang vô tận, gào thét mà tới. Ầm ầm, đao cương lắc lư kịch liệt, bao quanh uy lực hủy diệt phức tạp mà nóng nảy. Sắc mặt bọn người Thiệu Anh Vệ kịch biến,
đều rõ ràng cảm nhận được uy thế đao cương khủng bố kia. Nặng nề, mênh mông, hủy diệt, mai táng. Ngăn chặn hắn cho ta. Thiệu Anh Vệ nghiêm nghị gào thét, điên cuồng thôi động linh lực huyết mạch. Năm vị tộc lão Thiệu gia lên tiếng gào thét, trợn mắt trừng trừng, huyết khí cuồn cuộn. Thái M cực diễm giống như dòng lũ mất khống chế, hội tụ lao nhanh về Khương Phàm, sáu tòa mộ bia càng thâm thúy càng âm u tà ác hơn, đột ngột nhảy lên, chấn áp tới Khương Phàm. Mở. Hai tay Khương Phàm căng cứng, vung mạnh đao phách chảm, đao cương màu tím ngưng tụ uy lực hủy diệt, quét ngang tám phương. Hắc ám vặn vẹo, không gian chấn động, sáu tòa mộ bia tại chỗ vỡ nát, nổ lên vô tận thái M cực diễm. Bởi vì đại mộ bí thuật cần ý thức tinh diệu khống chế, đột nhiên nổ tung đã lập tức làm trọng thương tất cả bọn hắn. Thiệu Anh Vệ và đám người ôm đầu kêu thảm, đều suýt chút nữa đã ngất đi. Mái tóc ngắn Khương Phàm bay loạn, ánh mắt hừng hực, nắm chặt tàn đao ra tay bá đạo. Đao cương cuồn cuộn, cuồng dã nộ phách. Thiệu Anh Vệ cường thế ổn định, nhưng ý thức lại nhói nhói, để hắn toàn thân khó chịu. Một tiếng giống to, rút ra thái M kiếm, phun trào uy lực cực M, ngạnh kháng đao cương. Ầm ầm, đao cương sụp đổ, tử khí tiêu tán. Thiệu Anh Vệ chống đỡ tàn đao, lại bị lực lượng bá đạo đánh tung bay ra ngoài. Khương Phàm thẳng tiến không lùi, chiến ý ngập trời, đao thứ hai. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Đao đao bá liệt, đao đao cuồng dã. Một đao mạnh hơn một đao, hấp thu huyết khí của Khương Phàm, hiện ra uy lực bá đao. Thiệu Anh Vệ không ngừng tháo chạy, lúc bắt đầu còn có thể chống cự, nhưng vừa rồi lại bị thương, từ đầu đến cuối không có chậm quá mức. Khương Phàm càng sẽ không cho hắn cơ hội, huyết khí sôi trào, gương mặt dữ tợn, một đao vượt qua một đao. Thiệu Anh Vệ nổi giận, điên cuồng kích thích cảnh giới, muốn chống cự áp chế của Thượng Thương Cổ Thành. Cảnh giới lắc lư kịch liệt, cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bước lên đệ nhị trọng thiên. Nhưng, bốn bản thân của Khương Phàm cũng đang hét lớn bên trong huyết khí sôi trào, thôi động cảnh giới lao thẳng tới đỉnh phong. Mặt Khương Phàm như cuồng sư, thứ 15 đao xuất kích, huyết khí bạo động, linh hồn hét lớn, chiến hồn yên lặng đều cùng hắn giao hòa tại thời khắc này. Keng! Thái M kiếm vỡ nát, tàn đao vô địch, rạch ra lồng ngực của Thiệu Anh Vệ. Đao cương cuồng bạo theo sát tới. Thiệu Anh Vệ run rẩy, máu thịt be bét, ngửa mặt tung bay ra ngoài. Tộc trưởng! Năm vị tộc lão khác vừa mới tỉnh táo lại, vừa thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Thiệu Anh Vệ rơi xuống đất, cố gắng đứng dậy, thế nhưng... ngực bị mở ra quá sâu, từ da thịt đến trái tim, thẳng tới xương sống, giờ phút này hắn lại kích động đứng dậy, vết thương sai nứt, máu tươi dâng trào, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, suýt chút nữa nằm xuống. Ngươi, là của ta! Khương Phàm lao tới, vung lên xiềng xích, lôi vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm, ngươi biết ngươi đang bắt người nào không? Hắn là tộc trưởng Thiệu gia, chủ nhân của nhân gian ngục. Ngươi muốn nhận mấy triệu sát thủ săn giết sao? Các tộc lão Thiệu gia vừa kinh vừa sợ, cũng nhao nhao ra thái M kiếm từ trong khí hải triệu, điên cuồng địa sát tới Khương Phàm. Khương Phàm không tiếp tục dây dưa, đám gia hỏa kia đều đỏ cả mắt, chẳng may lại đến tự bạo, hắn liền thua mất. Giết hắn! Năm vị tộc lão Thiệu gia gầm thét. Xác thực sinh ra tâm tư tự bạo, tuyệt đối không thể để Khương Phàm lại chạy mất, càng không thể để Khương Phàm mang tộc trưởng đi. Khương Phàm triển khai tư thái tuyệt sát, đối diện giết qua, nhưng... toàn thân tinh quang lấp lóe, dâng lên 9 viên đại tinh, va chạm mãnh liệt, diễn biến ra lỗ đen. Khương Phàm đột nhiên biến mất từ trước mặt bọn hắn, sau một khắc lại xuất hiện ở bên cạnh Thái Tổ Sơn, dâng lên xiềng xích, gào thét lên cuốn lấy, kéo lấy chui vào dưới mặt đất. Người đâu? Năm vị tộc lão nhao nhao quay người, hét lớn vào tới dưới mặt đất, cuồng loạn phá hủy tầng đất, đuổi bắt Khương Phàm. Khương Phàm tiến vào dưới mặt đất tựa như cá bơi vào biển, chim bay trên trời, sau khi thành công chuyển Thái Tổ Sơn vào thanh đồng tiểu tháp, rất nhanh đã hất bọn hắn ra xa. Mục tiêu tiếp theo, Chí Tôn Kim Thành. Nhưng, tại thời điểm Khương Phàm chạy tới Tây Bộ tìm kiếm Chí Tôn Kim Thành, kỳ thật bọn hắn đã bị tập trung vào. Là cổ hoa hoàng triều. Ầm ầm, đại địa chấn động giống như mặt biển chập trùng kịch liệt, ầm ầm dậy sóng. Cổ hoa hoàng triều khống chế đầu lâu kỳ lân hệ thổ, từ trên trời giáng xuống,
năng lượng nặng nề, đánh thẳng vào dãy núi rừng rậm. Thú nguyên chập trùng lên xuống bên trong đầu lâu kỳ lân, dẫn dắt thổ nguyên lực từ địa tầng minh mông, từ trong dãy núi hội tụ tới, rất nhanh đã tạo thành một chiến khu khổng lồ giống như ngọn núi lớn. Giống như là hồng hoang thổ kỳ lân phục sinh, sinh động như thật, uy nghiêm thần tuấn, khí tức thú vương cuồn cuộn. Những tiếng gào thét hùng hậu vang vọng rừng rậm, đại địa cùng dãy núi lập tức oanh minh, giống như đang triều bái quân vương. Chí tôn Kim Thành, các người thật sự nghĩ mình có thể đi ra khỏi thượng thương cổ thành được sao? Bọn người nhị hoàng tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lưng thổ kỳ lân. Cổ hoa hoàng triều. Đội ngũ của Chí Tôn Kim Thành liên tiếp dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đi đến phía trước hơn 300 dặm nữa chính là cửa thành Tây Bộ, đám hỗn đản này tới thật là đúng lúc. Rất bất ngờ sao, đây là trong dự liệu mới đúng chứ, không phải chúng ta, cũng sẽ có người khác. Nhị hoàng tử đứng tại đầu kỳ lân, quan sát các cường giả Kim Thành ở phía dưới. Thể hiện nhìn rất cao ngạo, nhưng kỳ thật lại rất khẩn trương. Bởi vì ép Chí Tôn Kim Thành, rất có thể sẽ lọt vào phản sát. Nhưng cục diện hoàng triều bây giờ làm cho hắn không thể không bí quá hóa liều. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Các tộc lão Chí Tôn Kim Thành vây quanh bọn người Hứa Thừa N, sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta đúng là không có truyền nhân thiên phẩm, nhưng thiên phẩm của các ngươi, giống như đều ở linh hồn cảnh, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Huống chi, người của chúng ta so với các ngươi còn nhiều hơn 5 người. Sau lưng nhị hoàng tử không chỉ có tộc lão hoàng thất, càng có tộc lão cường tộc khác, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế số lượng. Nhiều người thì sao, các ngươi là một lòng sao? Vì để giết ra ngoài, chúng ta có thể đánh cược cả tính mệnh, các ngươi có thể sao? Hứa Thừa N nắm nhẫn không gian trong tay, tùy thời chuẩn bị mời đầu lâu kỳ lân, cự phong, bên trong đi ra. Chúng ta thử một chút. Nhị hoàng tử giơ tay lên, chuẩn bị xuống lệnh. Đừng giả bộ. Các ngươi không dám, tránh ra. Hứa Thiên Kỳ đi đến phía trước, dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn nhị hoàng tử. Chúng ta không nguyện ý, dám, nhưng tình thế cổ hoa làm cho chúng ta không thể không, dám, cuối cùng chúng ta có dám hay không, muốn nhìn xem lựa chọn của các ngươi. Nhị hoàng tử đe dọa nhìn bọn người Hứa Thừa N, thái độ cường ngạnh, khí thế muốn làm đủ. Ngươi muốn cái gì? Hứa Như Lai nghe ra lời nói bóng gió. Đám gia hỏa kia chỉ đến cản đường cướp bóc. Ha ha, thống khoái. Giao đầu lâu tổ kỳ lân các ngươi lấy được ra, chúng ta lập tức tránh ra, thả các ngươi thuận lợi ra khỏi thành. Vọng tưởng. Hứa Thiên Kỳ nổi giận. Trước đó dùng huyền hoàng thạch thất bại để hắn sa sút tinh thần một lần, cũng chịu đựng áp lực to lớn trong lòng. Bây giờ gặp có được đầu lâu tổ nguyên kỳ lân, là ông trời cho hắn cơ hội thứ hai, hắn nhất định phải thử lần nữa, xông lên thêm một thiên phẩm. Vậy chúng ta trực tiếp khai chiến đi. Nhị hoàng tử có chút ngẩng đầu. Hứa Thiên Kỳ dùng sức nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ ra cây giáo màu máu. Ta nói, đừng phô trương thanh thế. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta có thể bắt đầu dùng ngọc phù, giết toàn bộ các ngươi. Các ngươi dùng đi, chúng ta đang chờ chết đây. Hôm nay nhị hoàng tử đánh cược chính là Chí Tôn Kim Thành không nỡ dùng ngọc phù. Bảo trụ ngọc phù có thể cam đoan thánh linh giáng lâm. Thánh linh giáng lâm, liền có thể chiếm cứ ưu thế, tùy tiện cướp đoạt bảo bối trong thượng thương cổ thành. Nếu so sánh, đầu lâu tổ kỳ lân cũng không có quý giá như vậy. Bọn người Hứa Thiên Kỳ nhìn hằm hằm lên không trung, biết rõ là dọa dẫm, nhưng bọn hắn xác thực không nguyện ý dùng ngọc phù ngay bây giờ. Nếu quả thật có thể mời thánh linh tiến đến, bọn hắn có thể đạt được tài nguyên đếm mãi không hết, đủ để bảo đảm những thiên phẩm bọn hắn đây thuận lợi tiến vào thánh linh cảnh. Còn có thể tăng thực lực tổng hợp Chí Tôn Kim Thành lên. Ta chỉ cần đầu lâu tổ kỳ lân, yêu cầu này, cũng không quá phận. Nếu như đổi thành đám người đại quang mang thần điện kia, chỉ sợ ngay cả y phục của các ngươi cũng đều có thể lột. Nhị hoàng tử kích thích bọn hắn, cũng âm thầm gấp, sợ những tên của đại quang mang thần điện kia tới thật. Làm sao bây giờ? Đám người Hứa Thừa N, Hứa Như Lai nhẹ giọng hỏi nhau, tuy nhiên càng nhiều ánh nhìn về phía Hứa Thiên Kỳ. Bọn họ cũng đều biết Hứa Thiên Kỳ đối với sự kiện huyền hoàng thạch lúc trước vẫn luôn canh cánh trong lòng, kỳ thật ngay cả Hứa Thừa N cùng Hứa Như Lai đều không có nghĩ đến người đột phá sẽ là bọn hắn, thất bại sẽ là Hứa Thiên Kỳ. Bây giờ ông trời lại chiếu cố, đưa tới cơ hội mới, lấy cơ sở trước đó Hứa Thiên Kỳ dùng huyền hoàng thạch làm chắc,
đầu lâu tổ kỳ lân rất có thể sẽ kích thích huyết mạch thú văn của Hứa Thiên Kỳ, phát sinh dị biến cường đại hơn. Cơ hội như vậy, đối với Hứa Thiên Kỳ mà nói là so với mệnh đều quan trọng. Ánh mắt Hứa Thiên Kỳ run lên. Nhìn ta làm gì, không thể cho, bọn hắn chính là đang phô trương thanh thế, không dám liều mạng thật. Hứa Thừa N nói, bọn hắn nhiều người, nếu đã tới cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lo lắng hơn chính là một khi đánh nhau sẽ mang theo càng nhiều người. Hứa Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Thừa N một hồi. Người biết không, chờ đợi tại Thượng Thương Cổ Thành lâu như vậy, ta đột nhiên thưởng thức một người. Người đừng để ý tới hắn là phách lối hay là tìm đường chết, nhưng hắn không sợ hãi điểm này, cũng đủ để cho rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo hổ thẹn. Hắn bằng vào thực lực của mình, dã man trưởng thành, càng ngày càng mạnh, đánh đến mức các thiên kiêu hoàng đạo kiêng kỵ e ngại, càng đáng để chúng ta học tập. Sức một mình hắn, đã kéo cổ hoa hoàng triều xuống thần đàn, chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà sợ đầu sợ đuôi. Hứa Thừa N cùng Hứa Như Lai trao đổi ánh mắt, vừa nhìn về phía các trưởng lão Chí Tôn Kim Thành. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt, một sự ăn ý hiện lên trong đầu nhau, giết. Lúc nhị hoàng tử đang chuẩn bị tiếp nhận bọn hắn thỏa hiệp, Chí Tôn Kim Thành đột nhiên bộc phát phản kích, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Chí Tôn Kim Thành bị Hứa Thiên Kỳ kích thích chiến ý cùng cuồng tính, không để ý sống chết mà điên cuồng huyết chiến. Cổ hoa hoàng triều mặc dù nhiều người, thế nhưng tộc lão các tộc cũng không nguyện ý chịu chết, dù sao coi như đạt được đầu lâu kỳ lân thì cũng không phải bọn hắn sở hữu, mà là hoàng thất. Một phương không màng sống chết, một phương sợ đầu sợ đuôi. Nhị hoàng tử mấy lần đều muốn khống chế cục diện, thậm chí thét lên ra lệnh một vị tộc lão điên cuồng tự bạo, làm trọng thương nhiều cường giả Kim Thành, nhưng đổi lấy lại là Chí Tôn Kim Thành điên cuồng bạo tẩu hơn. Cuối cùng, Chí Tôn Kim Thành để lại ba bộ thi thể, giết ra khỏi trùng vây. Một đám phế vật, mặt mũi cổ hoa đều bị các ngươi làm cho mất hết. Nhị hoàng tử tức giận gào thét. Tộc lão các tộc đỏ mặt tới mang tai, thế nhưng ai cũng không nói chuyện. Bọn hắn cũng có nỗi khổ không nói được. Các tộc trưởng đều chết thảm tại đêm ấy, gia tộc nổi giận, thề muốn báo thù, kết quả suýt chút nữa đã toàn diệt tại Đại Hoang Thâm Uyên. Bây giờ cường giả các tộc may mắn còn sống sót thật sự không nhiều lắm, bọn hắn không phải không cảm tử, mà là không thể chết. Một vị tộc lão hoàng thất nhắc nhở. Điện hạ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đi đến tận cùng phía đông. Tộc lão các tộc đều bừng tỉnh. Đúng vậy, thánh linh của Chí Tôn Kim Thành lúc nào cũng có thể giết đến, chúng ta vừa mới ngăn cản bọn hắn, rất có thể bọn hắn sẽ tìm chúng ta báo thù đầu tiên. Nhị hoàng tử tức giận trừng mắt với bọn hắn một trận, chuẩn bị táo bạo lấy đi đầu lâu kỳ lân, mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng... một bóng người tung hoành xê dịch tại giữa rừng rậm, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ tiếp tục tăng vọt, tại thời điểm bọn hắn cảnh giác, thân ảnh kia đang phóng lên tận trời, dương cánh bay đi. Khương Phàm, nhị hoàng tử và đám người bỗng nhiên biến sắc, rõ ràng hận không thể xé sống Khương Phàm, nhưng đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm xuất hiện, trong lòng vẫn khẽ run rẩy. Sau khi Khương Phàm bay lên không ngóng nhìn, đột nhiên lao xuống, giống như là thiểm điện đánh tới đại địa. Ầm ầm. Thân thể nho nhỏ, năng lượng to lớn, va chạm trong chớp mắt, mấy chục dặm mặt đất đều chấn động mãnh liệt, nhấc lên trùng kích khủng bố như núi kêu biển gầm. Khí lãng, thổ triều, chấn động, kéo khắp bốn phương tám hướng. Hắn muốn đi qua, nhanh ngăn lại hắn đi. Nhị hoàng tử thật sự luống cuống. Tên điên này bây giờ càng ngày càng nhanh nhẹn dũng mãnh, trình độ tàn bạo càng khiến người ta giận sôi, bây giờ rất có thể là đang đến săn giết hắn. Không cần liều mạng cùng hắn, điều động năng lượng thổ kỳ lân đối kháng. Cường giả các tộc nhao nhao vọt lên thổ kỳ lân thần tuấn khổng lồ, phóng thích năng lượng toàn lực trùng kích đầu lâu. Bọn hắn không thể chân chính khống chế thú nguyên tổ kỳ lân, nhưng có thể kích phát tiềm lực của nó, hình thành năng lượng cường đại trùng kích, dung chuyển đại địa sơn hà xung quanh, quấy nhiễu Khương Phàm tập kích. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn trùng kích thú nguyên, Khương Phàm đã điều động uy lực sơn hà, cũng nhấc lên trùng kích mãnh liệt. Từng luồng khí lãng tràn ngập đại địa mẫu khí, lướt qua địa tầng, dung chuyển thổ kỳ lân. Giống. Thú nguyên thổ kỳ lân nhận trùng kích mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét chân thật, giống động dãy núi, dung chuyển đại địa, năng lượng nổ tung trong nháy mắt còn cao hơn những gì bọn người nhị hoàng tử mong muốn. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vô tình tung bay ra ngoài, ngực bụng cuồn cuộn, máu tươi cứ thế mà phun ra.
Khương Phàm, đi ngược dòng nước, liệt diễm bạo động, hai cánh mở ra thổ triều mãnh liệt, nhào về phía nhị hoàng tử. Cứu ta, mau tới cứu ta. Nhị hoàng tử kịch liệt nhấc lên, muốn ổn định, muốn thoát khỏi, lại hoàn toàn không khống chế nổi thân thể. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoảng sợ, tuyệt vọng, khàn giọng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Điện hạ, các cường giả hoàng thất, tộc lão các tộc toàn bộ bộc phát năng lượng cường đại, chật vật ổn định, nhưng thổ triều vẫn bạo động, thú uy vẫn cuồn cuộn, lại liên tiếp đưa bọn hắn ra. Khi bọn hắn thật sự ổn định, xuyên qua thổ triều nồng đậm nhìn sang, vừa vặn lại thấy Khương Phàm cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Trong chớp mắt, bọn hắn như bị sét đánh, lạnh cả người. Khương Phàm sượt qua người nhị hoàng tử, hỏa rực như đao, nháy mắt đã chém mất đầu. Gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quyết đoán. Cùng cổ hoa, hắn đã không có bất cứ sự hứng thú gì để nói nhảm nữa. Đầu nhị hoàng tử tách rời thân, theo thổ triều bay ra ngoài, hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ. Tốc độ Khương Phàm không giảm, hắn tiếp tục xông về phía thổ kỳ lân đang gào thét. Thái Tổ Sơn xông ra khỏi thanh đồng tiểu tháp, dưới sự kéo chuyển của những sợi xiềng xích, cuồng bạo đánh tới thân thể mà đầu lâu kỳ lân ngưng tụ ra. Ầm ầm tiếng vang, thanh triều điếc tai, không dứt, giống như thiên sơn vạn nhạc đang va chạm. Cuồn cuộn khí lãng, nương theo mê quang chói mắt, quét sạch dãy núi, kéo ra hơn 10 dặm. Ngay cả Khương Phàm đều nhận phải trùng kích mãnh liệt, nếu như không phải có xiềng xích kéo lấy, hắn cũng đã khả năng sẽ bay ra ngoài. Núi đá ngưng tụ thành kỳ lân chiến khu đã sụp đổ, chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu kỳ lân còn đang chìm nổi bên trong năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, tản ra tổ uy hồng hoang. Khương Phàm cố nén khí huyết, khống chế thanh đồng tiểu tháp phun ra hơn 60 sợi tỏa liên, phân biệt cuốn lấy Thái Tổ Sơn cùng đầu lâu tổ kỳ lân. Khương Phàm, để đầu lâu kỳ lân lại. Các cường giả cổ hoa hoàng thất miệng đầy máu tươi, tức giận gào thét, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Bọn hắn thật vất vả mới có được chân bảo như thế này, tiện nghi ai chứ cũng không thể nào tiện nghi cho Khương Phàm. Nhưng Khương Phàm vẫn điên cuồng kéo lấy xiềng xích mạnh mẽ đâm tới, đồng thời thu sạch Thái Tổ Sơn cùng đầu tổ kỳ lân vào trong thanh đồng tiểu tháp. Đừng tiến nữa. Toàn thân Khương Phàm dâng lên ánh sao, va chạm vào lỗ đen, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở trăm mét trên không. Liệt diễm cuồn cuộn, Khương Phàm dương cánh bay lên, thẳng đến phía Chí Tôn Kim Thành đang thoát khỏi. Khương Phàm, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Tộc lão hoàng thất lấy thi thể nhị hoàng tử đi, mang theo cường giả các tộc điên cuồng đuổi theo. Tại sao nơi đó lại đánh nhau? Chí Tôn Kim Thành nghe được thanh âm bạo động ở phía sau, vừa quay đầu nhìn lại thì đã nhìn thấy thổ triều bay ngập trời, sóng âm chấn động. Thanh thế so với thời điểm bọn hắn hỗn chiến trước đó còn muốn mãnh liệt hơn. Là ai tiếp cận bọn hắn rồi? Bọn hắn tò mò quan sát, ngay sau đó lại quay người tiếp tục chạy như điên. Chẳng quan tâm hắn là ai, chỉ cần không trở ngại bọn hắn là được. Nhưng, trận dung chuyển ở xa xa rất nhanh đã an tĩnh lại, cái này khiến cho trong lòng bọn họ càng cảm thấy kỳ quái. Thời điểm quay đầu lại lần nữa, vừa hay nhìn thấy được thân ảnh mang theo liệt diễm cuốn lên trời kia. Còn giống như đang lao thẳng đến chỗ bọn hắn nơi này vậy. Đây là muốn đuổi theo chúng ta. Ai cuồng như thế, một mình liền dám đến rồi. Thứ không biết sống chết, chỉ cần hắn tới gần liền giết hắn. Nhưng, bọn hắn đang muốn an bài, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Đó là Khương Phàm sao? Bầu không khí thoáng an tĩnh lại, sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi. Chạy! Hứa Thừa N giống to, chân đạp hắc triều, phóng lên tận trời. Hài cốt toàn thân răng rắc loạn hưởng, nương theo long uy bành trướng, hóa thân thành yêu long màu đen, dài đến hơn 50 mét, lân giáp cứng cỏi, hiện ra ý lạnh tùm. Chạy mau, nhanh nhanh nhanh. Các cường giả Kim Thành không lo được ẩn giấu tung tích, toàn bộ đều kích hoạt linh văn, khuấy động năng lượng bành trướng bay lên không, hướng về phóng tới cửa thành Tây Bộ. Khương Phàm vung mạnh hai cánh, liệt diễm chói mắt, giống như mãnh cầm bay lượn giữa khung trời, một mực khóa chặt con mồi đang chạy trốn nơi xa. Các cường giả cổ hoa muốn đuổi theo, lại dần dần bị kéo dài khoảng cách. Khương Phàm mang theo ánh mắt sắc bén, đo lường tính toán khoảng cách. Tường thành Tây Bộ đang ở phương xa, khoảng cách 200 dặm nói xa thì không xa, nói gần tuyệt đối không gần, hắn nhất định phải ngăn chặn bọn hắn tại cửa thành, nếu không sẽ kinh động bên ngoài tường thành, khẳng định sẽ có số lượng lớn cường giả xông tới.
Khương Phàm đột nhiên lao xuống, rơi xuống phía trước đỉnh núi, trong miệng ngậm lấy hạt sống vĩnh sinh thần thụ, giơ thương sinh cung lên, cách một khoảng không khóa chặt Hứa Thừa N. Chỉ cần uy hiếp được bọn hắn, Chí Tôn Kim Thành không thể không vận dụng Ngọc Phù. Ông! Cường quang nở rộ tại đỉnh núi, uy lực quốc vận, khí tức tạo hóa hội tụ lại, đang ngưng tụ ra sát sinh tiễn sáng chói. Uy hiếp mãnh liệt lập tức liền kích thích bọn người Hứa Thừa N đang phóng tới. Khương Phàm khóa chặt ta, hắn muốn giết ta. Sau khi Hứa Thừa N biến đổi thành chân long, đối với nguy hiểm hắn vô cùng mẫn cảm. Hồng Nguyệt trưởng lão, vận dụng Ngọc Phù. Hứa Như Lai quả quyết mệnh lệnh. Hứa Thiên Kỳ cắn răng một cái. Vận dụng đầu lâu tổ kỳ lân, ngạnh kháng Khương Phàm tập kích. Các trưởng lão khó có thể tin được mà nhìn hắn, không phải chết không giao ra sao. Đó là Khương Phàm, hắn không giết chúng ta thì sẽ không bỏ qua. Hứa Thiên Kỳ đương nhiên không muốn vận dụng đầu lâu tổ kỳ lân, nhưng hắn biết rõ Khương Phàm không phải đám người cổ hoa kia có thể so sánh. Khương Phàm không chỉ có hung tàn, mà còn có thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, con đường hơn 200 dặm này, tuyệt đối có thể trở thành vong hồn lộ của bọn hắn. Thời điểm hắn nên kiên trì tuyệt đối không thỏa hiệp, nhưng điểm tuyệt nên từ bỏ thời đối không mập mờ. Hứa Như Lai lại nói, năng lượng tổ kỳ lân quá mạnh, nhận kích phát, rất dễ dàng làm bị thương chúng ta. Chết còn không sợ, còn sợ bị thương. Hứa Thừa N, nhanh. Hứa Như Lai kiên quyết. Thời điểm ở phương xa bộc phát tiếng vang, Hứa Thừa N đã quả quyết phun ra đầu lâu tổ kỳ lân. Năng lượng của cái đầu lâu kỳ lân này đại biểu là gió lốc, mới vừa xuất hiện, phong nguyên lực giữa đất trời liền chịu ảnh hưởng, nhanh chóng hình thành gió mạnh gào thét, phạm vi nhanh chóng mở rộng. Chuẩn bị. Hứa Thừa N hét lớn, toàn thân rút lại, cuốn lấy Hứa Như Lai cùng Hứa Thiên Kỳ. Ba vị tộc lão nhao nhao đến phía trước cản đường, phóng thích năng lượng, chuẩn bị ngạnh kháng. Ầm ầm. Sát sinh tiến tới trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức bọn người Hứa Thừa N đều không có chuẩn bị sẵn sàng, cùng với đinh tai nhức óc tiếng vang, đầu lâu tổ kỳ lân đã mãnh liệt lắc lư, ánh sáng bên trong thú nguyên chiếu xa vạn trượng. Phong nguyên lực đến từ thời đại hồng hoang nháy mắt đã dẫn bạo, như vòi rồng mất khống chế, tựa như biển gầm che trời, trong chớp mắt đã tuôn ra hơn 10 dặm, hơn 100 dặm. Người đang điều động phong nguyên lực cũng nhận trùng kích. Hô hô hô. Gió mạnh bạo phát, mãnh liệt cuồn cuộn, bọn người Hứa Thừa N vô tình bị hất tung bay ra ngoài. Gió thổi tiếp tục tăng vọt, gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 50 lần. Từng cơn gió lốc gào thét mà thành, thông thiên đạt địa, cuồng dã lan tràn. Núi cao sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, cây rừng lay động, đột ngột nhảy lên. Gió lốc giống như là xúc tu của trời, tàn phá bừa bãi sơn hà đại địa. Gió thổi lạnh thấu xương như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Bọn người Hứa Thiên Kỳ bị cuồng phong cuốn lên ra 20-30 dặm mới chật vật dừng lại, thân thể bị xé rách huyết nhục mơ hồ, đều lộ ra xương cốt. Bọn hắn đều không có nghĩ đến tổ kỳ lân phong thuộc tính sau khi bị bừng tỉnh lại có uy thế như thế. Đừng thất thần, cuồng phong cắt đứt Khương Phàm truy kích, các ngươi đi mau. Hồng Nguyệt trưởng lão đứng trong cuồng phong, lớn tiếng quát tháo bọn hắn. Chính ngươi ở lại, không được, ngươi không phải đối thủ của Khương Phàm. Hai vị trưởng lão khác lập tức phản đối. Ta là linh văn thuộc tính phong, chỉ cần có thể vọt tới đầu lâu tổ kỳ lân nơi đó, ta có thể kích phát cuồng phong tiếp tục ngăn chặn Khương Phàm đuổi theo. Đừng lề mề, các ngươi đi mau, đưa Ngọc Phù ra ngoài, trở lại giúp ta. Hồng Nguyệt trưởng lão cắn răng một cái, đón lấy cuồng phong gào thét vọt tới. Ta ở lại bồi tiếp, các ngươi đi mau. Một trưởng lão trung niên theo sát lấy xông vào cuồng phong. Ba vị công tử, đi, chính ta tự bảo cũng phải đưa các ngươi ra ngoài. Vị trưởng lão còn lại thúc giục bọn người Hứa Thiên Kỳ đi mau. Bọn người Hứa Thiên Kỳ nhìn chằm chằm, phong kỳ lân, đang phát cuồng, đều cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn đều có dự cảm, phong kỳ lân, rất có thể sẽ không kiên trì nổi cho đến bọn hắn trở về. Nhưng nghĩ tới Khương Phàm hung hãn. Bọn hắn cũng không còn dám ở lại, lập tức bay lên không lao về phía cửa thành Tây Bộ. Khương Phàm đứng tại đỉnh núi, nhìn mấy chục cơn gió lốc cuồn cuộn gào thét ở phía trước, chân mày cau lại. Hắn vẫn luôn coi thường phong thuộc tính, vậy mà lại có thể kích phát ra uy thế như vậy. Cái này còn đuổi thế nào? Hắn lại tạo phiền phức cho mình. Thất sách! Khương Phàm đoán chừng bọn người Hứa Thừa N hẳn là đã chạy,
nhưng, đầu lâu Kỳ Lân gần ngay trước mắt cũng không thể buông tha. Tại thời điểm Hứa Thừa N dùng tốc độ cao nhất chạy tới cửa thành Tây Bộ, Khương Phàm đã triệu ra đầu lâu Thổ Kỳ Lân vừa mới lấy được, vò tới mặt đất, lấy đại địa mẫu khí kích phát. Sau đó, một cơn va chạm rung động bộc phát tại chỗ cách cửa thành gần hơn 100 dặm. Không trung bị cuồng phong tàn phá bừa bãi, gió mạnh màu xanh ngưng tụ ra hình dáng hồng hoang phong Kỳ Lân, điều khiển mấy chục cơn gió lốc, hoắc loạn thiên địa. Phía dưới là đại địa cuồn cuộn, thổ triều bay lên trời, một con hồng hoang Thổ Kỳ Lân được hình thành, cộng minh cùng đại địa dãy núi, tiếng gầm gừ hùng hậu chấn động thiên địa. Kỳ Lân tranh hùng, cuộc chiến phong thổ, cửa thành Tây Bộ, Khoái Kiệt ủy thác các tán tu, Bùi Thiên Lam an bài Tần trưởng lão, một trước một sau đến chỗ cửa thành. Lúc này đợt tấn công mạnh chỗ cửa thành vừa mới ngừng lại, cao giai niết bàn cảnh, bán thánh cảnh, còn có các thánh linh đều đang điều trị nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục tấn công mạnh. Bên trong các dãy núi khắp nơi còn có vô số cường giả đang đuổi tới, bọn hắn đến từ các nơi trên Thương Huyền, thành quần kết đội xông vào Thượng Thương cổ thành. Ngoài ra còn có số lượng lớn yêu tộc mãnh thú chiếm cứ, mặc dù bọn chúng không thể đi vào, nhưng không có nghĩa là bọn chúng nguyện ý từ bỏ. Nhất là sau khi biết được Tổ Kỳ Lân hiện thế, đều trở nên táo động. Ngọc Phù có thể giải trừ cấm chế. Vạn đạo thần giáo đều kích động, tranh thủ thời gian thông báo phó giáo chủ đang điều lý nơi xa. Làm tốt lắm. Phó giáo chủ trở lại trong đội ngũ, hai mắt rạng rỡ tinh mang, ngắm nhìn chỗ cửa thành, âm thầm làm chuẩn bị. Chỉ cần Khoái Kiệt đi ra, hắn phải cầm lấy Ngọc Phù trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, xông vào Thượng Thương cổ thành. Bầu không khí của thần giáo sốt ruột, vừa mới biết được Điêu Lãnh Phong đã chết rồi, đang đau thương cảm tức giận, không nghĩ tới ngay sau Khoái Kiệt đó liền đưa tới tin tức tốt. Khương Phàm đạt được hai cái Ngọc Phù, Chí Tôn Kim Thành đạt được một cái. Một cái là do một tên tán tu tên là Hạ Hầu đạt lấy được, trước mắt đã quy thuận Chu Thiên Thần Điện. Tán tu đến đây hồi báo lần đầu tiên trực diện phó giáo chủ thần giáo, thấp thỏm lo âu, đều quên muốn thủ lao. Chí Tôn Kim Thành. Phó giáo chủ nhìn về phía đội ngũ Chí Tôn Kim Thành nơi xa, trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn ngăn cản Chí Tôn Kim Thành đạt được Ngọc Phù, nhưng tình huống bây giờ rất mẫn cảm, không nên loạn động. Nếu như gây nên oanh động, để thế lực khác đều biết, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ sẽ phái được thánh nhân tiến vào cổ thành. Đại Quang Mang Thần Điện, Thái Võ Nhân Hoàng Điện, Ngọc Phù giải trừ cấm chế. Các trưởng lão thần điện đều kích động. Liên tục tấn công mạnh vậy mà lại thật sự đánh thức được đang mộ táng ngủ say. Tần trưởng lão nói, Thiên Lam, thiên nhiên không phụ kỳ vọng, đạt được thiên phạt kiếm của Thái Võ Nhân Hoàng. Ngọc Phù đều ở trên tay người nào? Phó điện chủ liền gấp trở về trước tiên. Khương Phàm hai cái, những cái khác đang ở trên tay Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện đã dùng, Khương Phàm đang chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo. Tình huống Chí Tôn Kim Thành không hiểu rõ lắm. Tần trưởng lão chỉ lo đi đường, không có thời gian chú ý những cái khác. Cũng may không phụ kỳ vọng, rốt cuộc cũng đuổi được bọn người Khoái Kiệt trước khi tin tức được đưa ra tới. Truyền tin tức ra không? Các trưởng lão đều nhìn phó điện chủ, bọn hắn không thể đạt được Ngọc Phù, cũng không thể để Vạn Đạo Thần Giáo đạt được. Tại sao phải truyền ra? Phó điện chủ gầy gò lạnh nhạt, không giận tự uy. Tất cả trưởng lão đều rất kinh ngạc. Nếu như không truyền ra, chẳng phải bọn hắn sẽ an bài thánh linh tiến vào sao? Truyền ra liền không có thánh linh có thể vào. Ánh mắt phó điện chủ thâm thúy đảo qua đội ngũ Vạn Đạo Thần Giáo cùng Chí Tôn Kim Thành nơi xa, xem ra Vạn Đạo Thần Giáo đã nhận được tin tức, Chí Tôn Kim Thành nơi đó còn rất bình tĩnh. Nếu như Khương Phàm thật sự đang chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, tên điên kia thật sự có khả năng sẽ thành công. Nói cách khác, Chí Tôn Kim Thành có khả năng đưa Ngọc Phù ra tới nhất. Đại trưởng lão nắm lấy quải trượng, ánh mắt lấp lóe. Điện chủ có ý là, hợp tác. Phó điện chủ phân phó nói. Ngũ trưởng lão, trốn đi, thừa dịp người khác không chú ý, chuyển tới Chí Tôn Kim Thành nơi đó. Nếu như bọn hắn không chiếm được Ngọc Phù, cũng đừng có xuất hiện. Nếu như đạt được Ngọc Phù, cùng bọn hắn làm giao dịch. Ngũ trưởng lão vội vàng bước lên phía trước. Xin mời phó điện chủ phân phó. Chúng ta yêu cầu không cao, hai bảo vật là đủ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giao dịch, chúng ta không ra lên tiếng, nếu như không nguyện ý, lập tức tin tức truyền ra. Nhưng, muốn bảo vật gì, là do chúng ta định đoạt.
nếu như bọn hắn giả ý đồng ý, sau đó đổi ý thì sao? Mời ba vị truyền nhân của bọn họ tới, làm khách. Vạn đạo thần giáo nơi đó đang sốt ruột chờ đợi, Khoái Kiệt lại chậm chạp chưa hề đi ra, bọn hắn muốn đi đến điều tra, lại lo lắng gây nên chú ý. Không bao lâu, bọn người Hứa Thừa N đã xuất hiện tại chỗ cửa thành Tây Bộ, làm ngụy trang đơn giản, nhìn như tán tu, ra vẻ bình tĩnh đi tới cánh rừng. Đầu tiên là liên hệ đến tộc nhân, sau đó mời thành chủ đến. Thành chủ của Chí Tôn Kim Thành, Hứa Đức Diệu nhận được tin tức, vội vã gấp gáp trở về. Hắn rất phấn chấn, càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Lúc này đột nhiên tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Mà, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra Cổ Thành, gây nên náo động lớn, nếu như hắn tự mình tiến vào, tộc nhân ở lại bên ngoài liền sẽ gặp nguy hiểm. Mà đi đến thì dễ, đi ra lại rất khó. Phải làm sao bây giờ đây? Trước tiên đưa bọn người Thiên Kỳ về Kim Thành, sau đó xin mời các lão tổ toàn thể xuất quan, tới nghênh đón. Ha ha, chúc mừng Hứa thành chủ, đạt được ngọc phù. Một thanh âm kiềm chế từ trong cánh rừng truyền đến, để đám người Kim Thành đang hưng phấn bỗng nhiên biến sắc. Ngũ trưởng lão mặc áo choàng đi tới. Tại hạ là ngũ trưởng lão của Đại Quang Mang Thần Điện, tên Doãn Đông. Không cần khẩn trương, ta là phụng mệnh phó điện chủ, đến đây chúc mừng. Bùi Thiên Lam đưa tin tức ra tới. Hứa Thiên Kỳ đã hiểu. Người của Đại Quang Mang Thần Điện đều am hiểu tốc độ, nếu như muốn truyền tin tức ra, tự nhiên sẽ nhanh hơn bọn họ. Có ý tốt ta xin nhận, truyền lời đến phó điện chủ, sau này sẽ đến nhà thăm. Hứa Đức Diệu cũng đã hiểu. Nhận được tin tức lại không lộ ra, ngược lại là đến đây chúc mừng, hiển nhiên là có âm mưu. Hứa thành chủ khách khí, thời điểm đi qua không cần mang lễ vật quá nhiều. Hai kiện là được. Ngũ trưởng lão cười khẽ, người biết chuyện nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Hai kiện. Bọn người Hứa Thiên Kỳ khẽ nhíu mày. Tặng quà coi trọng cái, vừa lòng đẹp ý, ta nghĩ Hứa thành chủ hẳn là có thể làm tốt. Lúc ta tới, phó điện chủ còn phân phó, nếu như các người muốn đi đến, liền mau chóng hành động, chờ tin tức truyền đến liền phiền toái. Còn nữa, các người cứ việc yên tâm đi vào, chuyện bên ngoài cũng đừng có nhớ mong. Ba vị công tử, có thể tạm thời gửi vào Đại Quang Mang Thần Điện chúng ta. Ngũ trưởng lão nói rất mịt mờ, nhưng ý tứ ai cũng hiểu. Đây là muốn tạm giam Hứa Thừa N, Hứa Như Lai, cùng Hứa Thiên Kỳ làm con tin. Chờ sau đó Hứa Đức Diệu, đến nhà bái phỏng, sau khi đưa trước, lễ vật vừa lòng đẹp ý, bọn hắn sẽ suy nghĩ thêm thả người. Sắc mặt các tộc lão Kim Thành lập tức âm trầm xuống, muốn phản bác, nhưng ngẫm lại uy danh của Đại Quang Mang Thần Điện. Cùng cục diện mẫn cảm bây giờ, chỉ có thể nhịn xuống. Ngũ trưởng lão nhẹ giọng cười nói. Đại Quang Mang Thần Điện chúng ta hẳn là coi trọng cấp bậc lễ nghĩa nhất trong các hoàng đạo thương huyền, ba vị công tử sẽ nhận chiêu đãi rất tốt ở nơi đó, Hứa thành chủ không cần phải lo lắng. Hứa Đức Diệu vùng vẫy một lát, cắn răng nói. Thiên Kỳ, các người theo ngũ trưởng lão đến Đại Quang Mang Thần Điện làm khách. Ba vị công tử, xin mời. Thế cục bây giờ vi diệu. Kéo dài thêm một phần, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, đừng lại chậm trễ. Ngũ trưởng lão đưa tay mời. Phụ thân, mọi người hãy ý an toàn. Hứa Thiên Kỳ không có kiên trì, mặc dù rất không nguyện ý bị dọa dẫm, nhưng vì tài nguyên bên trong Thượng Thương Cổ Thành, chỉ có thể nhận mệnh. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, Hứa Đức Diệu lập tức phân phó. Đại trưởng lão, các ngươi mau rời khỏi, về Kim Thành xin tất cả thánh tổ xuất quan, mang lên bảo khí chấn tộc. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thượng Thương Cổ Thành. Chú ý ẩn nấp, không nên tùy tiện lộ diện, trước tiên hãy ẩn núp đến chỗ cửa thành đông bộ chờ lấy. Thành chủ, chính ngài đi đến. Chính ta có thể ứng phó. Đi mau, chờ đến khi tin tức công khai, Chí Tôn Kim Thành chúng ta sẽ biến thành mục tiêu công kích, các ngươi ở lại nơi này rất nguy hiểm. Thành chủ, ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Đại trưởng lão biết tình huống khẩn cấp, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, hai người Hồng Nguyệt trưởng lão chật vật trốn tới, nghiêm mặt tìm tới đội ngũ Kim Thành, xin lỗi vì đã không thể bảo trụ đầu lâu tổ Kỳ Lân. Khương Phàm. Sắc mặt Hứa Đức Diệu nhanh chóng âm trầm, đồ hỗn trướng, chuyện làm lớn bụng nữ nhi của ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, lại còn dám đánh cướp chúng ta, muốn chút mặt hay không? Sau khi bọn người đại trưởng lão bí mật rút lui, Hứa Đức Diệu đã lập tức bay lên không, lao thẳng đến Thượng Thương Cổ Thành.
náo nhiệt lại thoáng an tĩnh tại thành khu Tây Bộ hỗn loạn. Các phương đều không hiểu thấu mà nhìn một màn này. Tiến vào. Không sợ sau khi nhận áp chế sẽ bị người khác săn giết sao? Chí Tôn Kim Thành muốn bảo vật đến điên rồi. Hay là của truyền nhân bọn hắn bị giết, thành chủ đi đến báo thù. Phó giáo chủ Vạn Đạo Thần giáo sốt ruột, các phương đã bắt đầu chú ý, nếu như bọn người khoái kiệt không thể truyền tin tức tới trước khi đi ra, hắn rất khó lại thuận lợi tiến vào thượng thương cổ thành. Nhanh đi, nhanh nhanh nhanh. Các cường giả thần giáo âm thầm cầu nguyện. Nhưng, sau 3 giờ, tin tức liên quan tới Ngọc Phù đã truyền ra cổ thành, nhanh chóng dẫn bạo Tây Bộ. Thượng thương cổ thành kinh hiện Thái Võ Nhân Hoàng Điện, bên trong có Thái Tổ Sơn, Thiên Phạt Kiếm, Nhân Hoàng Giáp, Di Cốt Nhân Hoàng còn có Dự Uy, hoàn chỉnh không thiếu sót. Bên trong Thái Võ Nhân Hoàng Điện xuất hiện 5 miếng ngọc phù có thể giải trừ áp chế của thượng thương cổ thành. Khương Phàm đạt được 2 miếng ngọc phù, Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành tất cả đạt được 1 miếng, một tên tán tu sau khi đạt được đã quy thuận Chu Thiên Thần Điện. Ngay sau đó, tin tức Khương Phàm chặn đánh Vạn Đạo Thần Giáo, khiến cho Vạn Đạo Thần Giáo vận dụng ngọc phù, cũng truyền ra thượng thương cổ thành. Các tộc lão Vạn Đạo Thần Giáo đấm ngực dậm chân, hô to tiếc nuối, càng hận hơn không xé sống được tên xúc sinh Khương Phàm kia. Sắc mặt phó giáo chủ u ám, đường đường là hoàng đạo, vậy mà lại bị một tiểu tử luân phiên ức hiếp, đúng là mất hết mặt mũi thần giáo. Phó điện chủ của Đại Quang Mang Thần Điện thì sắp xếp người bí mật di chuyển bọn người Hứa Thiên Kỳ. Sau đó mật lệnh ngũ trưởng lão tự mình tiến vào thượng thương cổ thành theo dõi Hứa Đức Diệu, kịp thời hiểu rõ tình huống hắn lấy được bảo tàng. Các tộc khác thì táo động. Lại có đồ có thể giải trừ áp chế. Hứa Đức Diệu vừa mới đột nhiên xông đi đến, khẳng định là đã sớm cầm được ngọc phù. Cũng liền mang ý nghĩa, bên trong thượng thương cổ thành có một thánh nhân không nhận áp chế. Người khác còn chơi thế nào? Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện. Người của Chí Tôn Kim Thành đã biến mất toàn bộ, rất có thể là đã sớm rút lui. Hứa Đức Diệu khẩu vị quá lớn, vậy mà muốn độc hưởng thượng thương cổ thành, hắn không sợ cho ăn bể bụng sao? Thời kỳ thượng thương cổ thành mai táng lại có ngũ đại nhân hoàng, trước đó giống như một người cũng không có xuất hiện. Là ngươi không thấy xuất hiện, không phải không xuất hiện. Trong lịch sử hẳn là đã đánh thức qua mấy người, không biết bên trong còn có những người khác hay không? Tiếp tục tấn công mạnh tường thành, nhìn xem có thể bừng tỉnh mộ nhân hoàng mới hay không, ở trong đó rất có thể còn có ngọc phù. Bây giờ Hứa Đức Diệu đang ở bên trong, bừng tỉnh mộ nhân hoàng chẳng phải là tiện nghi hắn. Thượng thương cổ thành kéo dài mấy ngàn dặm, xem như hắn là thánh nhân cũng không thể nào tùy ý hoành hành. Chúng ta chỉ có thể cược, cược có thể xuất hiện mộ nhân hoàng mới, cược vị trí mộ nhân hoàng xuất hiện cách Hứa Đức Diệu vô cùng xa xôi. Cược những người khác có thể kịp thời cướp được ngọc phù. Hung hăng đánh cho ta, coi như lật tung thượng thương cổ thành, cũng phải bừng tỉnh toàn bộ mộ nhân hoàng. Đừng để ý tới Hứa Đức Diệu hắn, hắn vậy mà lại ngây thơ giống như Khương Phàm, chỉ muốn phách lối bên trong, không để ý tình huống thật bên ngoài. Chờ lúc hắn rời khỏi, đạt được bao nhiêu bảo bối liền phải phun ra bấy nhiêu cho ta. Không sai, vây quanh thượng thương cổ thành, chỉ cần hắn đi ra, liền toàn lực ngăn lại. Bầu không khí ở Tây Bộ sao động, chuẩn bị trận tấn công mạnh mới. Cửu Lê Thần Cung, Hoàng đạo Tây Bộ, một trong bát bộ hoàng đạo, lại lặng lẽ động tâm tư khác. Ông trưởng lão, đi đến liên hệ Hứa Đức Diệu, cùng hắn làm giao dịch. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi Thiên Kiều bá mị, quốc sắc thiên hương, dáng người mềm mại nhỏ yếu để cho người ta miên man bất định, nàng cụp tầm mắt xuống, mang theo một loại khí chất lười biếng mê người. Sau khi lấy được đồ thì chuyển giao cho chúng ta, do chúng ta phụ trách mang rời khỏi thượng thương cổ thành. Chờ lúc hắn chuẩn bị rời khỏi liền có thể thản nhiên đối mặt các phương vây quanh, chủ động tiếp nhận kiểm tra. Đồ đã sớm di chuyển, mãi cho tới Cửu Lê Thần Cung chúng ta liền không có người còn dám xử lý hắn thế nào, lại không người nào dám mạo phạm chúng ta. Về phần những bảo bối kia, sau đó hai bên chia đều. Siêu cung chủ anh minh, ta sẽ đi bàn bạc. Ông trưởng lão thừa dịp các phương không chú ý, lặng yên rời khỏi, chui vào thượng thương cổ thành. Oanh minh mãnh liệt vang vọng đất trời, cường tộc các phương lần nữa liên thủ, khởi xướng tấn công mạnh đối với tường thành của thượng thương cổ thành. Bọn hắn đều hy vọng có thể mau chóng tiến hành đánh thức mộ nhân hoàng mới, đạt được ngọc phù mới. Các phương cũng đều nhao nhao điều động một đến hai trưởng lão cao giai niết bàn cảnh, tiến vào thượng thương cổ thành tìm kiếm đội ngũ của bọn hắn.
nhắc nhở thay đổi sách lược hành động, tránh cho bị Hứa Đức Diệu xem như con mồi. Trong Thượng Thương cổ thành nhanh chóng thay đổi thời kỳ đặc thù, Thái Tuế hình phù đồ rốt cuộc cũng đã đến được nơi này. Thật náo nhiệt, ha ha, hạ giới khó xuất hiện được loại rầm rộ này. Hình phù đồ nhìn qua năng lượng đầy trời như cơn bão, số lượng lớn thánh linh tụ tập ở nơi đó, nhấc lên chiều dâng, mãnh liệt đụng chạm lấy Thượng Thương cổ thành nguy nga. Liền xem như tại Thiên Khải chiến trường, các thánh linh đều rất ít ra sức như thế này. Hoàng trưởng lão suy yếu mỏi mệt, vì để đưa Thái Tuế đến nơi này càng nhanh, hắn cũng giống như Khổng Sướng, thiêu đốt sinh mệnh mình. Tuy nhiên, hắn không dám nghỉ ngơi, nhanh đi liên hệ người của Thái Cổ Thần Miếu. Chỉ sau chốc lát, các cường giả Thái Cổ Thần Miếu liền nhanh chóng đuổi tới, hành lễ với Thái Tuế. Thái Tuế, rốt cuộc ngài cũng đã đến. Thượng Thương cổ thành thức tỉnh, khắp nơi trên đất đều là cơ duyên, trước mắt đã xuất hiện trọn vẹn 5 tòa cổ mộ. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Tổ Sơn, Di Cốt Nhân Hoàng các loại, đều là bảo vật tuyệt thế hiếm thấy. Bất luận một cái nào cũng đều đủ để trở thành chí bảo trấn tộc cấp hoàng đạo, tạo nên một vị đỉnh cấp cường giả. Một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động, cuối cùng vị gia gia này cũng đến. Ý của ngươi là, ta tới chậm. Hình phù đồ thản nhiên liếc nhìn hắn. Không dám không dám. Trưởng lão sợ hãi. Ha ha, xác thực ta đã tới chậm, ta hẳn là nên đến đây trước tiên. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của hình phù đồ hiện lên nụ cười thản nhiên. Khương Phàm còn sống không? Không chỉ có còn sống, còn đang náo đến điên ở bên trong. Chúng ta thật sự không biết Khương Phàm là nghĩ thế nào, thật giống như đã mất đi lý trí, giết đỏ cả mắt. Cho tới bây giờ, chỉ chúng ta lấy được tin tức. Khương Phàm đã giết Diệp Trục Thiên của thần miếu chúng ta, điều lãnh phong của vạn đạo thần giáo, bắt sống Tần Ngao Thương của Chu Thiên Thần Điện, khoái kiệt của vạn đạo thần giáo, lan đạo của Cửu Thiên Thần Giáo, còn chọc Đại Quang Mang Thần Điện. Tuy nhiên bảo bối hắn cướp được cũng rất nhiều, trong 9 cái đầu lâu tổ kỳ lân hắn đã độc chiếm 4 cái trở lên, cùng số lượng lớn hài cốt tổ kỳ lân, còn có di cốt hoàn chỉnh của tiên tổ nhân tộc trông coi mộ địa tổ kỳ lân. Hạt giống vĩnh sinh thần thụ, Thái Tổ Sơn của Thái Võ Nhân Hoàng, một chút di cốt nhân hoàng. Tên điên Khương Phàm kia mặc dù phách lối, nhưng lại bày ra thực lực chấn kinh Thượng Thương cổ thành, hắn cơ hồ đánh đâu thắng đó, không ai có thể đè ép được hắn. Điều này cũng làm cho hắn trở thành một kẻ dị loại bên trong Thượng Thương cổ thành, người người đều muốn giết chết hắn, nhưng người người cũng lại đều e ngại hắn. Đương nhiên, hắn không thể nào là đối thủ của Thái Tuế ngài, ngài tiến vào, Khương Phàm phách lối cũng liền phải kết thúc. Các trưởng lão không phải lấy lòng, là có lòng tin tuyệt đối với hình phù đồ. Hắn là Thánh Vương Thiên Phẩm, là người đã chuyển thế 7 lần, bất luận là tạo nghệ võ pháp, hay là thể chất thiên phú, đều cực kỳ khủng bố. Hình phù đồ, mới là chí bảo trấn tộc chân chính của Thái Cổ Thần Miếu bọn hắn. Chỉ bằng bọn hắn, thật đúng là không đánh chết được Khương Phàm. Hình phù đồ ha ha cười nói. Các ngươi biết cái dám gì, đây chính là phần thiên thần hoàng, đã từng là chủ nhân Thương Huyền, suýt chút nữa trở thành đế quân, chân chính khống chế truyền kỳ Thương Huyền. Những kẻ gọi là kiêu ngạo thiên kiêu nhân kiệt kia, ở trước mặt hắn liền như một trò cười. Nếu bàn về tôn quý, hàng trăm triệu vạn sinh linh Thương Huyền đều không bằng một phần vạn hắn. Nếu bàn về địa vị, tộc trưởng hoàng tộc hoàng đạo đương đại cũng không xứng sách giày cho hắn. Nhưng, dừng ở đây rồi. Khương Phàm sẽ phải vĩnh viễn trở thành truyền kỳ, sống ở trong lịch sử. Thái Tuế, hôm qua vừa mới phát sinh một chuyện đặc thù. Trong mộ của Thái Võ Nhân Hoàng xuất hiện 5 miếng ngọc phù, có thể giải trừ cấm chế, thể hiện ra thực lực chân chính. 5 miếng ngọc phù đã dùng 4 miếng, một miếng là thành chủ của Chí Tôn Kim Thành, Hứa Đức Diệu, một miếng là lưu trưởng lão của vạn đạo thần giáo, một miếng là bằng hữu Khương Phàm kết giao, một miếng là một tên tán tu, sau đó quy thuận Chu Thiên Thần Điện, còn có một miếng đang ở trên tay Khương Phàm. Các trưởng lão muốn giới thiệu kỹ càng tình huống cho hình phù đồ lại đưa tay chặn ngang, trực tiếp mang theo hoàng trưởng lão cùng Khổng Sướng trực tiếp tiến vào Thượng Thương cổ thành. Đối với hắn mà nói, bảo bối gì cũng đều không bằng Khương Phàm. Hắn muốn bắt sống Khương Phàm, hắn muốn thôn phệ Khương Phàm. Hắn muốn dung hợp Chu Tước, trùng kích Thánh Hoàng. Ha ha, ha ha ha, thần Hoàng, ta đến rồi. Truyền kỳ kiếp trước của ngươi là bị ông trời kết thúc. Truyền kỳ đương thời do ta, hình phù đồ đến kết thúc. Bên trong Thượng Thương cổ thành,
Sau khi Khương Phàm thành công cướp đoạt đầu lâu Tổ Kỳ Lân, hắn đã nhanh chóng rời khỏi, chạy thẳng đến vực sâu. Đây là Ngọc Phù, có thể giải trừ cấm chế, khôi phục thực lực chân thực. Chẳng mấy chốc thánh nhân của Chí Tôn Kim Thành sẽ càn quét thượng thương cổ thành, lúc nào cũng có thể phát hiện ra nơi này. Đến lúc đó ngươi không cần xuất hiện, liền trốn ở phía dưới lợi dụng quốc vận uy hiếp. Khương Phàm giao Ngọc Phù cho Kiều Vô Hối, dặn dò hắn bảo đảm an toàn cho nơi này. Làm sao lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế này? Kiều Hinh khẩn trương lên. Nếu như cảnh giới tất cả mọi người đều đặt ở nhất trọng thiên, Khương Phàm hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện Niết Bàn ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thậm chí càng xuất hiện thánh nhân, không chỉ có Khương Phàm nguy hiểm, nơi này cũng sẽ nguy hiểm. Khương Phàm trấn an nói. Ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ xảy ra, bất cứ chuyện gì cũng đều khó có khả năng dựa theo chúng ta mong muốn mà phát triển. Thiên Hậu nói, mị lực lớn nhất của chiến tranh đang ở ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn có thể mang đến nguy hiểm, cũng có thể mang đến hy vọng. Nếu như thánh nhân của Chí Tôn Kim Thành thật sự có thể thuận lợi tiến vào, liền có thể phát hiện càng nhiều bảo tàng. Hắn phát hiện càng nhiều, càng sẽ khiến cường tộc bên ngoài tham lam. Khi hắn rút lui, cũng sẽ khiến cho các phương đuổi bắt, cứ như vậy, số lượng hoàng tộc hoàng đạo ở lại bên ngoài, liền có thể giảm mạnh hơn phân nửa. Áp lực của chúng ta trong này cũng sẽ ít rất nhiều. Đôi mắt đẹp của Kiều Hinh lập tức lóe lên sáng rực, sau đó lại sùng bái nhìn lên trời, thiên hậu chính là thiên hậu, góc độ nhìn đúng là không giống người bình thường. Trong tích tắc, thậm chí nàng có một sự xúc động, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nàng nhăn đôi mày nhỏ, khích lệ vài câu. Nếu như thánh nhân của Chí Tôn Kim Thành thật sự có thể tiến đến, cũng sẽ phát hiện nơi này của chúng ta. Nếu như đánh lâu không xong, rất có thể sẽ ngộ nhận nơi này là mộ đế quân. Bây giờ Khương Phàm lo lắng chính là cái này, nếu như thánh nhân kia chết đầu óc, rất có thể sẽ ỉ ở chỗ này, nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Thiên Hậu nói, thượng thương cổ thành thức tỉnh, bên ngoài lại đang tấn công mạnh, rất có thể sẽ còn xuất hiện mộ táng mới. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ rời khỏi. Nhưng hắn sẽ còn trở về nơi này, tiếp tục mạo hiểm. Coi như cuối cùng hắn từ bỏ, tình huống nơi này cũng sẽ chuyển đến bên ngoài. Khương Phàm lắc đầu thở dài, cục diện bây giờ ai cũng suy nghĩ không thấu. Bọn hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến, tận lực nắm giữ quyền chủ động. Kiều Hinh lo lắng nói. Chàng còn muốn ra ngoài sao? Ta muốn tới bên ngoài quan sát tình huống. Nếu có cơ hội, lại bắt lấy mấy cái bảo bối. Thiếp đi cùng chàng. Không cần, chính ta hành động dễ dàng hơn, nàng ở lại nơi này bồi Vô Hối nhiều chút. Nếu như tình thế nguy cơ, Vô Hối có thể sẽ phải sớm mang theo Ngọc Tỷ rời đi. Bây giờ chàng ra ngoài sao? Chậm 2-3 ngày. Khương Phàm muốn lợi dụng lực lượng quốc vận tu luyện, khống chế Thái Tổ Sơn tốt hơn, phát huy ra lực lượng vốn có. Bên trong Thanh Đồng Tiểu Tháp. Đây là tay phải của Thái Võ Nhân Hoàng, phía trên là quyền sáo chiến giáp của Nhân Hoàng, ngươi thử dung hợp, hẳn là có thể giúp ngươi khống chế tinh thần kiếm tốt hơn. Khương Phàm lấy được xương tay gồm cả quyền sáo giao cho Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ đang nhìn Thổ Kỳ Lân, Lôi Kỳ Lân, Cự Phong Kỳ Lân ở không trung đến ngẩn người, khó có thể tin tên điên Khương Phàm kia thật sự có thể cướp được những bảo bối này trở về, lại thật đáng tiếc mình không phải thú linh văn, không dùng đến. Ta sao? Ha ha, huynh đệ tốt, ta biết ngươi sẽ không quên ta. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian tiếp được xương tay cùng quyền sáo từ trên trời giáng xuống. Xương tay trắng muốt, sáng bóng như ngọc, không có chút cảm giác âm trầm nào, nhưng nâng ở trên tay, lại có thể cảm giác được một cảm giác nặng nề thấm vào đến linh hồn, giống như ép tới mức hắn phải quỳ trên mặt đất. Quyền sáo lại còn là thể lỏng, vòng quanh chảy xuôi ở xương ngón tay, khi thì lại ngưng tụ thành dáng vẻ quyền bộ. Để hắn nhớ tới lúc dung hợp tinh thần kiếm. Thời điểm thượng thương cổ thành mai táng, tổng cộng có 5 vị nhân hoàng, đều là thần linh tiên tổ chân chính. Đây là xương tay của một trong ngũ hoàng, Thái Võ Nhân Hoàng. Lúc ngươi dùng ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được để bị ăn mòn ý thức, khống chế thành con rối. Khương Phàm rất chờ mong Chu Thanh Thọ trưởng thành, nhưng linh văn và thể chất giống như cũng còn kém một chút, mảnh xương tay tiên tổ nhân hoàng này hẳn là có thể mang cho hắn thay đổi mới. Tay của thần, hắc hắc, hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng, phát ra tiếng cười quái dị. Khương Phàm lắc đầu, hắn đánh nát nhẫn không gian của Khoái Kiệt,
phóng xuất bảo bối bên trong ra. Một cái đầu lâu kỳ lân, có được lực lượng hắc ám, tượng trưng cho uy lực, thiếu m, để không gian tầng thứ ba đều nổi lên trận trận khí âm hàn. Một đống di cốt kỳ lân, bộ phận xương sống cùng móng vuốt, tính cả những cái lấy được trước đó kia, xem như gom góp được 1/3 xương sống, còn có 2 cái móng vuốt. Còn có thứ kích thích hơn, Khoái Kiệt vậy mà lại đạt được xương cột sống thái võ nhân hoàng hoàn chỉnh, ngoài ra còn lấy cả một cái cẳng tay, còn có hậu giáp bên trên cẳng tay. Ta sao? Chu Thanh Thọ nhận cảm ứng, trước tiên liền vào tới. Cẳng tay cho ngươi, xương cột sống ta giữ lại trước. Khương Phàm rất sung sướng gom góp cho hắn. Vì sao, có còn là huynh đệ hay không? Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian tiếp được, nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào xương sống. Đối với di cốt nhân tộc mà nói, xương đầu cùng xương cột sống không thể nghi ngờ chính là bộ phận quan trọng nhất. Nhất là xương cột sống, sau khi dung hợp thai nghén thậm chí có thể kéo dài tới bước phát triển hài cốt mới, có thể triệt để cải tạo thân thể, càng có cơ hội trưởng thành là thần hoàng mới. Người đã có tinh thần kiếm, các huynh đệ khác bọn họ còn cái gì nữa chứ? Khương Phàm rất coi trọng Chu Thanh Thọ, nhưng không thể nào quá bất công. Đúng vậy. Chu Thanh Thọ rất muốn, nhưng nhịn được. Ngươi chuẩn bị cho ai? Thứ này dùng tốt, thật sự có thể tạo nên một bán thần, coi như suýt chút nữa, cũng có thể tạo nên thánh nhân. Di cốt ngủ say trong thời gian vô tận, không thể nào thật sự tái hiện được uy lực đã từng có thể kích phát ra hiệu quả gì, hoàn toàn nhìn đến trình độ huyết mạch của mình thai nghén. Khương Phàm lắc đầu, còn không có muốn cho ai, nhưng cũng có mấy người được chọn. Chu Thanh Thọ rung động. Thượng Thương Cổ Thành thật sự là nơi tốt, đây là muốn thay đổi vận mệnh bao nhiêu con người đây. Thời điểm trước kia, lục phẩm có thể tăng lên tới thánh phẩm chính là kỳ tích, khắp thiên hạ đều tìm không ra mấy người. Thánh phẩm đến thiên phẩm, càng có thể lưu danh sử sách. Nhưng, bây giờ Thượng Thương Cổ Thành toàn diện thức tỉnh, các loại di cốt trọng bảo xuất thế, không thể nghi ngờ là có thể sáng tạo càng nhiều điều, không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều, kỳ tích. Đây quả thực là nhân tộc tiên tổ cách thời gian vô tận lại phản hồi hậu đại. Đan Hoàng từ đầu đến cuối trầm mặc, không có biểu đạt ý kiến. Bởi vì, tại thời đại của bọn hắn cũng đã xảy ra kịch biến tương tự, thiên kiêu nhân kiệt tụ tập sinh ra, các loại bí cảnh liên miên khôi phục, thiên hạ oanh động, quần hùng quật khởi, gây nên cuồng hoan vô tận, nhưng cuối cùng của cuối cùng, nghênh đón bọn hắn lại là tai nạn hủy diệt. Tất cả thiên kiêu đều bị mai táng vô tình. Tất cả truyền kỳ đều kết thúc tại ngày đó. Cho nên, giờ phút này Đan Hoàng càng nhiều khẩn trương hơn. Từng cảnh tượng ấy, tình cảnh ấy, đều như vậy giống như đã từng quen biết. Đây càng giống như là tai nạn tiến đến trước, bản thân hệ thống thế giới thức tỉnh, chuẩn bị chiến tranh. Khương Phàm hài lòng cất kỹ bảo bối, ý thức thể đi tới trong thiết lao tại tầng thứ hai. Thiệu Thanh Duẫn còn sống không? Ai? Thiệu Anh Vệ lập tức giật mình. Cái tên điên này làm sao lại biết tên của tổ tiên bọn họ? Thiệu Thanh Duẫn. Thiệu gia chúng ta không có người này. Bị các ngươi đánh ra ngoài. Các ngươi là muốn khi sư diệt tổ. Đừng nói nhảm, ta hiểu rõ nàng so với ngươi còn nhiều hơn. Ta không biết ngươi nghe được cái tên này từ chỗ nào, ta thật không biết. Tứ tượng tuyệt sát của các ngươi đều là do nàng truyền xuống. Tứ tượng tuyệt sát chân chính là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Cự Long. Bốn khối thần cốt thật sự kia hẳn là còn ở trong tổ từ Thiệu gia các ngươi. Ngươi, sắc mặt Thiệu Anh Vệ trở nên khó coi, đây là bí mật của Thiệu gia, làm sao hắn biết được? Khương Phàm nói, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn khi nàng không có sinh qua hài tử, nếu không Thiệu gia bây giờ, đều được gọi ta một tiếng tổ tông. Đừng nói nhảm, nàng còn sống không? Rốt cuộc ngươi là ai? Thiệu Anh Vệ bỗng nhiên cảm giác Khương Phàm rất lạ lẫm. Là loại lạ lẫm thần bí kia. Nhưng nghĩ lại, hắn đối với Khương Phàm giống như cũng không có hiểu gì cả, trước đó đều không có coi là gì. Người nghe không hiểu tiếng người, Thiệu Thanh Duẫn còn sống không? Tiên tổ đang ngủ say. Lúc nào? Hơn 200 năm trước. Trước khi nàng ngủ, có phải đang tìm một người hay không? Sau khi nàng ngủ, có phải an bài các ngươi tiếp tục tìm kiếm hay không? Người có thể đi đến vực sâu. Có phải bởi vì tảng đá trong tay kia đang hấp dẫn hay không? Ngươi! Thiệu Anh Vệ lại lần nữa chấn kinh, thậm chí có chút hoảng hốt, chẳng lẽ hỗn đản này lợi dụng cái lao ngục quỷ bí này nhìn trộm ý thức của hắn sao? Chúng ta tới làm giao dịch, ta trả lời ngươi một vấn đề,
người trả lời ta một vấn đề. Ta tới trước. Thiệu Anh Vệ nhìn chằm chằm ý thức thể trong bóng tối. Chấn kinh, ngoài ý muốn, ngờ vực vô căn cứ, các loại cảm xúc lấp đầy trong lòng. Tên Khương Phàm này rõ ràng là một tên điên từ trong biên hoang đi ra tới, làm sao lại có quan hệ cùng tiên tổ cao quý của bọn hắn. Khương Phàm lạnh lùng. Ngươi thấy không rõ tình thế. Ta tới trước, đầu tiên, là ai an bài ngươi tới? Thiệu Anh Vệ trước tiên nói. Thánh tổ Thiệu gia của chúng ta, giao ngọc thạch cho ta, để cho ta lần theo chỉ dẫn đi điều tra. Tới phiên ta, rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là người mà Thiệu Thanh Duẫn đã tìm 1000 năm nay. Khương Phàm ném ra tin tức nặng ký, oanh tạc ý thức của Thiệu Anh Vệ, kích thích lòng hiếu kỳ của hắn, trao đổi lấy tin tức. Ngươi, ngươi, chấn định một chút, tới phiên ta, Thiệu Thanh Duẫn đã để lại di ngôn gì? Ta không biết, chỉ có thánh tổ trấn giữ bên cạnh quan tài biết, tới phiên ta, ngươi cùng tiên tổ là. Ngươi không có trả lời tới cùng, ta hỏi một lần nữa. Ngươi nào chịu trách nhiệm điều tra Niết Bàn Thạch? Ngươi biết Niết Bàn Thạch, là, Hắc Ngục, đến phiên ta hỏi, ngươi cùng tiên tổ là liên quan như thế nào? Ta là nam tử của nàng. Ngươi đánh giám. Tới phiên ta, chủ nhân phía sau màn của nhân gian ngục là ai? Khương Phàm mặc dù tin tưởng Thiệu Thanh Duẫn có đủ năng lực để khống chế tổ chức sát thủ khổng lồ, nhưng thân phận đệ nhất hoàng phi của nàng quá đặc thù, muốn sống sót cũng khó khăn, huống chi là đứng lên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiệu Thanh Duẫn yên lặng mấy trăm năm, mới khống chế nhân gian ngục toàn diện khôi phục. Nàng đang khẩn cầu có thể, cho phép, còn sống. Nàng đang kết giao, bối cảnh, để có thể quật khởi lần nữa. Chúng ta không có chủ nhân phía sau màn, Thiệu gia chính là chủ nhân của nhân gian ngục. Nếu như ngươi có thái độ này, vậy ta chỉ có thể dùng hồn thuật, cưỡng ép tước đoạt trí nhớ của ngươi. Siêu hồn thuật, nếu như ngươi thật sự có cái năng lực kia, liền sẽ không tới đây hỏi thăm ta. Ta cùng ngươi trao đổi tin tức là bởi vì ta với Thiệu Thanh Duẫn có mối quan hệ đặc biệt, không phải là bởi vì ta không thể. Nếu ngươi đã không phối hợp, vậy ta chỉ có thể xin lỗi. Chờ một chút. Thiệu Anh Vệ gọi Khương Phàm lại. Hắn thật sự hiếu kỳ về thân phận của Khương Phàm, rốt cuộc là nói, bịa chuyện, hay đúng là có liên quan gì? Là ai đang hợp tác cùng Thiệu Thanh Duẫn? Là. Thiệu Anh Vệ khẽ cắn môi, nói. Là Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện. Khương Phàm hơi nhíu mày lại. Xem ra Thiệu Thanh Duẫn đã để lộ qua bí mật hắn khả năng chuyển thế trùng sinh với Chu Thiên Thần Điện, cũng không biết bọn hắn có tham dự vào trong điều tra hay không. Thiệu Anh Vệ không kịp chờ đợi nói. Tới phiên ta, rốt cuộc ngươi là ai, rốt cuộc ngươi cùng tiên tổ liên quan như thế nào? Thiệu gia ngày trước là Tây Ngục Thiên Quốc, Thiệu gia đã từng có một đoạn lịch sử huy hoàng, cái này không phải ngươi không biết đấy chứ. Thiệu gia sau khi yên lặng hơn 200 năm. Một lần nữa lấy thân phận tổ chức sát thủ khôi phục, mục đích thật sự là lợi dụng ưu thế đặc biệt của tổ chức sát thủ tìm kiếm một người lúc nào cũng có thể sẽ trùng sinh, cũng chính là người đã từng là nam tử của tiên tổ các ngươi. Là ngươi, là ta, vấn đề kế tiếp, tới phiên ta. Chờ một chút, ta còn chưa có hỏi. Ngươi hỏi, là ta sao? Ta nói, là ta. Ngươi, tới phiên ta, tình huống những người mà Hắc Ngục khống chế, 1 năm 1 10 nói ra hết. Vấn đề này nhiều lắm, ngươi nói cho ta biết trước, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi viết xong, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chỗ này đã có một chút danh sách, cũng có mấy nhân vật đặc biệt, nếu như ngươi cố ý bỏ sót, cuộc trò chuyện giữa chúng ta đến đây là kết thúc, đổi người khác tới thẩm vấn. Lặp lại một lần nữa, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi điều kiện hòa bình là bởi vì Thiệu Thanh Duẫn. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh cứng rắn đào trí nhớ của ngươi, chờ ngươi còn sống ra ngoài, cũng chính là một phế nhân. Khương Phàm không biết danh sách, nhưng phương pháp hù dọa người vẫn rất nhuần nhuyễn. Còn sống rời khỏi. Thiệu Anh Vệ mẫn cảm chú ý tới cách mà Khương Phàm dùng từ, mà, hắn xác thực rất hiếu kỳ về bí mật của Khương Phàm. Ta nói. Ta đang nghe. Khương Phàm muốn ghi lại kỹ càng tình huống của bọn hắn. Bảo đảm thời điểm nghĩ cách cứu viện không có bỏ sót. Thiệu Anh Vệ suy nghĩ tỉ mỉ một lát, bắt đầu giới thiệu về Niết Bàn Thạch mà bọn hắn khống chế. Từ nơi phát hiện, đến nơi khống chế bây giờ. Từ dòng họ bọn hắn, đến linh văn bọn hắn truyền thừa. Khương Phàm tử tế nghe lấy, yên lặng ghi chép, cho đến một cái tên xuất hiện cuối cùng,
sắc mặt của hắn hơi đổi. Vi Nguyên Giáp, Vi Khang Di tộc, người mà bộ lạc của Du Cảnh Chiến ngoài ý muốn cứu chẳng lẽ chính là tộc nhân Vi gia? Khương Phàm ngoài ý muốn, tức giận, càng có chút vui mừng. Vi Khang là ảnh tử thị vệ của hắn, chấp trưởng một chi đội M ảnh, phụ trách bảo vệ cho sự an toàn của hắn, chấp hành nhiệm vụ săn giết đặc biệt. Cuộc chiến Đăng Thiên Kiều lúc trước, ảnh tử thị vệ ở lại bên cạnh Thiên Hậu, cuối cùng chiến tử toàn bộ. Không nghĩ tới, Vi Khang lại để lại huyết mạch. Huyết mạch của Vi gia, huyết mạch thời gian. Bọn hắn có thể vượt qua trong thời gian, có thể ảnh hưởng nhân quả hiện thực. Không biết Vi Nguyên Giáp này đã đạt được bao nhiêu truyền thừa của Vi Khang. Khương Phàm tiếp tục hỏi. Vi Nguyên Giáp được đưa đến Thiệu gia. Thiệu Anh Vệ không kịp chờ đợi. Tới phiên ta, ngươi là ai trùng sinh? Nếu như ngươi biết đã từng có một vạn thế thần triều liền sẽ biết thân phận của ta, nếu như ngươi không biết đoạn lịch sử kia, thì cũng không cần biết. Đây coi là câu trả lời gì chứ, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là chủ nhân vạn thế thần triều, tiên tổ Thiệu Thanh Duẫn Thiệu gia các ngươi là đệ nhất hoàng phi của ta. Không thể nào, nếu là người thân, tại sao ngươi lại muốn khiêu khích nhân gian ngục? Cái này ngươi phải hỏi tiên tổ của ngươi. Trả lời ta, Vi Nguyên Giáp ở đâu? Sau khi Kiều gia tập kích Lam Ngục, Hắc Ngục đã chuyển rời hắn đến Thiệu gia. Hắn là cảnh giới gì, linh văn phẩm cấp gì? Đến phiên ta hỏi, ngươi nghiêm túc trả lời cho ta, tại sao ngươi muốn khiêu chiến nhân gian ngục? Bởi vì các ngươi đã tra được ta không nguyện ý bại lộ thân phận. Bây giờ, trả lời ta. Hắn là thánh phẩm linh văn, cảnh giới là niết bàn cảnh lục trọng thiên. Hắn có thể điều khiển thời gian, hắn vô cùng nguy hiểm. Tới phiên ta, ngươi. Ý thức thể của Khương Phàm rời khỏi thiết lao, để lại Thiệu Anh Vệ nóng nảy la lên. Vi Khang có hậu nhân. Thiên hậu nhận được tin tức, vẻ mặt lập tức chấn động. Vi Nguyên Giáp, niết bàn cảnh lục trọng thiên, bây giờ bị giam tại lãnh địa của Thiệu gia. Khương Phàm cũng kích động. Huyết mạch Vi gia quá quan trọng, nếu như có thể cùng cấm nguyên cổ thụ phối hợp, hoàn toàn có thể thành tựu lẫn nhau, điều khiển thời gian. Vi Nguyên Giáp thậm chí có khả năng mạnh hơn tiên tổ Vi Khang của hắn. Khương Diễm nói ác nhân cốc cùng Kiều gia cũng đều ở lại Nam Bộ, chuẩn bị tập kích nhân gian ngục. Vừa hay đưa tin tức cho bọn họ, cứu Vi Nguyên Giáp ra. Thiên hậu muốn truyền tin tức đi, mau chóng cứu Vi Nguyên Giáp ra. Không chỉ là chờ mong linh văn Vi ra, càng quan trọng hơn là hổ thẹn đối với Vi Khang. Bởi vì, đó là trưởng thị vệ của Khương Phàm, được giao phó cho nàng nhưng lại chết tại chiến trường. Bởi vì, thời điểm bách tộc nghịch hành, nàng hẳn là đã chết tại chiến trường, là Vi Khang đã thiêu đốt chính mình, nghịch chuyển thời gian, cứu nàng trở về lại. Nàng nợ Vi Khang, cũng chính là nợ Vi gia. Vi Nguyên Giáp, nàng nhất định phải cứu. Bọn người Khương Bân đang ở bên ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn. Chu Thanh Thọ đâu, không phải còn không có bế quan sao, để hắn đi. Cảnh giới của hắn quá thấp, thượng thương cổ thành nguy hiểm nhân vật gì cũng đều có, ta sợ hắn có ngoài chuyện ý muốn. Nàng không cần phải để ý đến, giao cho ta đi, 3 năm ngày là ta có thể tin tức truyền đi. Khương Phàm đi đến Chu Tước Thần Cung, gia trì quốc vận lĩnh hội Thái Tổ Sơn. Loại vũ khí cường đại giống như cấm kỵ này mặc dù rất khó khống chế, nhưng hắn có thể chất đặc biệt, có thể cảm ngộ đại địa mẫu khí, truyền thừa đặc biệt của hắn có thể táng diệt Sơn Hà, nếu như trên đời ai có tư cách nhất, ngoại trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác. Cùng lúc đó, Hứa Đức Diệu đã tiến vào Thượng Thương Cổ Thành, du tẩu các nơi, dò xét bảo bối mai táng bên trong địa tầng. Các đội ngũ của Đại Quang Mang Thần Điện thì lặng lẽ ẩn lui, hành động trở nên cẩn thận, sợ bị Hứa Đức Diệu tiếp cận, đoạt bảo bối của bọn hắn. Nhưng, càng ngày càng nhiều tán tu cùng cường tộc thì tập trung vào hắn, theo ở phía sau, hy vọng hắn có thể đào móc ra bảo tàng mộ địa, để bọn hắn kiếm chút tiện nghi. Hứa thành chủ, ta là ông Bộc Tồn của Cửu Lê Thần Cung. Trước kia chúng ta đã gặp mặt qua. Ông Bộc Tồn mang theo áo choàng che giấu thân phận, đứng trong tán cây tươi tốt, hành lễ lên bầu trời. Hứa Đức Diệu từ trên cao giáng lâm, tản ra năng lượng bành trướng. Ông trưởng lão đến sớm. Ha ha, tới đúng lúc, chờ nhiều người, ta lại đến thì không tiện. Ta là phụng mệnh phó cung chủ Hy, đến giúp đỡ Hứa thành chủ. Ta không cần trợ giúp. Bây giờ không cần, nhưng lúc rời khỏi liền cần. Nếu như ta đoán không có sai, ngài đã sắp xếp người trở về điều binh đi.
chờ ngài tìm được bảo bối, sẽ từ các cửa thành khác rời khỏi, cùng bọn hắn tụ hợp, một đường giết trở lại Tân Hải Tây Bộ. Kế hoạch của Hứa thành chủ là không sai, thế nhưng các thế lực tụ tập bên ngoài lại là hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Nếu như ngài đạt được mấy món bảo bối, cũng không bị gì, nhưng nếu như lấy được quá nhiều, hoặc là bảo bối vô cùng đặc biệt, ngài thật sự cho rằng bọn hắn có thể để ngài rời khỏi. Coi như các ngươi có thể tụ hợp ở ngoài thành, nhưng ngài cho rằng các ngươi có thể thuận lợi trở lại Tân Hải Tây Bộ. Không phải ta nghi ngờ thực lực của Chí Tôn Kim Thành, mà là rõ ràng thực lực những hoàng tộc hoàng đạo bên ngoài kia hơn. Chí Tôn Kim Thành ta có thể được đến cơ hội như vậy, là ông trời ban ân, cũng sẽ dùng hết thảy mọi thứ, bắt lấy cơ hội này. Hứa Đức Diệu đương nhiên biết rõ hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm gì, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở bày ở trước mặt, hắn nhất định phải dũng cảm tiến tới, liều mạng bảo vệ. Sợ đầu sợ đuôi. Suy đi nghĩ lại. Đây không phải phong cách chủ nhân hoàng tộc hắn đây. Nếu như một hoàng tộc không có dã tính, dũng khí và thực lực, càng không khả năng tồn tại lâu dài. Nguy hiểm thì làm sao, cái giá thì như thế nào, hắn gánh vác được, cũng nguyện ý chống đỡ. Coi như hắn chết, hắn cũng phải đưa bảo tàng về Chí Tôn Kim Thành, là tụ lực cho đời sau quật khởi. Huống chi, Đại Quang Mang Thần Điện đã dự định hai cái bảo bối, hắn không thể nào lại nhận uy hiếp khác. Có rất nhiều cách nắm lấy cơ hội, ta đây có hai đề nghị. Nếu như thời gian của Hứa thành chủ không phải quá đang gấp, để cho ta nói một câu. Ông trưởng lão, mặc dù ta không hiểu rõ ngươi, nhưng ta hiểu rất rõ Diêu Lăng Vi. Nữ tử kia ăn tươi nuốt sống. Phó cung chủ chúng ta không có yêu thích gì khác, chính là thèm ăn, ha ha, ăn cái gì coi trọng tinh tế trọn vẹn. Mặc kệ Hứa thành chủ có thành kiến nào đó đối với phó cung chủ chúng ta, nhưng lần này, ngài thật đúng là cần nàng. Hai đề nghị, đầu tiên, ngài lần theo thiết tấu các tộc tấn công mạnh bên ngoài, tìm kiếm mộ nhân hoàng khác. Ở trong đó hẳn là sẽ có càng nhiều ngọc phù, ta hy vọng ngài có thể bắt lấy toàn bộ ngọc phù, đưa cho chúng ta một cái. Như thế này hai bên chúng ta liền có thể liên thủ ứng phó, dù sao cũng tốt hơn là một mình các ngươi. Nói cái thứ hai một chút. Hứa Đức Diệu hừ lạnh, các ngươi bỏ thánh nhân vào, chỉ sợ ta chỉ có thể uống canh. Cái thứ hai, ngài không quản có được đến thứ gì, bí mật giao cho ta, do ta sớm di chuyển. Như thế này ngài có thể nghênh ngang rời khỏi, nói thẳng là đồ đều đã được đưa đi. Như thế này thì các phương cũng chỉ có thể nhận mệnh, sẽ không lại tổn thương ngươi. Chờ các ngươi trở lại Tây Bộ, đồ tốt chúng ta. Chia đôi. Đồ đến trong tay các ngươi, ta còn có thể chia trở về. Đương nhiên, chúng ta có thể làm hiệp nghị. Ông trưởng lão, người năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay vừa vặn 80. Người tuổi không lớn lắm, làm sao lại hồ đồ rồi? Có ý gì? Người thấy ta giống đồ đần. Hứa Đức Diệu cười lạnh một tiếng, quả quyết rời khỏi. Ông trưởng lão sửng sốt một chút, tiếc nuối lắc đầu. Hứa Đức Diệu ơi Hứa Đức Diệu, chúng ta phân một nửa không chỉ là bởi vì chúng ta đang giúp đỡ, mà còn là đang mua cho ngươi một cái ô dù. Nếu như ngay cả chủ nhân Tây Bộ đều muốn xuống tay với ngươi, hoàng tộc hoàng đạo thiên hạ này cũng không có cái gì phải lo lắng. Chí Tôn Kim Thành các ngươi, làm tốt chuẩn bị diệt tộc đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 50.